ngày hôm qua chị em chút nữa em mở cái tin nhắn của chị Bình ra, em làm cho Ngân nghe xong chưa? Em mở tin nhắn của chị Bình, Bình nghe hôm qua có lấy cái trà bông đó. Em dồn xong đưa đi, em dồn xong em tổng tiền qua đó giúp chị, tổng tiền ngoài từ giấy á, chứ còn trong kia thì chị báo rồi. Đó là chị Hiền Nguyễn thì cũng em chuyển cho chị Bình trước đi, xong rồi chị Hiền Nguyễn chị tính sau. Một đêm trưa đây là chị lấy. Hello Thông Thị Phương Loan, hello Thúy Huỳnh. Rồi mấy chị ơi, bây giờ mấy chị mua cái gì nữa em like xả luôn cho mấy chị mua nè. Rồi em nghĩ nè, có quá trời chị không đủ đơn, em cũng chả biết chị nào dung đọc coi thử chị nào không đủ đơn chị xe cái trước cái đã rồi tính sao. Rồi chờ chị xíu nha, không đủ đơn á hả em? Rồi chị xíu, chị xíu. Mấy chị mà không đủ đơn thì em xe mà mấy chị không vô lựa là chắc bỏ ra luôn cho nó gọn quá, chứ tại vì nay mà không đi được hàng á là cũng nghỉ luôn chứ. Và đợi chị xíu nha, chị sao chép cái liên kết nha cái đã. Rồi đợi hoài xíu mấy chị. Nếu như mà ai mà không đủ thì thôi bỏ ra luôn. Để còn trà bông nha, còn trà bông Lan Hương còn mấy hũ á, chị Hoàng sale là 90.000 một hũ luôn. Còn trà bông á sale 90.000 một hũ luôn. Hãy mua trà, mua đồ ăn này qua khu vực đồ ăn. Dung rồi tập đi Dung. Là Hồng Phấn Nguyễn Huệ là ai? Lâu chưa? Mới ăn được tám. Không đủ đơn luôn á hả? Rồi tiếp Dung. Nguyễn Thủy là ai? Nguyễn Thủy là Nguyễn Thủy hả? Nguyễn Thủy ở gì? Đọc địa chỉ đi em. Con bé Nguyễn Thúy, con bé Nguyễn Thúy thích cũ nhà mình. Chờ chị xíu, chị tìm cái Facebook con bé ra. Con bé Nguyễn Thúy Nguyễn gì đó không biết nữa. Thì con ra Facebook đó luôn. Bây giờ trang bay nó tìm ra cái Facebook khó lắm. Bỏ qua đi em, bỏ qua. Cảnh diện đúng không? Những khách không đủ đơn thì em đẩy qua một bên. Rồi nếu như mà người ta không lựa được nữa thì mình xả đơn ra luôn. Dọn dẹp cho sạch sẽ. Nứt gót chân bị hết rồi, nứt gót chân bị hết. Cho khách ghé người ta mua luôn. Em coi thử bé Kiều Thủy có đủ đơn không ta. Nguyễn Ngọc Thúy đủ hả? Rồi Nguyễn Ngọc Thúy với Kiều Thủy ai đủ đơn em đẩy qua một bên, xong rồi chốt đơn cho khách luôn. Có quá trời khách mua thêm trong tin nhắn này. Rồi ai đủ thì đẩy đơn qua. Còn có một số khách gì đây, cái gì đây, tên gì đây, tên gì mà mua không? Hồ Diễn Sinh hả? À cái này cũng bán ngân lê đó, vừa mới lên đơn hả? Dạ. Có đủ méo không chị, lôi ra chị xả rồi. Cái này mới là Hồ Diễn Sinh, cái này phải qua Tết mới có em ạ. Chị cũng không biết khi nào có đâu Trâm Nghi ơi. Bây giờ Tết rồi nghỉ luôn chứ biết khi nào có em. Mua là mình mua sớm thôi, mấy cái đó mua sớm thôi. Chứ giờ là Tết rồi nghỉ Tết luôn chứ mua gì nữa. Bây giờ cũng chị cũng đâu có nhập hàng nữa đâu. Phải ăn Tết xong em. Ăn Tết xong khi nào bán lại thì mới biết được. Chứ giờ đâu biết đâu. Nguyễn Tuân rồi bé Nguyễn Oanh hả? Ai? Đơn
ai đủ thì hoàng là làm đơn cho đi luôn, còn ai mà không đủ á, à Thảo Phan này nó dư đơn, sao nó nói nó dư đơn luôn, nó kêu chị chốt đơn này. Dư chắc là dư đơn rồi. Ngày cuối hả? Dạ cũng gần như là ngày cuối rồi đó cô Loan, cũng gần như là ngày cuối. Em chia sẻ cho mấy khách kia vô rồi em bắt đầu em like. Cái gì em? Ai? Linh Chi. Ủa chị thấy nó có xịt bụi thả cuối cùng ra là người hai con đúng rồi. Cô gái không? Cô gái, có cô gái là cái áo thun hình cô gái à. Chị bấm phía qua mà xong sẵn cho nó. Cái áo thun mà hình cô gái màu trắng đi tìm đi. Cái đó mình nhớ còn mấy cái luôn mà em. Đó, tại vì mình làm lại là khách lấy gì đủ cho khách. Rồi hồi bữa là nó có một kẹo, rồi một kẹo sữa bò, cái xanh đậu mấy màu con kia đây nè. Cái này lên đơn chưa? Chưa luôn. À cái đó thì lên đơn rồi. Lên đơn rồi, vậy là nó còn thiếu. Đúng rồi. Thấy trên hệ thống còn cái gì đó. Rồi cái gì nữa, ai nữa. Linh Chi là khách nào đâu? Đem qua đây cho chị coi thử ngày bao nhiêu. Ngày 12. Linh Chi ngày 12 hả? Linh Chi là đâu? Linh Chi gì đó. Em ở đây em ghé lấy mà không thấy ghé lấy từ ngày 12 đến giờ là nhiêu rồi? 8 ngày rồi, xả đơn đi em. Không ơi, cái này đúng rồi, cái này là chị like cho khách trong Bình Thuận thôi. Chứ khách mở ngoài mọi người bây giờ mà mọi người không đi nữa là có khi sát Tết. Đúng rồi, em gửi hàng đi liền chứ bây giờ mà không đi nữa là hết. Không đi nữa là khách, chỉ có khách trong tỉnh Bình Thuận thôi. Chứ còn khách ngoài tỉnh là nguy hiểm lắm. Không sợ không đi được đổ hiên đúng không? Đổ hiên đúng không? Chỉ có khách trong tỉnh thôi mấy chị. Bây giờ Hoàng chỉ có thể chốt cho khách trong tỉnh thôi. Năm nào Hoàng cũng ráng bán cho khách trong tỉnh đến sát đáy thôi. Tại vì trong tỉnh á, thì nó dễ. Còn ngoài tỉnh á, thì là mình không đi là nó lâu. Phương Ngọc là ai? Phương Ngọc là sao lạ hoắc vậy em? Có một số khách không có đủ đơn ở đây. Phương Ngọc là em mình chỉ là cái này không có, mình bán luôn, xả ra đi. Cái này không có, mình bán mà Phương Ngọc mình mua từ ngày nào vậy? Ngày 13 lâu quá rồi. Ngày 13 mà khách này khách mới hay sao chị không biết tên. Hân Trần là con gái đó, ở chị làm với bệnh viện đợi chị xíu chị chia sẻ livestream với Nhân Mô. Ủa Hân Trần đủ thì đẩy qua đi em, ai đủ đơn. Không bán ngoại tỉnh nữa hả chị? Bánh gấu còn không, mới nhận mà phát mấy đứa nhỏ hết rồi. Bánh gấu chấm kem hả cậu? Khách mà trong tỉnh á, khách mà ngoài tỉnh á thì là đi được nhưng mà sẽ đi nhanh. Thi là mua từ ngày nhiêu em, kiểm tra giúp chị. Ngày 10. Cái gì vậy? Rồi bây giờ để coi thử ai không đủ đơn mà xả rẻ cho mấy chị nha. Ai đủ đơn là em đẩy qua nha. Hai quần ngố thành phố Phan Thiết mà. Rồi một túi đựng quần áo. Còn cái gì đây? Có phải khách Thi có số điện thoại này không em? Lấy hai lóc giấm bữa nha chị, là bánh gấu chấm kem á hả? Hai lóc hai mùi hả? Rồi ok, bánh đun á hả cô Loan? Bánh đun không có luôn. Đặt hàng mà nó nói không có luôn. Chiều nay chị mới gửi Mỹ Suy, chiều nay chị mới gửi tin nhắn của Viettel hôm nay giao hàng rồi ok. Hai bánh chấm kem ok. Rồi mấy chị chia sẻ livestream cho khách hàng nha. Ngày hôm nay chị nào á mà lên đơn á 400 ngàn là sẽ có quà. Chị nào lên đơn 400 ngàn trở lên là sẽ có quà nha. Bây giờ là cái này là khách này là xả ra đi để chị cài đặt vô. Quần ngố có ai xả để em, đúng là coi thử quần ngố có ai không đủ đơn đi em. Diễm gì xinh gì vậy? Diễm gì xinh? Hồ Diễm xinh hả? Rồi xả ra đây nghe. Rồi mấy cái khách này xả hết. Rồi mấy chị, cái quần ngố ai không đủ á thì sẽ bán rẻ. Rồi mấy chị nè. Rồi nha, bây giờ đơn 400 ngàn là đi là sẽ có quà tặng nha. Quà tặng gì thì lúc đó mới biết chứ bây giờ. Bạch rồi bây giờ mà còn bánh Đài Loan gì em? Tết ai ăn bánh Đài Loan cha? Tết ai ăn bánh Đài Loan? Bánh Đài Loan là khi đói thôi. À, ai đi đơn nha. Rồi
năm hộp chị biết rồi, năm hộp kem nám ok, đợi chị xíu, năm hộp kem nám ok. Hột dưa giờ không có luôn em, tại vì bây giờ gần Tết quá rồi, bưu cục á. Nói chung mà nó thật với mọi người là năm nay á hả, em bị lâu bu, nó chia sẻ với mấy chị thiệt là năm nay là do em bị lâu bu á, là em làm cái shop, em nghĩ là nó sẽ làm sớm để em kịp về hàng em bán, vừa là ví dụ như mình bán ở trên online này nè mấy chị, mình chỉ bán cửa tầm tới 20 là bắt đầu mình không thể nào đi hàng được nữa, thì lúc đó là em sẽ bán cho cái khách ghé. Nhưng mà bây giờ nó xui cái á, là quán chưa làm xong, ví dụ như bây giờ em nhập hàng về á, mà em nhập hàng về mà em bán kênh online á mà không được thì cũng không có cái, nói chung là shop á, hiện tại em đang bán online, cái shop nó rất là nhỏ, rất khó để mấy chị lựa hàng, đúng không? Em không có tự tin để mà em về hàng bán tới 30 Tết được đó, cho nên là năm nay lỡ rồi thì em nghỉ luôn. Em nghĩ luôn, năm hộp kem ngố có em nữa nha chị. Em ơi em tìm coi thử là bánh ngố em, lấy em một hộp trà bông chị ok Lan Hương. Dung hả? Em coi thử cái quần ngố ngày hôm qua nhớ không, mấy Ngọc Trân gì đó. Ngọc Trân gì đó em bỏ ra đó. Rồi mấy chị nè, ngày hôm nay nha, hàng xã. Ồ ok mấy chị hàng xã này. Trời ơi có mấy thì đó. Không được là xả hết. Đây còn lắp giấy vệ sinh nữa nè. Chị nào lấy ra giấy vệ sinh comment giúp mày. Hình như là giấy vệ sinh này là cái cô à, không, cái giấy vệ sinh này em bỏ cho cái cô gì ta, ở Thuận Minh á, cái cô gì đây nè, cô gì mà có đơn mà giấy bạc hồi sáng em nói đó, giấy bạc với cái kìa Đinh Hồng Nhị gì đó kìa, với lại cô lấy một cái gì trong tin nhắn nữa đó. Rồi gom, rồi ok, rồi bỏ qua cho cô đi. Đúng rồi, chị bán đó giờ nhiều mà. Rồi còn hai quần ngố đúng không, rồi hai quần ngố mấy chị này xả luôn 20.000 cái nha. Rồi vừa tặng quà mà vừa bán, nói chung là giá mê luôn. Rồi 20.000 cái quần ngố, chị nào lấy ngố chốt vài ngố. Còn cái đống đồ bên kia kệ, cái đống đồ bên kia đẩy qua đi em, cái đống đồ bên kia đẩy qua. Ví dụ như nhìn thấy khách ghé thì phân loại để chị nhắc khách ghé, còn mà khách ship thì nhắm tình hình là không mua nữa là hủy đơn luôn, xả đơn luôn, chứ giờ chờ gì nữa em. Giờ mà chờ đợi gì nữa. Rồi quần ngố nha. Rồi ok, quần ngố cho Vinh Như hai cái quần ngố luôn, là hết quần ngố này. Rồi mấy chị nè, cái dầu gội nam này ngày hôm qua khách mua không có đúng không, mà bây giờ là còn hai chai đúng không. Coi thử là Huỳnh Thanh Trúc là ai vậy? Huỳnh Thanh Trúc là khách cũ hay khách quen? Đồng Nai hả? Huỳnh Thanh Trúc hả? Nhưng mà bây giờ không đủ đơn thì làm sao, chị cũng chả biết nữa. Khách mới không đủ đơn là bỏ ra trước đi, còn khách kia thì tính sao. Ủa cái gì lạ kỳ vậy, bị nhảy địa chỉ IP rồi. Sao tự nhiên in không được đơn em đi rồi em, nó xảy ra lỗi gì đó chị cũng không biết nữa. Rồi Vinh Như bỏ qua cho Vinh Như đi em, hình như là cái phần mềm này nó bị lỗi chứ không phải là do in không được. Rồi mấy chị đợi hoài xíu nha, nó bị lỗi những ngày cuối cùng em, tài khoản đăng nhập không được, quý sĩ tào lao bí đao. Đổi phía đây. Đơn chị đi chưa em? Dạ đi rồi chị. Đi rồi chị, đi rồi, đi rồi. Rồi mấy chị chờ em một xíu coi. Cái mạng nó đang bị điên điên nè. Em bực bội mấy cái khách này ghê gớm. Rồi, rồi mấy chị chờ em một tí xíu em xử lý cho. Rồi bây giờ mấy chị nè, để em in thử cái phiếu coi có được không. Rồi Vinh Nhu có hai cái quần ngố em, đẩy qua đó luôn đi em, bỏ qua luôn đi. Ủa có ra không Dung? Hả? Ra rồi hả? Phiếu in được rồi hả? Rồi ok. Cái chai gội nam này Dung, cái chai gội nam này á, là có phải là còn hai chai của cái con này thôi chứ còn lại không ai có đúng không? Không còn nữa đúng không? Để chị biết đường xả lỗ mấy chị, em xả luôn mấy chị giá sốc luôn nè. 32.000 nha, còn hai chai. 32.000 một chai, còn hai chai. Còn hai chai chị nào lấy chốt em là dầu gội, cái này là dầu gội của nam, dầu gội hương nước hoa của nam nha mấy chị nha, dầu gội hương nước hoa của nam 32.000, chốt đơn đi giúp em, có hai chai thôi, có hai chai à, chứ bây giờ mấy chị muốn mua nữa là nó cũng không bao giờ có nha. Hai dầu gội ok cho Út Sự là hết luôn nè. Út Sự à, Út Sự à,
em lấy của ông bé Trần Thiên Lý á, là có hai hũ body kìa, với lại một cái tấm bạc che tủ lạnh á. Em đẩy qua cho Út Sự xíu nữa, Út Sự lấy giùm. Tại vì ông bé Trần Thiên Lý nói là Út Sự lấy giùm nó. Rồi cái này là cái bánh gấu kem, là mình còn tổng số là 3 bịch màu xanh với 4 bịch màu vàng đúng không? Em bánh gấu này là của mình là còn 3 bịch màu xanh với 4 bịch màu vàng đúng không? Rồi xả cho mấy chị luôn này. Hôm nay là xả kèm tặng quà, cứ đơn 40.000 tặng hết. Sale cho mấy chị luôn, 55.000 một bị luôn. 3 xanh và 4 vàng hết sạch lô, không bao giờ còn nữa. 3 màu xanh, 4 màu vàng. Ủa, đúng rồi. 3 bị màu xanh, 4 bị màu vàng. Nha, bánh gấu chấm kem nha, hàng Thái nha, siêu ngon luôn. Ăn quanh năm suốt tháng. Đặc biệt là khi mà mình gì ta? Ăn Tết xong á là mình sẽ đi học lại rồi. Thì lúc đó các chị là chia quà cho con mình đi học luôn. Bánh vừa ngon vừa chất lượng luôn. Ăn Tết xong là sẽ đi học lại đúng không? Đi học lại thì mỗi ngày đi học cho con mình bị. Trẻ con thì nó cực kỳ thích cái này, mà nó rất là ngon luôn. Rồi mấy chị, Hoàng nói nè, mấy chị mua đủ đơn đi luôn nha. Chứ bây giờ là hết dồn rồi. Cái bị này là bị lẻ của chị để cho series nè. Rồi ba bị hả Vinh Như, là lúc nãy em có là một màu vàng một màu xanh, rồi bây giờ em muốn lấy màu gì nữa em? Một vàng ok cho Thúy Hình nè, một vàng cho Thúy Hình ok nè, một bị vàng cho Thúy Hình ok nè, một cái màu xanh cho Tinh Nguyễn ok nè. Rồi rồi nha, rồi tiếp tục nè, một màu xanh chị Ngọc Vân ok nè. Rồi tiếp tục nè mấy chị nè. Rồi nha mấy chị, mấy chị tiếp tục chấm cho em cái gì ta. Mấy chị, một xanh một vàng ok, một xanh một vàng ok cho ông bé Yến Thanh nè, một xanh một vàng cho ông bé Yến Thanh nè. Vinh Nhu lúc nãy em lấy rồi, em lấy màu gì? Một xanh ok cho Lan Hương nè. Rồi bây giờ còn hai màu vàng thôi, xanh nữa tổng cộng 3 bị. Em comment chậm quá cái không có. Giờ còn hai màu vàng, giờ còn hai màu vàng nữa là hết sạch lô mấy chị. Vàng thì nó cũng ngon, cái dòng mà bánh quy chấm với kem sô cô la nó cũng ngon, nói chung là ngon bình thường, ngon bình thường mấy chị. Còn chi xả rải hết cái đó rồi nghỉ luôn mấy chị nè. Quần áo cũng còn nữa. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là gấu vàng đi, gấu vàng 55.000 nha. Một giờ còn có hai sách màu vàng không thôi, mỗi sách này là 13 gói, đáp là một năm sau mới hết hạn mấy chị, yên tâm chưa, đáp là một năm sau mới hết hạn. Vàng cũng được ok cho Vinh Nhu. Nho 85.000 em. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoài nha. Vàng cho Út Sự là hết. Rồi nho hôm nay em chơi lớn cho mấy chị luôn, là chị hũ nho của Hoài luôn mấy chị. Hôm nay chơi lớn và nghỉ luôn mấy chị. Nho 80.000 một hũ luôn. Xả rồi nghỉ luôn nha mấy chị nha. Tại vì năm nay mấy chị đừng trách em là sao hàng hóa nó không phong phú, bởi vì năm nay em bị lỡ rất là nhiều nhịp. Lỡ rồi thì thôi, sang năm em sẽ cố gắng phục vụ các chị đầy đủ. Chính vì vậy ngày hôm nay chị nào mua được cái gì em xả rẻ hết, đồng thời em tặng quà cho mấy chị luôn, rồi kết thúc luôn á. Rồi đây là nho Mỹ 80.000 một hũ, bao giá sỉ nó cũng không bán bằng Hoàng đâu mấy chị. Nho Mỹ nha, chị nào lấy chốt đi với Hoàng nho Mỹ nè. Màu đen, màu vàng, nho 80.000 luôn nè, nửa ký, ngon ơi là ngon luôn. Đây chị nào lấy chốt em nghỉ luôn nha, 80.000 một hũ. Mấy chị đi mua ở đâu cũng không bao giờ có giá đó. Nho cho chị Liên một nho, ok cho chị Ngọc Vân một nho, Sang Lê một nho, Mây Tím một nho, Lai Hương một nho. Chị nào lấy nho mình chốt nho đi. Nho này cái đáp đó mấy chị, nó tới năm 2000, nói chung là rẻ ơi là rẻ luôn. Mấy chị mua để dành ăn từ, không bao giờ vấn đề gì hết trơn á. Rồi ok nè. Ủa tới ai rồi ta, biết mình tới ai rồi em? Tới chị Ngọc Vân rồi hả? Ủa Ngọc Vân rồi Sang Lê rồi Mây Tím chị anh cho em. Lan Hương rồi đúng không? Chị Liên Nguyễn có rồi. Ok chị Tâm Huỳnh nè. Chị Tâm Huỳnh một nho Mỹ ok. Lê Hưng khách mới cho em số điện thoại địa chỉ mấy chị ơi. Út Sự em nói nè mấy chị, đừng có bơm đồ ăn nha, bơm đồ ăn ra Tết em ăn em béo chết. Chị nào quyết tâm mua thì mình mua, còn không mua thì thôi không vấn đề gì mấy chị nha. Lê Hưng là nick em là Yến Thanh đó hả? Rồi ok. Bé Yến Thanh đó em. Cái hũ nho là Facebook Lê Hưng là bé Yến Thanh á. Hai nho nha bà Hoàng. Trần Dung là ai, ai mà biết kêu bà Hoàng ghê vậy. Này mấy chị nè, 80.000 một hũ. Em xả rồi em nghỉ Tết luôn. Còn em biếu ba biếu mẹ, biếu hết nghỉ hết luôn. Không thể tưởng tượng được một hũ nho trà bá như thế này mà có 80.000 nha mấy chị nha. Rẻ vô đối. Trần Dung hả? Rồi ok, me đem cho chị xem mấy chị. Chị nào lấy nho nữa chốt đi giúp em nha.
Chị nào lấy nho nữa chốt đi giúp em 80 ngàn một khẩu. Bao giá toàn Facebook hết luôn. Em bán là em tri ân nghỉ luôn mấy chị ơi. Đừng nói với em lời lỗ chi đã rứa hôm nay. Đơn 400 ngàn tặng quà luôn. Rồi chị nào lấy nho nữa mình chốt nho. Nho này mấy chị ăn quanh năm suốt tháng luôn. Bổ sung vitamin mà còn làm đẹp da không sợ béo nữa. Em nói thiệt mà. Nửa cái nho có 80 ngàn. Còn là em biếu ba mẹ rồi luôn. Me Lào em sale mấy chị là 49 ngàn luôn. Me Lào 49 ngàn mấy chị chốt lên với em. Năm nay em sẽ nghỉ Tết sớm hơn bình thường so với năm ngoái. Rồi chị nào lái chốt lên với em ơi, bàn chạy đánh răng rất rất nhiều người mua mà không có. Em qua em đẩy hàng bên kia qua, tại sao có một đống bên đó em. Ai không đủ đơn thì bán cho người khác, người mua không có mà kẻ được không mua đó. Nhanh nhanh đẩy đẩy hàng qua đây. Rồi mấy chị chốt em là Me Lào 49 ngàn. Me Lào 49 ngàn mấy chị nè. Người mua không có mà người được không đủ đơn này, thành ra em phải xả nha. Đó chị nào lấy chốt em là Me Lào 49 ngàn. Me ok sang lên. Có 49 ngàn thôi, bao giá mấy chị khỏi cần đi đâu hết. 10 cái bàn chải đánh răng sale mấy chị 38 ngàn luôn. Sỉ mà nó bỏ sỉ 45 ngàn 10 cái bàn chải nha. Học dưa không có tên ơi. Rồi mấy chị, cái này là có sóc của một người thôi hả? Rồi 10 cái bàn chải 38 ngàn luôn. 10 cái bàn chải 38 ngàn. Không bao giờ có người mua không có mấy chị. Nhân viên em thì nó không có nhạy bằng em. Em là em thấy ai không đủ là em bát qua người khác lấy tiền liền á. Thiệt mấy chị á. Chứ bây giờ chờ làm chị bàn chạy nó đang ok uống sự. Một khủng me ok cho tâm hình. Đẩy đẩy cái hàng bên đó qua em. Đẩy đẩy cái hàng bên đó qua. Thế mà ai không đủ là bát cho người khác liền. Bàn chạy nó đang còn không em ơi? Bàn chạy nó đang còn không? Cái dầu gội màu đen này nè. Người mua không được mà người được không mua nè. Người mua không được, người được không mua là thôi bỏ luôn. Rồi còn bàn chải đánh răng không em? Rất là nhiều người muốn mua luôn mấy chị. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái dầu gội màu đen này còn hai chai của khách không đủ đơn vậy thôi hả? Với ai nữa? Ai nữa? Dầu gội màu đen này nè. Dầu gội màu đen xâm siêu màu đen này nè. Còn ai em ơi? Còn mấy chai em ơi? Báo tổng số lượng giúp chị. Hả? Còn 5 chai hả? Tất cả là 5 chai hả? Rồi xem mấy chị 35 ngàn luôn. Chốt em là gội 35. Gội 35 nha. Xả lỗ luôn. Gội 35 ngàn. Đúng 5 chai thôi mấy chị nha. Hoa giả quỳ chị ơi, chốt cho em một cây lau nhà cô Loan. Em có bằng ok ok hoa giả quỳ. Em lấy cho bé hoa giả quỳ một cây lau nhà. Dồn đơn với cô Loan. Rồi ok một gội đen cho cô Loan 35. Chị Mai một gội đen là hết hai gội đen rồi nè. Lê Hưng lẫn bé Yến Thanh này là ba chai này. Lê Hưng lẫn bé Yến Thanh đó em nha. Bấm phiếu để nhớ. Rồi Mai Nguyễn một chai gội đen. Rồi gội 35. Rất là còn một gội nữa. Rất là còn một gội nữa mấy chị ơi. Rất là còn một gội nữa. Chị nào lấy gội chốt hoài. Hột điều còn ít em chị sale luôn. Rồi còn một chai cuối cùng 35 nghìn. Hôm nay em bán nghỉ và tặng quà luôn. Rồi xong nha. Hết mấy chị ơi. Chị nào lấy chốt em gội ok may tiếp. Em đặc biệt mấy chị thấy không? Em đặc biệt ưu tiên khách quen. Mấy chị đừng có trách em. Bởi vì sao? Mấy chị đừng có trách em là tại vì sao? Bởi vì hàng này là em sale lỗ để em nghỉ Tết. Em thì em biết là khách cũ là người ta mua là mua chắc cút và cù luôn á. Nhiều khi em muốn bán cho khách mới lắm mấy chị. Nhưng mà sợ mấy chị không nhận hàng, mấy chị bơm em chết tổ. Khổ vậy đó. Chứ còn nói thật mấy chị chứ bây giờ em nghỉ rồi. Nói ghé lấy mà quá lâu thì cứ bỏ ra đi em. Rồi còn 4 gói mặt nạ này sale cho mấy chị biết nhiêu không? 4 gói mặt nạ này sale mấy chị 10 ngàn luôn. Sale mấy chị 10 ngàn bạc. Rồi chị nào lấy chốt em nạ 10 ngàn 4 gói nạ luôn. Có cái gì em bán hết 10 gói nạ. À 4 gói nạ 10 ngàn bạc. 4 gói nạ 10 ngàn nha. Còn 24 hột điều. Rồi sale cho em luôn 230 ngàn một hạt điều. 230 ngàn. Rồi nạ nha. Rồi ok. Bình thường 235 đúng không? Còn 4 hộp cuối cùng luôn cho bà bé thêm trần nè. Rồi 230 ngàn. Hết luôn. Hết luôn nha. Rồi chị nào lấy. Rồi xong nha. Rồi ok, hạt điều cho bà bé đó. Mặt nạ là ok cho Lê Hưng. Lê Hưng lẫn bé Yến Thanh đó hả? Yeah. Thúy Nguyễn hả? Khách cũ hay khách mới em? Danh muối để ba bị đợi em xíu, đợi em xíu. Thúy Nguyễn này khách cũ hay khách mới mấy chị? Hôm nay đừng trách em. Rồi ok, Thúy Nguyễn có hai chai gội nha cục cưng. Rồi ok, Thúy Nguyễn có hai chai gội này, còn hai chai gội cho bà nhỏ này. Rồi ok, Thúy Nguyễn có hai chai gội nha. Rồi có nha cục cưng ơi. Rồi cục cưng đừng giận hờn bu bơ. Bây giờ em bán combo kẹo vậy cho mấy chị sướng nè. Combo nha, hai gói kẹo chanh. Nói chung là mấy chị thôi bây giờ em mệt quá, em nói chung là như vậy, kẹo chanh và kẹo me. Mấy
chị muốn mua như thế nào cũng được, mà cứ 3 gói 50 ngàn, 3 gói 50 ngàn nha. 2 me 1 chanh cũng 50 ngàn, 2 chanh 1 me cũng 50 ngàn, 3 me cũng 50 ngàn, 3 chanh cũng 50 ngàn, như thế nào cũng 50 ngàn. Nói chung là 3 gói 50 ngàn, nhưng mà chốt sản phẩm lên cho mấy đứa nó soạn. Mấy chị chốt 3 chanh cũng 50 ngàn, 3 me cũng 50 ngàn, 2 me 1 chanh cũng 50 ngàn, 2 chanh 1 me cũng 50 ngàn, nói chung là 50 ngàn. 3 gói kẹo phải đọc chân còn, còn xíu nữa cho hàng xe cho. Rồi ok, một hộp đó. Rồi ok này, cho chị Huyền nè, 2 chanh 1 me 50 ngàn. Chị Tâm Huỳnh 2 chanh 1 me 50 ngàn. Hộp điệu để đó đi em. Chị ba mẹ chị á, ba mẹ chồng chị chưa có, quên đi. Rồi ba me ok 50 ngàn. Kẹo lộn xộn ok cho cô Đinh Hồng Nhị. Mấy chị cứ me cho em, me xoài me gì đó. Rồi mấy chị chốt đi giúp em. Ok, đợi xíu mấy chị. Rồi, 2 chanh 1 me ok cho Phương Ngọc. Cái đây là kẹo Thái Lan siêu ngon. Mấy chị ngày hôm nay mấy chị chỉ cần bỏ 200 ngàn thôi vào shop Hoàng My này, mình mua được hả nho Mỹ, mua được kẹo, rồi hả mua được me Lào và rất là nhiều thứ. Có bà đẻ 3 tháng mấy ăn được không ạ? Thích thì ăn em, mình thích là mình cứ ăn ha. Ai muốn chứ, chị đẻ mới có 3 tuần vậy chị cũng ăn bình thường chứ không ăn xỉu sao. Người Việt Nam mình đó là hay nói là mới đẻ vậy á, mình ăn đồ chua đồ chip rồi nó, em thích thì em ăn, mà em không ăn thì chồng ăn, con ăn, ba mẹ ăn, nói chung là mình thích mình ăn, thấy rẻ thì mình mua. Chứ còn bây giờ ai biết đường tư vấn góp bán cái kẹo mà còn tư vấn khổ kinh, cái gì khổ quá. Nói chung là mình ăn như Hoàng nè, Hoàng thật sự là Hoàng không kiêng bất cứ một cái gì hết á, thấy ngon miệng thì mình ăn đó. Em 3 me 50 ok cho thêm Trần, chị chốt 3 me 50 rồi. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng nha. Kẹo con đó bú mẹ chị. Thế là em thích thì em ăn. Con nào không bú mẹ, con chị bây giờ nó tuổi mấy nó cũng bú mẹ chứ, là cái con nào không bú mẹ chá. Con là cứ bú mẹ, thích thì mình ăn ha, không có vấn đề gì hết. Thật sự là bác sĩ nói như vậy nè. Bác sĩ á mấy chị, bác sĩ Thuận nha, là rất là thân với gia đình nhà Hoàng. Ông đó là làm trưởng bệnh viện khoa sản tỉnh Bình Thuận á, ổng nói với Hoàng nè, thực tế mẹ ăn là mẹ chịu, không hề ảnh hưởng đến chất lượng sữa của con đâu. Nhưng như thế này nè, ví dụ như là vì mình á, mình không, ví dụ như mình ăn chua sớm quá hay là mình uống nước lạnh sớm quá thì nhiều khi không tốt cho chính sức khỏe của mình thôi, chứ riêng con nó chẳng vấn đề gì hết trơn á, không có vấn đề gì hết mấy chị. Thực là như vậy đâu, nó thanh lọc qua đường sữa thì còn bao nhiêu trỏm, muốn ăn cái gì ăn chứ mấy chị. Chị chưa tháng ăn đá uống xoài sống. Nói chung là tùy quan niệm, còn cái kẹo thì có mẹ gì đâu ăn, bỏ vô miệng lụm. Nhưng mà quan trọng là em hảo chua thì em ăn, em hảo thôi, chứ nói chung là không ảnh hưởng gì hết trơn em. Nói chung là không ảnh hưởng, khẳng định. Chị là 3 tuần chị còn tươi. Rồi cái này là bánh gấu kem nha. Còn mấy hũ đây Hoàng xem mấy chị luôn, 45.000 hũ chốt đơn, 45.000 hũ mấy chị chốt lên giúp Hoàng, là 45.000 hũ gấu kem xả lỗ. Muốn ăn ăn mấy chị, thích ăn là ăn, thích là nhích, chả có vấn đề gì hết á, cứ vui vẻ thoải mái là sống thọ thôi, không có vấn đề gì hết trơn á mấy chị. Kiêng quá nó thèm, lúc đó nó bị bệnh chết thèm sao. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là gấu kem 45.000, gấu kem 45.000. Còn mấy hũ nha, vậy mà em nghe nói bậy mất sữa nè, em mới hỏi cho chắc được. Nói chung là ai nói gì nói, mình ăn mình mới biết, em thử em mới biết, nó mất sữa thì mình tìm cách cho sữa về đó. Nói chung là giờ mấy chị ơi, tôi bán hàng mà mấy má làm chút nữa tôi tư vấn nữa tôi xỉu có, ai mà biết, cái đó là hên xui em, hên xui đó. Mấy chị đừng bắt đền là chết mẹ luôn. Rồi ok này, combo 50 là Lan Nguyễn ok, gấu kem 45 cho Vinh Như ok, một hũ bột ca cao Thúy Hình ok. Mấy chị thử mới biết ha, thử mới biết chứ còn nói ai biết được, hên xui mấy bạn. Rồi ok cho thêm Trần ok, bánh gấu cho Mai Tiến ok. Rồi chị nào lái chốt đơn đi giúp Hoài. Mấy chị cứ thử mới biết nha, thử đi, thử rồi biết, trời thích lắm, thành bác sĩ khoa sản luôn. Dạ mấy chị cứ thử đi biết, cứ thử hết, em cũng thử coi. Người ta nói là đẻ xong mà làm việc sớm, ra gió sớm thì sau này sẽ như thế nào thế kia, thì thật sự em cũng nghe và biết đó. Hiện tại là chưa thấy sao, đợi em khi nào mà em, tại vì em mới có đẻ dậy có 3 tuần là em đã phải bán hàng rồi, vì công việc, tính chất công việc, không phải là mình thiếu tiền hay thiếu gì, nhưng mà tính chất công việc là mình phải làm. Thì để giữ cái nguồn khách, giữ cái công việc thì em vẫn phải làm. Thì mọi người nói em làm sớm quá, ra gió sớm quá ABC, cho nên em cũng chưa biết già nó như thế nào. Thì đợi khi mua em già là mấy chị cũng già giống em đó, em sẽ báo cáo cho mấy chị nghe. Rồi ok, sang Lê có em bột cacao cho chị Đinh Hồng Nhị. Chứ bây giờ thiệt sự là em không biết mấy chị. Năm nay á mấy chị ơi, khách ghé nhà em rất là đông nè. Nhưng mà xui bà là năm nay á, cửa hàng em làm nó bị chậm tiến độ, cho nên là thôi em lỡ rồi, em xả hết mấy chị, em nghỉ Tết luôn. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là gấu kem 45.000. Cái này giá thị trường 65.000 nha mấy chị.
em nhập vô á là 49.000 nữa mấy chị nghe, em điên điên em bán luôn á nha. Rồi em cho chị hũ cacao, mà cacao còn cái phần nữ hũ hả, cacao còn mấy hũ nữa hả? Rồi mấy chị nè, cacao còn 3 hũ cuối cùng, sale mấy chị là 55.000 hũ cacao. Mà em nói thiệt luôn á, Tết có hũ cacao thêm lau sữa đặc nữa rồi. Mấy chị ghiền luôn, tê tái con gà mái, pha ly cacao sữa nóng, pha ly cacao sữa đá, chốt đơn mấy chị. Rồi cacao 55.000 chốt đơn. Gì nữa? Còn có 2 hũ hả? Gì gì đó Dung? Còn 2 hũ mấy chị ơi, chị nào lấy comment lên giúp Hoàng là cacao 55.000. Đúng rồi, cacao ok, cacao Trúc Hương Kiều, cacao chị Hải Ngọc là hết, lên 10kg nữa chị. Chơi luôn, hết là nhất mấy chị. Ủa cái gì vậy? Chị cái này chị Ngọc Thắm gì đó Dung à, bữa chị thấy em lên đơn trong kia kìa. Chị Ngọc Thắm Nguyễn Thị gì đó, chị thấy em lên đơn mà. Rồi mấy chị, hết cacao nha, hết cacao mấy chị. Rồi bây giờ để em đi xả cái khác cho mấy chị. Em ơi, kẹo xoài muối ớt đi em, kẹo xoài muối ớt còn mấy hũ hoàng xả cho mấy chị luôn nè. Còn chi hoàng xả rẻ hết cho mấy chị luôn, xong nghỉ luôn nha. Rồi mấy chị ơi. Em cacao á chị thấy là bên kia cũng có, mà có ai đó hình như không đủ đơn hay sao vậy? Còn một hũ cacao em. À, Thị Phượng này là để ra đó đi em, chị thấy bà comment mua rất là nhiều đồ nó bị Hiếu Lê này là khách mới hay sao chị không biết nè. Rồi mấy chị nè, em còn 2 hũ cacao của khách nào mà em cũng nói chung là không biết nữa. Ủa, mà Hiếu Lê này là đủ đơn mà em, 2 hũ cacao 101, mà đứa nào ác dữ vậy tự nhiên quăng qua đây cho khách mình nói 100.000 đủ đơn chốt đơn, người ta mua 2 hũ cacao cái má nó không đủ đơn rồi nó chửi mình là mình không biết đường lần. 2 hũ cacao để qua đẩy qua cho Dung chốt đơn. Em thấy chị like bánh, từ quần áo là sẽ like chứ, sẽ like. Nhưng mà từ từ đợi chị xíu. Rồi. Cái gì đây? Cái này là kẹo xoài muối ớt mấy chị nè. Kẹo xoài muối ớt nha. Trời ơi, nho é đây. Chị nào mua, ủa chị biết mẹ rồi. Chị nào mua nho, chốt nho lên giúp Hoàng đi. Lấy em hũ cacao hả? Cacao chết bà rồi, cacao hết da rồi. Cacao của khách đó là ngày hôm qua mua 2 hũ cacao, đáng lẽ là cũng đủ đơn mà mấy bé nhân viên không ra bill á chứ, không chốt cho khách hết chứ. Rồi giờ sao ta, giờ sao lấy em hũ cacao chơi luôn đi cho đủ đơn đi, thì lỡ rồi thì bỏ của chị kia ra. Rồi vậy là hoài còn một hũ cacao nữa, chị nào lấy luôn, lỡ xả của bà đó rồi thì phải xả cho hết nha, chứ mà xả bán một hũ còn một hũ là bà đó bà chửi, thì chị nào hốt luôn đi rồi em đẩy qua luôn cho. Rồi là hết cacao luôn nha, cái này là khách mua từ live ngày hôm qua nè. Kẹo xoài muối ớt mấy chị, cacao ok, Phương Ngọc rồi ok, rứa hết luôn, bà đó bỏ khỏi chửi. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng nha, cái này là kẹo xoài muối ớt 45.000 một khẩu mấy chị, chốt đơn lên giúp Hoàng. Kẹo xoài muối ớt nha, trời ơi đã lắm mấy chị ơi, xoài nha chấm muối ớt tê tái luôn. Rồi chị nào lái chốt lên giúp Hoàng là 45.000 khẩu mấy chị, ok chị bỏ hàng em xả hết rồi nghỉ mấy chị nha. Còn nho này đó, em còn ế mớ mớ trên kia kìa, em xem mấy chị là 80.000 một khẩu á. Chị nào lái chốt em là nho nha, nho Mỹ cacao hết da rồi. Lan Nguyễn không lấy cacao hả, bấm phiếu trừ hao nha. Khách nào mà lâu ghét quá sẽ em sẽ đẩy qua cho khách khác, nói chung là bây giờ em sẽ chốt hàng đi, chị mua không đủ em sẽ đẩy qua để đẩy hàng qua nha. Ê em ơi, tao lại bên kia có cái kéo em kìa, kéo đồ cái chi bên đó tùm lum hết á, kẹo me rồi kẹo xoài rồi chi chống nắng rồi chi tùm lum bên đó hết vậy. Hiếu Hiếu hả? Hiếu Hiếu thì không biết nữa, Hiếu Hiếu chị thấy hôm qua comment chị tùm lum hết á, mà hình như là mình thoát like rồi mới comment nên là không biết nữa. Rồi bánh hả? Rồi, ok có bánh, đợi chị xíu. Rồi chị nào lấy nho, chốt nho lên giúp Hoàng nha. Đây nho ế nè, xả mấy chị này có 80.000 hũ á. Ế nhưng mà đá rất là dài nha, tại vì Hoàng nghỉ Tết sớm thì nói chung là nó gọi là bị ế đó. Hiếu Hiếu nè, em đẩy qua chút xíu nữa chị lọc ra nè. Nó có mua hàng nhiễu trỏm lắm á, nhưng mà nó bị vào sau. Rồi mấy chị nè, đợi Hoàng xíu nha. Bánh đúng không, một hũ nho và ok chị Nhung Huyền có 80.000 hũ à. Ok cho router nè, chị nào mua hốt giùm em còn ế mớ đó. Em ế mớ tại vì năm nay em canh Tết không được thôi, em tức quá em ăn luôn. Đó. Nho ế bán có 80.000. Có là Kiều Trang Nguyễn. Bánh dứa 55.000 khẩu. À 55.000 khẩu. Bụng dứa 55.000 nha. Ok Hoàng Thành Lam. Bỏ thêm 200-300 ngàn nữa, 300-400 ngàn nữa. Mua của chót bên shop Hoàng My, vừa bánh vừa kẹo, Hoàng đi hàng tặng quà luôn. Cái này là bánh bông lan cuộn nha, vị dứa nha.
Bây giờ hả, bán gì chắc mấy chị hôm qua chửi chết 52.000 luôn. Nhưng mà chọt chốt vì dứa thôi chứ nó không còn vị gì. Đừng có so sánh ngày hôm qua, hôm qua giá khác, hôm nay giá khác, mỗi ngày một giá mấy chị nha. Hôm qua mua mắc mà lại còn không được quà. Rồi mấy chị chốt lên giúp Hoàng là cuộn dứa nha. Đó, còn có mấy cuộn chỗ đó đó, mấy chị thấy không? Đó 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 đó, đó. Sale 52.000 cuộn gì vậy? Sale 52.000 một cuộn, chị nào lấy chốt lên giúp em. Bán lỗ luôn, bán lỗ luôn mấy chị. Ok, chị vỡ hàng này. Rồi chị nào lấy cuộn dứa chốt em cuộn dứa nha. 52.000 một cuộn, chốt đơn lên giúp em. 52.000 một cuộn nha mấy chị nha. Một hộp, một hộp. Ok, chị vỡ hàng là hai hộp luôn. Rồi Phương Ngọc một hộp, ok. Em ơi, lấy xuống đi em, lấy hàng xuống đi em. Có mấy hộp đó lấy xuống chị. Rồi mấy chị nè, trời cái bánh này ngon lắm. Hoàng thì Hoàng, mấy chị ơi, nói chung là nó này free thêm hai cái nữa. Free thêm hai cái là tặng kèm hai cái nữa. Bông lan cuộn nha. Trời, hàng Thái ăn thử đi cho biết mấy chị. Trời, nó ngon, tê tái con gà mái luôn. Rồi ok, cho Lan Hương một hộp mấy chị. Bây giờ cũng không có còn hàng này mà giá rẻ đâu mấy chị. Cái này á, năm ngoái giờ này Hoàng bán tới 75.000 hộp á. Mà năm nay Hoàng nghỉ Tết sớm thì Hoàng xả hết cho mấy chị luôn. Xả hết cho mấy chị nha. Dạ rồi ok, chị bỏ hàng. Rồi chị nào lấy mình chốt đi giúp em nha. Còn đi me Lào này em xả 49.000. Chị nào lấy me Lào, chốt me Lào đi giúp em. Xả 49.000. Em ơi, cái chi ta, trà bông còn mấy hũ đem cho chị sale đi. Dứa 52.000 ok cho cô Loan luôn. Rồi coi thử còn hộp dứa ngô nha, coi chừng hết á. Rồi chị mua lái chốt đi giúp Hoàng luôn. Me 49.000. Ê em, thùng mì có phải là còn 3 thùng mì không? Bỏ cho bé Hồng Nhung Lê một thùng mì đi, còn 2 thùng mì đúng không? Mang qua cho chị sale luôn cho khách mấy chị. Đồ ăn là em xả rẻ te tua tơi tả luôn. Em xả hết. Mì mì thì bưng một thùng vô đi em, chị thấy trong kho còn 2 thùng hay mấy thùng đó. Một me ok Loan chốt có 49.000 một khẩu me Lào thôi nha. Chị nào vào sau mình không mua được mình mua lẹ lên. Nho là Hoàng sale 80, me là sale 49, bánh gấu là sale 45, kẹo lộn xộn là 50.000 ba gói. Bánh dứa này nè, bánh bông lan cuộn vị dứa sale 52 luôn. Trà bông sale 89.000 hũ nửa ký luôn. Chị nào lấy trà bông chốt trà bông 89.000 hũ nửa ký, chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị nha. Rồi những ai mà không đủ đơn thì đẩy qua. Rồi thùng mì 30 gói hàng Thái sale mấy chị 95.000. Cái này Hoàng nhập vô 135.000 mấy chị tin không? Nhập vô 135. Tiền cước xe một thùng về hết 2-3 ngàn chi đó nữa, bán 145 á, lời được mấy ngàn thùng á. Bây giờ xả luôn mấy chị nè. Rồi ok nè, một bánh dứa một hũ me á chị. Rồi ok, Vân Nhân, Vân Nhân á là con bé nó có cái túi bóp ít màu hồng á, em đẩy với hộp me với bánh dứa vô cho con bé gom lại. Thùng mì mấy chị xả 95.000, đắt là tới tháng 8 năm 2022 nha. 30 tháng 8 năm 2022, mình đây tháng 1 nha, là còn 8-9 tháng nữa. Chứ không mấy chị thì sợ là mấy chị sợ hết đát hay sao, Hoàng bán lỗ. Không phải đâu mấy chị, Tết rồi Hoàng đi về quê ngoại á. Nói chung là ví dụ như bình thường mà không về quê ngoại đúng không, là Hoàng sẽ có thể là nghỉ Tết vài ba hôm mình bán lại được. Nhưng mà Hoàng về quê ngoại thì cái thời gian mà mình bán lại nó rất là lâu. Thành ra là Hoàng xả luôn cho mấy chị, chứ không phải là hàng cận đát cận gì, mấy chị cứ yên tâm. Phương Ngọc ok một thùng, May Tím một thùng, chị Nhung Huyền một thùng, hình như đứa với lại Hồng Nhung một thùng là 4 thùng. Em đếm tổng số trong kho nhà mình là còn mấy thùng em? Đếm tổng số mấy thùng ok. Thúy Nguyễn một thùng nè, Phương Ngọc một thùng nè, May Tím một thùng, chị Nhung Huyền một thùng, Thúy Nguyễn một thùng, Hồng Nhung Lê là dặn trong tin nhắn một thùng, là tổng số là mình phải 5 thùng mì. Ở đó mình còn thùng nào không em? Ở đó mình còn thùng nào không? Rồi chị, để chị nào muốn mua thì mua, Hoàng xả 95.000 luôn nha. 95.000 Hoàng ưu tiên khách mới, á quên lộn. Ưu tiên khách cũ mấy chị, ưu tiên khách cũ của shop nha. Tại vì mấy chị khách mới em nó thật, mấy chị mua mấy chị bơm phát hừ mình hư hết trơn luôn. Mỹ hết trơn, tào lao. Rồi ok, cô Đinh Hồng Nhị một thùng mì, 6 thùng mì có đủ không em? Có đủ 6 thùng mì không em ơi? 1 2 3 4 5 nè, đây nữa nè. Ờ thì đứa là đủ á, đứa là đủ hết mì cho mấy chị nha, hết mì, hết mì, hết mì. Rồi bây giờ cái bánh này nè, cái bánh cream ô này nè, là còn có mấy vị chị thôi hả? Bánh cream ô này còn mấy vị thôi đúng không? Bánh cream ô còn mấy vị thôi đúng không? Cream ô Hoàng bán cho mấy chị luôn, 47.000. Cream ô mì hết luôn mấy chị, mì cô Loan hết mì luôn đúng không? Cô Loan hết mì cô Loan. Rồi mấy chị, cái bánh cream ô này bán 47.000 luôn. Bánh cream ô nha. Ok nè, một hộp đào ok cho NH Diệu này. NH Diệu em soạn đồ cho bà NH Diệu nha. NH Diệu ra lấy hàng rồi lấy quà Tết luôn. Rồi mấy chị nè, cái bánh cream ô bán 47.000 luôn. 47.000 hết trơn. Bánh này mấy chị hỏi bé Kiều Trang Nguyễn coi, bình thường Hoàng bán quanh năm suốt tháng luôn á. Nhưng mà thích thì sale, thích thì sale thôi.
Mấy nói chung là nó còn ít tiết đi tiết tị đó thì theo. Rồi ok chị Hải Ngọc, cái bánh này là ngon ơi là ngon. Bánh cream ô mấy chị nha, 47 ngàn. Cái này bình thường bán 65 ngàn luôn á chứ. Rồi hết luôn, chết mè rồi, không có hột điêu cho ông bà nội rồi. Quên năm nay quên biếu quà cho ông bà nội luôn. Một ok chỗ sự, quên luôn, năm nay bán hàng quên cả thế giới luôn. Ai biểu, ai không nữ bán hết sạch luôn. Sale hết sạch nghỉ khỏe luôn. Rồi cho chị cái bông tẩy trang đi em. Bánh cream ô lạp xưởng hả, lạp xưởng hoàn hết. Em hai bị ok bà bé thêm trần. Ok bà bé thêm trần. Nho Thúy Huỳnh có, lạp xưởng năm nay hoàn hết. Chị Phạm Huyền ok, Phạm Huyền tranh thủ cái lấy nha. Bánh cream ô vỏ hồng ánh chắc hết bánh cream ô rồi mấy cha ơi. Cha ơi hết rồi. Cái này bông tẩy trang chơi lớn luôn. Chơi lớn coi thử thử là ai chịu nổi thì cái này Hoàng đang xài luôn mấy chị. 222 miếng bông tẩy trang sale mấy chị 29 ngàn thôi. Xả lỗ hết, nghỉ Tết thích bán Tết vui vậy mấy chị nè. 222 miếng bông tẩy trang Hoàng đang xài luôn, hột điều hết. Hột điều là hết, hột điều là quê. Bánh dứa cũng hết, hột điều cũng hết. Còn bánh dây, lấy xuống đây con mèo. Bông tẩy trang 29 ngàn luôn mấy chị. Bông tẩy trang 29 ngàn. Ê Tết mình đi nhiều da mặt nó nhờ rồi mình càng phải xài bông tẩy trang. Mình xả luôn. Rồi ok chị Phạm Huyền bông tẩy trang. Nguyễn Thị Mai Phạm Huyền là tranh thủ ghé lấy nha. Ai lâu quá cái bị xài mất tiêu. Nhung Huyền ok, vỏ hồng ánh ok. Cơm cháy khô gà. Nói chung là bây giờ mấy chị nhập thì được, nhập thì được, nhưng mà bây giờ mình không bán được mấy bữa nữa thôi. Em hủy đơn hàng ở trong kia luôn. Bây giờ hàng ở Sài Gòn đúng không? Em đặt hàng á, ví dụ như là ngày hôm qua đặt hàng đi thì có thể là 2 ngày sau hàng nó về tới, lúc nó về tới thì em nghỉ Tết luôn rồi, hết ship tỉnh được luôn rồi. Cái giờ em bán cho ai? Bán được cho mấy chị khách ghé, mấy chị khách trong Bình Thuận á, lỡ rồi em nghỉ cha luôn cho khỏe luôn. Bông tẩy trang. Rồi em xả mấy chị 29 ngàn bông tẩy trang, chị nào cũng cần hết Tết mình càng xài nhiều. Mình đi xíu cái mặt mình nó ra dầu, ra nhờn, ra tùm lum tà la hết mình chùi. Chùi, 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 chùi. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là bông tẩy trang 29 ngàn luôn nha. Quần áo tí nữa sale xả cho mua. Rồi còn cái chi nữa ta, trà bông á mấy chị, trà bông thì rất là ngon, mấy chị cứ mua để dành ăn nha. 20 đôi đũa cho trang tay. Ê đôi đũa còn không bà nhỏ, mang qua đây có mấy khách chị thấy không đủ đơn tiền, mấy khách không đủ đơn tiền. Rồi mấy chị cái này nè, cái trà bông heo nhà mình ngon lắm mấy chị, 89 ngàn hũ. Mấy chị mua mấy chị để dành nè, mình nấu xôi mình cúng á mà nó sừa xôi lại có xíu trà bông với xíu chả mình ăn sáng gì mà nó ngon mấy chị ơi. Mà trà bông này em cam kết mấy chị là làm rất là sạch sẽ và rất là ngon luôn. Nhà chị nào có con nhỏ thì mình mua hũ mình thủ thủy cho nó thiệt. Mà sáng ngày hả ăn một miếng xôi cơm nóng hay cái quái gì em thấy cũng rất là ngon luôn. Nhà chị nào cũng phải có nhất là từ một hũ đến hai hũ. Nhà chị ăn nhiều thì mua hai hũ, ít thì mua một hũ, ăn nhiều thì mua nhiều. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là trà bông 89 ngàn. Hàng này rất là ngon luôn, em đảm bảo bằng danh dự của em luôn. Rồi trà bông Linh Hà, chị nào lấy trà bông chốt trà bông đi mấy chị. Rồi cái đũa nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào lấy trà bông chốt trà bông đi giúp em. Chị nào lấy trà bông thì chốt trà bông đi giúp Hoàng. 89 ngàn hũ nửa ký. Còn đũa này mấy chị nè, đũa nha, đũa 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 áo phôm rộng không chị hả, tùm lum. Bông tẩy trang ok Phương Ngọc, áo phôm rộng từ lưa hết đầy luôn nè. Quá trời quá đất quần áo, bây giờ quần áo ế đây mấy chị ra đó. Tết rồi không thấy ai mua quần áo, nó ế vải ra sao thế. Thì không có, nhưng mà quần áo ế nhưng em vẫn nhập là biết sao, tại vì khai xuân thì bán quần áo rất là ok với chị. Nhiều người nói trời ra Tết đâu có ai mua quần áo, đó là đối với chợ thôi, chứ còn mình bán online thì em Hoàng bán đó giờ mấy chị biết không, 5-7 năm rồi, lúc nào cũng ra khai xuân là bán cái quỹ quần áo ok ghê lắm. Lúc đó biết sao đang có tiền lì xì đó, nhất là mấy bé tuổi teen rồi mấy chị công nhân đi làm lại mua quần áo ghê lắm. Hoàng thiệt, quần áo là để dành khai xuân. Rồi bông tẩy trang Phương Ngọc có, vỏ hồng ánh trà bông có. Cái này là đũa gỗ mạ vàng mấy chị nè, 10 đôi là 25 ngàn, 20 đôi là 49 ngàn. Mua đi nha. Cái này Hoàng xả của khách ra với ở kho mình còn cỡ tầm mười mấy 20 đôi nữa là hết. Đũa gỗ mạ vàng như vậy nè, đũa gỗ mạ vàng như vậy nè. Cái này là mạ vàng, cái này là bằng gỗ luôn. Trời ơi tía ơi, mà cái dưới đây là chống trơn trượt luôn. Về thanh lọc hết cái đũa cũ nhà mình, vớt bớt đi mấy chị. Rồi xong mình thay cái đũa này vô mình ăn, không bao giờ mất hư hao gì hết, quá xịn sò con bò. Một năm thay đũa lần cha ơi, thiệt luôn á mấy chị, đũa rất là xịn luôn, ăn là chống trơn trượt, ngon miệng ghê lắm, sạch sẽ luôn. Chị lái chốt đi với Hoài.
Một nho còn mai ghé lấy rồi, ok chị Tiêu Linh ghé lấy giúp em. Rồi ok, trang tay thì thêm 20 đôi, lan hương thì 20 đôi, vỏ hồng ánh 3 kẹo. Rồi chị nào lấy chốt với Hoàng là đũa gỗ nha. Rồi sale luôn. Tết là thanh lọc hết mấy cái đũa thiệt ra thấy thì mua đi mấy chơi. Sale rẻ muốn chết, sale rẻ lỗ gần chết luôn. Không thấy ai mua. Rồi hồi đừng hỏi nha. Nghỉ Tết rồi đừng hỏi là chị ơi giờ có còn ship hàng được nữa hay không. Hết ship được rồi. Hết ship được cha ơi. Rồi ok nè, 20 đũa nè, đũa gỗ cho NH chịu. NH chịu muốn lấy nhiêu, 10 đôi 25, 20 đôi 49, muốn mua nhiều mua. Về mình thanh lọc bớt cái đũa cũ cũ nhà mình bỏ bớt đi. Xong rồi mình thay cái đũa mới vô mình ăn, mình cúng cho nó rẻ hoàn xả hết. Hôm nay chị nào mua hóa đơn 400 ngàn, còn cái gì tặng cái đó nha. Bây giờ cái món quà là cái gì thì chưa biết, tại vì bây giờ nói là chút nữa tặng cái này đi, cái xíu nữa cái đó nó hết da mất lấy gì tặng. Cho nên là chắc chắn là có quà, quà gì thì không biết, nhưng cam kết đơn hàng 400 ngàn đi là bà Hoàng bà tặng quà. Quà gì ai biết. Rồi chốt nha, 10 đôi ok, may tím ok. Ok Phạm Huyền, 20 đôi chị Liên. Rồi chị có 20 đũa không Hoàng? Dạ có chị Thúy Hình ơi. Chị mua lấy chốt em, còn như em bán rẻ hết với chị rồi. Chốt lên. Đưa cho chị một hộp thải độc chân coi, Dung Thảo Thơ. Kêu một phát là ba đứa và không đứa nào lấy ta super xôi nha. Rồi đũa chị nào lấy chốt nhanh đi mấy chị, còn có nhiêu đó thôi hả? Thôi thôi hết rồi, còn bao nhiêu đó là hết rồi mấy chị ơi. Chị nào lấy thì em không biết, em cứ bấm trường hao. Cái này thải độc chân nha, em bán xong chắc em bán nhà có luôn. Em sale mấy chị là 45.000 một hộp. Tết ăn nhiều thì phải thải độc chân ra nhiều. Trời ơi, ba em bị bệnh gút đó mấy chị. Tết là ăn đạm nhiều quá xong chân sưng phù lên, em nói thiệt mà. Rồi mấy chị nè, cái này nè, thải độc chân là dán vào lòng bàn chân. Chị nào xài rồi mới biết độ hiệu quả, còn chị nào không xài mấy chị đâu có biết đó là cái gì đâu. Cái này nè là nó để hút mất cái độc tố, nhất là những người bị bệnh gan phù nề, nói chung là gan mình nó thanh lọc không có được tốt đó, hay là người mình nó uể oải mệt nhọc á, là rồi tối ngủ thoa lên 50 miếng này nè thải độc chân. Rồi 50 miếng thải độc chân 45.000, nói chung là mua trừ hao đi, chồng mấy ông chồng nhậu nhiều cũng được, mai mệt mỏi uể oải đúng không, cho ổng dán phát cũng ok luôn mấy chị nha. Người lớn tuổi nói chung là mình xài cũng được luôn, mình làm việc mệt nhòa mình làm cũng được nữa. Rồi ok Phương Ngọc, rồi thải độc chân út sự. Rồi chị nào lấy 10 hộp nhiêu em hả? 10 hộp nhiêu em hả? Dạ giờ chị mua 10 hộp em cũng có luôn. Nhà em là bây giờ hàng còn tí tí, em ưng em sale vui thôi, 10 hộp mua có. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em là thải độc chân 45.000 một hộp 50 miếng, hộp bự nha, chứ không phải là hộp có 25 miếng mập này, 50 miếng bự chà bá luôn. Chị nào lấy chốt em là thải độc chân, thải độc chân, thải độc chân. Rồi chốt đơn mấy chị ơi. Chị nào lấy comment giúp Hoàng là thải độc chân nha, không lấy hết ráng chịu. Ê cái cục giấy bạc sao còn hay vậy? Còn hay vậy? Ngày hôm qua bán hết rồi sao còn hay vậy? Thúy Huỳnh một chà bông ok. Ủa còn có cuộn giấy bạc gì hết luôn hả? Rồi cuộn giấy bạc nè, còn cuộn giấy bạc bán 10.000, ai biết? Ai biết? Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là giấy bạc nha, cuộn giấy bạc nè. Rồi 10.000, ai biết ở đâu đâu. Thải độc chân ok Nhi Yến nè. Rồi cuộn giấy bạc 10.000 ok cho ông bé Lê Thanh nè. Ngày hôm qua bán hết rồi sao còn sót đây không biết. Ai không đủ đơn bán luôn. Hết rồi. Cái giấy bạc này ai đó không biết, không biết nữa. À chén bạc mình có còn không? Chén bạc đi. Rồi ok nè, Thúy Huỳnh Thái Thái rồi. Giờ em bán qua chén bạc để em bán rẻ mấy chị cái chứ. Chén bạc này còn nhiều không? Sương sương, tao quýnh thấy bà bây giờ sương sương ai biết được. Rồi mấy chị 100 cái chén bạc nha. Em bán cho mấy chị xong rồi em xỉu luôn. Em bán cho mấy chị xong là chuẩn bị em khóc luôn. Em nói thiệt. Mấy chị ơi, nếu như ngày hôm qua mấy chị mua giá mắc thì mấy chị cũng đừng giận em, bởi vì ngày hôm qua đó em bán là mỗi món em chỉ còn lời có 1.000, tại vì ngày hôm qua cũng gần như là ngày cuối rồi. Ngày hôm nay là thuộc dạng như là em mó vét hết những cái gì trong shop còn sót lại, em bán rẻ mấy chị để em nghỉ luôn nha mấy chị nha. Rồi cái này là chén bạc rồi nè, em bán mấy chị là 100 chén bạc giá 25.000. Nhưng đừng có trách em làm chi tội nghiệp em. Tại vì á mấy chị mua mắc nhưng thực ra nó vẫn rẻ hơn ngoài thị trường rất là nhiều. Bình thường 100 chén bạc này em bán 35.000 chỉ lời được có 2.000 thôi. Ngày hôm qua là em đã sale, còn hôm nay là em bán lỗ luôn á. Rồi 100 cái chén bạc giá 25.000. Mấy chị về thấy không? Sò nướng nè, sò nướng mỡ hành nè, hàu nướng nè, nói chung là làm chi làm ai biết đó. Đó, bỏ vô trong đây, bỏ mỡ hành đậu phộng vô. Trời ơi, nướng lên tê tái con gà mái, bỏ miếng rau răm vô, muối tiêu chanh vô. Ngon xỉu luôn. Rồi chị nào lấy chốt em nha, chén bạc. Đó, chén bạc là 25.000 10 cái chén bạc. Đó, giấy khô không chị hả? Giấy khô. À, Dung Rơm, giấy khô là giấy chén bạc cho chị Mai, giấy khô là cái giấy gấu trúc á Dung Rơm à. Rồi, cái gì ta? Cái màn bọc thực phẩm là còn nhiêu đó hả? Màn bọc thực phẩm là còn nhiêu đó hả? Rồi chén bạc ok cho vỏ hồng ánh Trang Huyền. Hí.
Còn một thùng hả? Thùng là có 30 gói à. Rồi hai hộp dán ngải cứu ok cho Thúy Huỳnh. À, em lấy cái kia đi, màng bọc thực phẩm cho tao. Tao xử bây giờ. Rồi chén bạc cho Trang tay. Rồi ô chén bạc ai biết, nhân viên nói hết rồi hay răng Hoàng cũng biết luôn mấy chị ơi. Rồi cái này Hoàng xe cho mấy chị nha. Là cái gì vậy? Là có bán cái hộp nắp đen phía sau. Cái hộp nắp đen phía sau là cái gì chị? Nho hả? Nho Mỹ chị? Có. Dạ có chứ, trưng bày ra là em bán hết đó chị. Kể cả mấy chị mua em vẫn bán luôn. Nhưng mà có chị nào mua thì nói em tự nguyện em về nhà mấy chị mở luôn. Rồi cái này là còn nhiêu đó hả em? Thảo. Dạ còn chị. Rồi mấy chị nè, cái này Hoàng sale mấy chị luôn. 23.000. 23.000 hai gói. Cái này gọi là gì ta? Màng bọc thực phẩm 45.000 hai túi luôn. Xả xong nghỉ mấy chị nè. Màng bọc thực phẩm mà dạng này là dạng có cái chuông. Xong mình bành ra, xong mình bành ra nha. Mình bành ra xong rồi cái mình trồng vô là xong. Tái sử dụng ok luôn. Rồi mấy chị chốt lên giúp Hoàng 23.000. Một gói như vậy là 100 miếng màng bọc thực phẩm. Chị nào lấy hai gói sale 45.000 luôn. Hôm nay cái gì cũng sale hết rồi. Chốt lên giúp Hoàng nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là màng bọc thực phẩm rất là tiện lợi. Trái cây ăn thừa đúng không? Trùm lại cái xong. Rồi đồ ăn ăn thừa đúng không? Trùm lại cái xong. Nói chung là cái gì ăn thừa trùm lại xong. Bỏ vô tủ lạnh rồi xong á. Không sợ bị khô, không sợ bị hư. Rồi một màn bọc ok Mai Nguyễn. Còn nhiêu đó hả? Rồi một màn bọc cho DH Triệu hai gói Vui Nguyễn. Vui Nguyễn cố gắng mua đủ đơn Hoàng đi hàng nha. Thúy Huỳnh ok, ok chị Liên ok, Lan Hương. Thôi chắc hết rồi mấy chị. Hết. Rồi hết mấy chị nha. Em không biết đâu. Rồi hết. Cái này là cái gì ta? Giấy khô đây ha. Giấy khô. Bây giờ mua hai gói giấy khô 9.000, còn đúng 30 gói giấy khô hết rồi. Chị nào lấy chốt Hoàng là giấy khô nha. Giấy khô. Màng bọc thực phẩm mấy chị, em thiệt sự là bây giờ còn có mấy gói chắc em nghi nó hết quá à. Ê em, cái đôi bao tay cảm ứng là còn nhiêu đó hả? Còn mấy đôi hả? Cái nào còn ít thì mang qua Đức Hòa hai giấy gói khô ok Thúy Huỳnh. Chị nào lấy giấy khô thì chốt đi giống Hoàng là giấy khô. Hai gói giấy khô có 9.000 bạc à. Rồi mà cái này á, rồi ok Nguyễn, nói chung là giấy khô bán hai gói nha, chị nào mua một gói em quánh á. Chị nào mua là em quánh á mấy chị nha. Rồi chị nào lấy giấy khô, chốt giấy khô có 30 gói à, còn đúng một thùng duy nhất bán hai. Cái gì quên mất tiêu rồi. Cái gì đó. Nói chung là quên. Rồi, xong. Rồi mấy chị ơi, bây giờ em thấy cái gì thì em bán cái đó nha, thậm chí là bây giờ chị nào mua em cũng bán nữa. Ai thích mua cái gì thì mua. Ủa cái gì vậy? Rồi mấy chị. Rồi mấy chị, giấy khô em bấm đại vậy thôi chứ em không biết nha. Có thùng à, ít lắm, có thùng á sợ không đủ á mấy chị nha. Rồi bây giờ mấy chị nè, cái này là ủ môi nha. Mùa này á là chị nào mà không thích cái môi đỏ chát lét giống em nè thì mấy chị có thể là dùng ủ môi. Nó có màu hồng nhẹ nhẹ. Rồi hàng này nè mấy chị nè. Không biết nói gì luôn hả? Hello Kim Thanh. Rồi cái này là 25.000 một hũ ủ môi nha. Hoàng sale cho mấy chị giá sốc 12.000 thôi. Còn có nhiêu đây hũ này? 10 hũ, 2 4 6 à 12 hũ. Cái này mấy chị gọi là dưỡng môi hồng. Dưỡng môi hồng mấy chị nha. Chị nào bị thâm môi, chị nào bị khô môi, chị nào bị nứt nẻ môi, chị nào không thích xài cái môi màu đỏ lè đỏ lét giống em, mình muốn màu hồng nhẹ nhẹ thôi, mua cái ủ môi này về xài. Rồi mấy chị chốt đi giúp em là ủ môi hồng nha. Rồi có mấy cái à, em xả luôn xong đó. Có đây có nhiêu đây xả hết nghỉ mấy chị. Chốt lên giúp em một cái gì vậy? Giấy khô có xíu giấy khô à. Rồi mấy chị ở trong tỉnh Bình Thuận cứ mua tẹt ra, khỏi cần sợ gì hết. Em thật chỉ sợ là sợ mấy chị mà khách ở xa là mình mua ít ra mình tốn 30.000 tiền ship á thì ủng đúng không? Chứ còn mấy chị ở gần em thiệt, mấy chị muốn mua nhiêu mấy chị mua nó sướng quá đi, thiệt luôn á đúng không? Có 10.000 tiền ship bây giờ á hả? Bây giờ gần Tết á, giữ xe nó mắc dằn luôn. Tự nhiên cái lên chợ cán gửi xe hết 5.000 tiền giữ xe. Cái mình của cái gì 10.000 mi? À đù, cái chị công nhân viên báo cáo là không phải 5.000 mà 10.000 mấy chị. Còn em hả, bưu tá nó xích tận nhà cho mấy chị có 10.000 bạc ship à. Thấy sướng không? Ở nhà thích mua chi mua, mà được mua rẻ. Tại vì khi bán trên live này là mình bán cái giá tri ân, chứ không phải là giống như là mình bán ở ngoài ra đường nó ưng bán như bán em biết đâu. Rồi ủ môi thảo liêu là dồn với cô Loan em nghe. NH Diệu ok, Lan Hương ok, Loan Trúc ok, Trúc Ương Kiều ok, Thi Trần ok, Phương Dung ok, Huỳnh Gia Hân ok. Rồi mấy chị Diễm Sư Hà, nói chung là chị nào không đủ đơn thì em sẽ bát qua cho chị khác. Chứ em hộp kim chỉ hả? Không biết nữa. Mấy chị mua nho em đừng có bơm em nha. Bơm là chết tổ luôn á, biết răng không?
cái nho với chị Bơm là ra Tết em ăn không à. Tại vì lúc đó hết Tết rồi, em đâu có bán được cho ai, thành ra em mới thật với chị chết xeo lỗ. Nhưng mà vì sao nhiều chị hỏi em chứ, ủa sao ta mua mà sao không thấy mày bán gì cô quỷ. Nhưng mà mấy chị biết sao, em khổ lắm. Em xeo lỗ thì em muốn là bán cho khách quen, là vì em biết là người ta mua là về người ta ăn đó. Người ta cũng biết em cũng biết người ta rồi, người ta không bơm. Còn mấy chị khách mới lỡ mấy chị bơm một phát, mấy chị biết sao, ra Tết nó hoàng nho về em ăn không à. Trời ơi, lỗ thí mẹ luôn. Ai dám mấy chị, thiệt em cũng đã láo luôn á, chết tổ, thiệt không dám đó. Chính vì vậy là em sợ. Ôi còn ba đôi bao tay cảm ứng đây hả, còn ba đôi hả, còn ba đôi em bán cha 10.000 đôi, nho là em bán có 80.000 hũ đó. Mấy chị thấy không, giá sỉ bây giờ cũng không có cái giá 80.000. Tại vì mấy chị biết sao, em nghỉ Tết rồi, em nghỉ Tết nên em bán luôn rồi. Ok, hộp kim chỉ với Vui Nguyễn một hũ nho vỏ hồng ánh rồi. Cái bao tay trà bông á hả, trà bông á thì Hoàng bán là 89.000 một hũ trà bông. Bao tay này có cảm ứng nha. Rồi Linh Hà NH Diệu gì tùm lum hết rồi. 22 hũ kem mà con ấy ok. Mấy chị ai mua chi mua. Em bán đường mấy chị comment nể ngoài ghê. Em không biết đường luôn á. Rồi mấy chị cứ comment đi, thích cái gì mình cứ comment đến với nhau đêm này đi. Rồi 20 đôi đũa ok. Cô Lực Kim Loan hôm nay chị nào á hả, đơn 400.000 là em tặng quà. Hay đen với nhau đêm này. Đó mấy chị nè. Đây là nho Mỹ, ba vị nho luôn. Rồi em xem mấy chị có 80.000 hũ à. Bao tay trắng như mấy bữa phải không chị, em xem lại. Đâu có đâu, bao tay đó là bao tay cảm ứng bà ơi. Bao tay đó là giống như mình đi nắng á, xong rồi cái mình dừng lại, cái mình nghe điện thoại thì mình không phải cởi ra. Nói chung là đứa đó, ai biết. Rồi chị nào lấy mẫn hết rồi. Đây là nho Mỹ thôi mệt quá. Mấy chị không ăn thôi, em ăn đi mệt quá. Nho Mỹ ế đây. Rồi chị nào lấy chốt giùm em cảm ơn mấy chị. Vừa là nho màu đen. Màu đen là ngọt nhất em thích nha. Màu đỏ là cũng vẫn ngọt luôn. Có màu vàng vàng này hơi chua nhẹ, nhưng mà không có sao, nó vẫn rất là ngon. Nó rất là khô nha. Trời ơi có 80.000 hũ nửa ký cha ơi. Cái gì vậy, rớt đất rồi. Chị nào lấy chốt em nha. Thôi mấy chị không ăn, em ăn đây. Rất ngon và bổ dưỡng. Hết trơn rồi chị Bình ơi. Bánh sô-cô-la Suki mấy bữa hay ăn hết trơn. 20 đôi đũa nữa ok Thúy Huỳnh. Ủa đũa có còn không? Rồi chị nào lấy nho chốt em là nho nha. Chị nào mà nghe chưa nghe cái mỏ em kêu tên lên là nhớ. Ngân Mai hả? Ngân Mai này khách mới hả? Ủa khách mới em bán em sợ lắm mấy chị ơi. Khách mới em bán em sợ lắm nha. Khách mới mấy chị mua đồ ăn em sợ lắm á nha. Mấy chị khách mới em nói nè, em không cho xem hàng trước khi nhận hàng đâu, nhưng mà mấy chị tin em, mấy chị mua giúp em. Đừng mua xong bơm về ra Tết em ăn em béo thêm 5kg nha chị nha. Rồi nho Mỹ mấy chị, em tư vấn mà em thèm quá em phải ăn tới tấp mà. Còn có lóc bò húc thái thì cũng dung rồi. Mấy chị, từ anh tư vấn nha, em không ăn nữa. Đó, mấy bữa em ăn là nó mặc áo chưa hở ngực, mà nay nó hở ngực này. Tại vì em mới béo thêm 1kg nữa rồi đó. Ăn Tết xong năm nay cũng béo 5kg mấy chị. Xong rồi em uống thuốc giảm cân nó ốm lại được 5kg. Cái gì vậy? Cái con chung 80.000 cô nhau à, cô lo. Cái con Dũng làm em bị liệu. Mấy chị, nho Mỹ này em xả ngày hôm nay cho mấy chị thấy em ế không? Ế chắc cửa còn 10 hũ nữa là hết sạch luôn. Chính vì em muốn cái lượng hàng này thoát hết ra cửa hàng để em nghỉ Tết vui vẻ, nên em xả mấy chị là 80.000 một hũ nho Mỹ. Em bán lỗ 100%, em xin thề. Cho mình 5 hũ mình ăn rồi. Chị Lai Trần hả? Mời quá cây lau nhà ok cho Diễm Nhung. Mấy chị 5 hũ gì chị like trần 5 hũ gì chị. Trời ơi chị mua 5 hũ nho cái xong chị không nhận ra Tết em ăn nho em thấy má em luôn. Em chỉ còn thấy một màu nho thôi. Em sợ chứ, em sợ mấy chị. Mấy chị là em đi, mấy chị biết cảm giác nó sợ sau Tết ăn xong lên là ăn hàng bơm. Ăn Tết xong lên ăn hàng bơm. Ăn hàng bơm tới tấp luôn. Tại vì lúc đó Hoàng về đâu có ai mua nữa. Bây giờ Tết thì người ta mua để người ta ăn, chứ ăn Tết xong rồi không ai mua đồ ăn nữa. Là lúc nướng Hoàng về là em ăn không đó. Rồi thêm một hũ trà bông cô Loan. Nho Mỹ Yến Thanh, chị nào muốn mua nho Mỹ thì mấy chị chốt nho Mỹ. Hoàng cam kết với mấy chị là nho cực kỳ ngon luôn.
bao tay là không có. Cô nhớ 85, cô có nhớ 85 chưa? Dạ, cái nho này là hôm nay xã có 80.000 thôi. Ngân Mai, ok. Trúc Hương Kiều, ok. Cây trà bồn cầu, cây trà bồn cầu. Cái gì, bao tay em bị hết rồi. Bao tay em bị hết rồi. Bao tay em bị hết rồi. Ủa Ngân Mai này khách không cho thông tin số điện thoại địa chỉ gì ba ơi? Tào lao, mấy khách mới mua cho số thông tin số điện thoại địa chỉ mấy chị. Chưa chắc là em bán nữa, tại vì em sợ bị bơm nên em chưa chắc em bán. Nhưng mà vẫn xin thông tin cái đã tính tiếp. Khi nào em bán hết cho mấy chị khách quen xong còn thừa em sẽ bán cho mấy chị. Lỡ mấy chị có bơm thì em chấp nhận số phận. Còn nếu như bây giờ để an toàn là em bán cho khách cũ hết. Bạn cho ngon lắm, đảm bảo không bơm. Dạ ngon thì quá, mấy chị có con nào bán mà nó ăn như em đâu, em bán em ăn như con điên đây nè, không ngon sao được không ngon. Ê, em ơi, cho chị cái hũ nho đi em, cho khách coi. Cái hũ này là em ăn rồi á, thì là nó ăn nước, còn mà có nè, cái hũ của mấy chị nè. Cái hũ của mấy chị nè. Đáp nè. Đó, còn cái hũ này là hũ của em ăn cả cha em. Rồi hũ nho cho Hồng Nhung Lê. Dạ nãy quá vậy, dạ em nghỉ luôn á cô Loan. Năm nay em nghỉ luôn. Cuộc chơi tới đây là kết thúc. Ok cho chị Minh, ok cho cô Loan. Năm nay cuộc chơi tới đây là em sẽ kết thúc mấy chị. Nên giá nào cũng bán. Đơn hàng 400.000 ngày hôm nay tặng quà. Ê, cái gì vậy? Rồi ok cho Vui Nguyễn Thảo Liêu, ok. Máy xe tóc hả? Cái máy xe tóc cũng bán như hàng. Cái máy xe tóc này đây em ơi. Rồi còn một lóc bò hút ế đây. Ok. Rồi ok Diễm Nhung, thêm một hũ luôn, chơi luôn mấy chị, ăn quanh năm suốt tháng không sợ béo. Rồi, còn một lóc bò hút thái ế đây. Mẹ là ok cho chị Linh bỏ 49.000. Dạ rồi ok, không có bơm lại bán mấy chị. Em bé chị bơm lại ba cái xếp cha luôn á nha. Mua nó hũ nho mà. Dạ. Và bé Hằng với chị Tiền đang ghé nè chị. Và bé Hằng với chị Tiền đang ghé. Lóc bò hút ế sell. Ok. Ok cho nó hết chị hết ghim giờ mới báo tao, tao đang livestream tao bút cho mày đá giờ. Báo cái giờ tao đang livestream hết kìa cha nó. Mấy chị. Rồi cái mấy kìa cha nó hết mày lấy mày chịu đi mày lấy xem mua đây tao liên quan gì đâu. Cái này mấy chị em sell mấy chị luôn. Một nho một hộp nữa em. Dạ rồi ok mấy chị, nho ế đó. Em bị ế chừng nữa đó, em bán hết cái tủ em về quê ăn Tết với ba má em luôn. Thề mấy chị năm nay em rất lãng thúi nha. Ô cái đồ cái gì vậy? Năm nay em rất lãng thúi. Em biết chắc là không biết ông bà ngoại có coi livestream không, chứ ông bà ngoại coi livestream chắc ảnh chửi em ghê lắm. Mọi năm á mấy chị là cửa tầm 20 Tết á là em đóng thùng hàng gửi về cho ông bà nội, là ông bà ngoại với ông bà nội luôn. Là Hà Nội ngoại gì có quà hết. Còn em xin thề ngồi đây mấy chị, nội chưa cho món quà gì, ngoại cũng không gửi quà gì luôn. Em bán mê mang em chả nhớ ai hết trơn. Cái này 95.000 ok cho NH Diệu luôn, sale luôn. 95.000 bán cho bà NH Diệu đúng rồi. Bán cho bà là xuống cái là mình đỡ vận chuyển chứ cái này hả, ta nói đóng cái thùng chảy mất cam luôn á. Rồi, rồi đồng hồ chị mới mua mùng chụp. Dạ con Nhi Yến ơi. Rồi gọi Hà Thu Ô 32.000 luôn. Máy setup, máy setup. Dạ đây đó nhà em đó, bây giờ khách cũng đang ghé đó mấy chị thấy không, mà em chỉ còn ế cái chị em bán cái đó nha, cái gì ế em bán. Nói chung là xả nghỉ chứ bây giờ mà mình bán rẻ còn hơn, còn hơn là sau Tết ai mà mua. Vì bây giờ bán online bán tới đây thôi à. Máy sấy tóc hiệu Panasonic nha, bự và bá nha. Lấy cái mùng ok cho Nhi Yến, 129.000 một cái mùng bông. Rồi ai lấy mùng bông thì cứ lấy mùng bông về bung ra ngủ, có khách có khứa bung ra. Thương hiệu Panasonic. Rồi xem mấy chị là 75.000 cái máy sấy tóc, chốt đơn máy sấy tóc. Rồi ok NH Diệu. Rồi chị nào lấy máy sấy tóc chốt này giúp Hoàng là máy sấy tóc này. Nước giặt xả không à, nước xả giặt hả? Nước giặt thì có. Ui thưa bà khách mới bà đừng có mua nước giặt xả bà ơi. Nước giặt xả thì có nhưng mà không bán cho khách mới. Ui góp, khách mới đừng mua ba cái đồ nặng nè. Gửi rồi không nhận. Ủa Hằng mới làm tóc hả? Màu cháy cháy hả? Có đủ. Mấy bữa Hằng qua đội nón chị đâu thấy đâu. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là máy sấy tóc nha. Máy sấy tóc 75.000 nha. Gửi máy sấy tóc chị Hiền lấy giùm mà quá đây nè. Nè in cái phiếu ra, bé Hằng nó nói là chị Tiền lấy giùm cho em cái máy sấy tóc nè. Rồi ok chị Tiền đang ở đây nè các em ơi. Chị Hằng cũng đang ở đây nè chị. Tên gì Hằng Hằng? Em hả? Ừ. Em là Minh Hằng. Con bé này là à Minh Hằng cũng đang ở đây. Ừ Minh Hằng thích lắm á nha, ca sĩ Minh Hằng á. Rồi chị nào lấy chốt mình chú Hoài nha. Rồi em bây giờ em đâu có bán lời với chị, bán lỗ không.
có lỗ không? Ê, cái bánh Funo á còn mấy bị, đưa đây quay. Đưa đây quay. Bánh Funo bình thường bán 55 đúng không? Giờ sale mấy chị luôn. Em sale mấy chị luôn chứ bây giờ thà là bán rẻ, thà là bán lỗ còn hơn là bán ra Tết bán không ai mua. Bây giờ em suy nghĩ không? Em là em, ủa, em là em bán hàng livestream thì em phải bán theo thời vụ. Ra Tết là mình bán cái hàng ra Tết, trong Tết là mình bán cái hàng trong Tết, mình bán livestream mà mình bán theo cái nhu cầu của khách hàng mà. Bây giờ là mùa Tết người ta thích mua bánh thì mình bán mắc người ta không mua. Ra Tết vừa lạy vừa năn nỉ người ta cũng không mua luôn. Bởi vì á là đơn chị hôm giờ có nhận quà không em hả? Hũ bánh gáo 45.000, ok vỏ hồng ánh. Dạ bên em có chốt đơn có quà Tết này, có báo trọng luôn á chị. Có báo trọng luôn á, giờ chị hỏi thì em cũng không biết luôn. Xíu nữa em mới coi lại tin nhắn thử coi chứ giờ em không nhớ mấy chị. Con Linh đổi xe tiền ơi. Con Linh đổi xe tiền ơi gì đó kìa, cô Loan nói vậy á. Con Linh đổi xe tiền ơi. Con Linh đổi xe. Đòi xe ha. Đòi mà anh ghi nữ, anh ghi đuổi. Đòi xe, đòi xe. Là chị tiền đi xe của hắn hả? Dạ. Một máy xe tóc ok ngân lê. Thùng mì Thái FF đây, đây cái này của ai vậy? Rồi ok cho vui Nguyễn ai biết đâu. Bấm đại đi. Rồi cái bánh Funo này mấy chị nè. Bánh Funo này ngon lắm nha. Rồi em xe cho mấy chị luôn 50.000. Mà cái bị bánh này nó nhiều kinh khủng khiếp luôn. Cái bị này mấy chị vào Facebook á, Phạm Thị Diệu Linh á mấy chị coi đi. Rồi nó bán 75.000 bị bánh đó mấy chị. Rồi em xe 50.000 em bị lỗ hết 5.000 gói. Em thề em bị lỗ hết 5.000 cho một bị bánh mà em nhập số lượng nhiều nha mấy chị nha. Rồi giờ em xả 50.000 luôn. Bánh Funo nó là dòng bánh quy, nó là dòng bánh quy mà nó nhiều lắm. Trời ơi một bị bánh này nó nhiều lắm mấy chị. Cúng xong mấy chị ăn thí tổ luôn. Rồi xe sale mấy chị 50.000 giấy hả? Giấy hết rồi chị. Giấy ấu trúc còn không em? Giấy em không biết mấy chị ơi. Giấy dạ, giấy gấu hả? Giấy gấu ok ok cho la la trần ok. Ca nước giặt cô Phô ai biết bà đừng bơm nha. Ngọc Vân ok, bà cho số điện thoại chưa, địa chỉ chưa, đừng có bơm. Rồi ok ok cảm ơn công chúa. Một bánh gấu hả? Bánh gấu 45.000 ngân mai. Một bị bánh là vỏ hồng ánh là bánh Funo, bánh mềm hả? Bóp ít có mấy mẫu hoàng tùm lum. Chị có cần bình luận lại không em hả? Nếu như bà để chắc chắn thì chị bình luận ngoài đây, nó soạn cho nó có sẵn. Chứ nhiều khi chị nhắn tin là đang lúc em xả hàng đó thì nó hết choa mất tiêu, đúng không? Chị có bình luận ở đây nó soạn là nó có. Tại vì bây giờ em thì cái thì khách ghé, cái thì em đang xả kho rồi, mấy chị hiểu không? Đó mấy chị coi nè, nghe khách là gần Tết mà khách nó ghé cửa hàng em tà lư tà la hết á. Chứ hôm qua chị chưa chốt thiếu chăn mền cho em, Trương Cộng Khánh ha. Của cái túi đựng chăn mền quần áo mình còn không ta, chị cũng không biết luôn. Bây giờ nếu như mà hàng chưa đi á hả, gạo lứt rong biển không? Ơ à, dạ có luôn chị, có. Rồi cái bánh này là bánh quy nó ngon lắm. Ê, lấy cái bị bánh quy ở chỗ ghế đá chị miếng em, ăn cho mấy chị coi nè. Cái bánh Funo này nó ngon lắm. Ai mua giùm em đi. Em bị em mấy vi. Em đi về phê. Hả? Giờ này mà hết đồ rồi. Nhá hết đồ nhưng mà tại vì năm nay là em nói chung là em bị lỡ nhịp rồi. Thay vì hỉ. Cái gì? Hai đủ 49.000 mi ơi. Rồi, bánh Funo. Hỉ. Tại hay nhí đâu? Tại nhí gì đâu? Đùa hả, tại nhí đâu rồi ghê vậy 39.000. Lấy chị cái cúc nâu kia đi. Ủa cái cúc nâu đâu ta? Cái cúc nâu đâu? Có tự nhiên quay camera. Đây mấy chị nè, cái bánh Funo này em tức quá, em phải ăn cho mấy chị coi. Nè nè chị tiền ăn thử coi, đúng ngon không? Em nói thiệt mà, cái dòng bánh quyến hơi bị ngon lắm á. Mà nó nhiều nè. Rồi một bị bánh mà quá trời không đây chị tiền ha. Thiệt luôn á, quá trời luôn. Chứ không phải làm như hàng Việt đâu, hàng Thái là nó kiểu của nó vậy á. Nó làm mấy chị một gói thôi mà quá trời trong đây luôn. Hiểu không? Ừ. Cái bánh Funo này ngon lắm em á là hả? Thấp nhang ông đĩa nha. Lấy ra em ăn đó nha. Bánh Funo á. Ừ. Mà nó nhiều. Đúng không? Chứ nó không phải làm như hàng Việt đâu. Một gói của nó mà quá trời bánh luôn. 1 này 2, 3, 4. 4, 3, 12 cái hả? Một lớp 3 cái mà. 4 lớp mà. Ừ, 12 cái luôn hả không? Ừ, nó rẻ ha. Không ngọt lắm mà nó hơi bị ngon á. Nó ngon muốn xỉu luôn. Ê mà em ăn như điên. Dạ đâu ok ok mấy chị. Bánh em đang ăn là bánh Funo á. Bánh Thái Lan á. Cái này gạo lứt rong biển nè. Còn mấy gói?
246 gói. Cái gì? Sữa rửa mặt gì? Sữa rửa mặt nhân sâm á hả? Kéo tắt gai bị hết vậy. Dạ rồi, ok chị hả? Nước giặt màu vàng Babygon hả? Gạo lứt rong biển em xả mấy chị 47.000 nửa ký. Gạo lứt rong biển, rong biển đứt hết vô trong đây rồi em không biết nha. Thấy không, một cái gói bánh của nó rất nhiều luôn chị Tiên ha. Chứ nó không phải làm như hàng Việt đâu. Tự nhiên hàng Việt á, nhất là cái hiệu chi mà em ghét ghê lắm nghe, làm cái hộp trà bá mà trong đó có cái bánh tí ti à. Hàng Việt Nam là hay cái chơi cái mẫu mã nữa mà, cái tét cái hộp bánh trà bá này ở trong đó có mấy cái bánh nè. À thằng Cao Lợi Hưng á, nhất là cái thằng bánh của Cao Lợi Hưng, em bán tạp hóa em ví mà hộp bà cháu. Thành ra người ta nói ôi sao rẻ dữ vậy mà trong đó có tí bánh mà biểu không rẻ. Đồ tào lao. Dạ rồi, ok chị Lai Trần, ok ok. Mấy chị khách ghé nhà em toàn mấy chị giáo viên không á, còn cô Loan đang hôm nay là cô hiệu trưởng luôn á mấy chị. Khách nhà em toàn là khách cán bộ công nhân viên chức không à. Em bán đồ là hàng ngon và chất lượng không à. Tại khách em toàn là khách cán bộ công nhân viên mấy chị trên huyện không à. Mấy chị làm ở huyện, mấy chị làm ở thị trấn, mấy chị làm giáo viên. Hạt điều em bị hết rồi chị ơi. Cái này là gạo lứt rong biển nha. Rồi chị nào sợ béo thì Tết mình ăn cái này. Cái này thành phẩm rồi, cái mình lấy cái muỗng mình hút mình ăn. Rồi nó uống nước vô cái nó no, mình đi ngủ, mình đi chơi, mình khỏi ăn. Chị nào lấy chốt lại giúp em là gạo lứt rong biển nha. Đang lấy hàng đó chị hả? Phạm Huyền lấy em bị khăn ướt, đang lấy hàng đó chị hả? Ê cái chị mà cái anh chồng đang lấy hàng cho chị đó là Phạm Huyền hả? Lấy cho chị bị khăn ướt kìa, kêu ông chồng đứng lại. Anh đẹp trai ơi, chị vợ kêu lấy cho. Bị khăn ướt nữa. Mấy chị. Rồi ok ok. Dạ rồi ok ok, bị gạo lứt bánh phino. Phino, nói chung là phino là màu ngẫu nhiên với chị, hoặc ăn màu đỏ với chị nói vậy. Chứ mấy màu kia nó cũng giống y chang nha. Thằng Thái mấy màu kia làm y chang luôn. Mấy chị chốt phino thôi chứ màu đỏ hoàng sợ không có. Hình như ở trên đó còn bị sữa hay sao. Rồi chị nào lấy chốt đi chú Hoài nha. Khăn ướt 20.000 mấy chị ơi. Khăn ướt 20.000. Khăn ướt mua rồi. Khăn ướt mua rồi. Còn mấy bị khăn ướt mang qua đây. Sale 20.000 bị khăn ướt. Mấy chị chốt đơn đi chú Hoàng. Khăn ướt ok cho chị Võ Hằng. Mua bánh xương bích bỏ trà bông gian hả? Không, Tết á mà mình nấu xôi mình cúng á, ra thừa xôi lại mình lấy trà bông mình kẹp cái này mình cắt chả mình xịt xì dầu vô mình ăn. Ừ đúng rồi, cái mấy cái món đó nhà hàng nó hay bán đó, mình khổ qua cái mình ngâm đá đi cho nó giòn giòn, cái xong mình kẹp với trà bông cái mình táp cho nó tê tái con gà mái. Ok ok, hộp me lạp ok chị Hằng bỏ hai hộp khăn ướt trang tay, khăn ướt là mua lẹ nha, hết thì đừng hỏi em nha mấy chị nha. Tính hết vô cho cô Loan đi em. Rồi mấy chị này, khăn ướt nha, một hộp là 20.000, rẻ ồm luôn á chị ha. Công nhận luôn, 165 tờ chứ. Cái ni mà xuống Vân Tân coi, chém một phát là 40.000 bị khăn ướt. Ừ, lúc em mới để giao tay về nè, em mua khăn ướt xài như tin mà lúc đó thì lại chưa biết nguồn nhập đồ ngu. Xài hết. Ai để xài mấy cái này lấy cái con. Sướng ha, xài đã ha, món to. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà chồng ở trên camera. Bà nói là sao? Về chưa? Em đang live stream mà. Từ em đang bán hàng kiếm tiền mua sữa uống. Ok, live Trần chị Hằng vỏ khăn ướt hả? Ấy là ông đang ở nhà trên á. Ok ok, khăn ướt Yến Thanh thêm Trần chị Linh bỏ ok. À, anh ơi lỡ rồi, hai cha con mua cơm hộp ăn đi. May là thì hai cha con mua cơm hộp ăn đỡ đi, để em bán hết bữa nay cho mấy chị mua đủ đơn. Bây giờ mấy chị đang mua em nhảy xuống, mấy chị mua lỡ vỡ lắm. Thôi hai cha con làm chi làm em không biết đâu. Ý là đang ở nhà trên nha, coi camera nói rứa. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoài nha mấy chị nha. Khăn ướt 20.000 một gói. Rồi mấy chị ơi lỡ rồi em xả hết hôm nay, mấy chị ráng mua đủ đơn giúp em nha. Em là cãi chợ lệnh chồng con không ăn cơm trưa luôn mấy chị nha. Chị nào lấy chốt lên giúp em là khăn ướt 20.000 một bị. Cái này là xài rất là ngon luôn. 165 tờ, xịn ơi là xịn luôn. Gửi cô Tuyền, chị cho chị bị khăn ướt gửi cô Tuyền giùm chị luôn. Thanh Hà là ai cô em không biết đâu. Cô này cô Tuyền chứ mà chị này chỉ ghi cô Tuyền là em sợ không phải chị á nha. Ai Thanh Hà chị có quen không? Rồi ha. Ok. Chị hỏi cô Tuyền chừng một chốc mình đi biết đâu hả?
có tiền trừ mở giá thượng minh đó không chị ơi? Rồi ok ok ok, khang khang khang, xét kem xăm, ok ok. Mẹ em á hả? Cái gì mẹ em á? À, mẹ em á ha, rồi ok. Rồi ok, khăn ướt khăn ướt. Mấy chị lấy khăn ướt lẹ lên, Tết có mình xài, em mới thiệt mà. Nhất là ăn cái chi ta? Nhất là mình ăn bánh tét xong nó dính tùm lum. Gà, ăn đồ có khách có hứa đồ. Thiệt á, mỗi chị là mua 5 bị khăn ướt để dành nha nha. Gửi em 2 ca cao, 1 can Barbie nha chị Nguyệt Thu nào. Nguyệt Thu Bình Thuận á hả, túi đựng trong mền. Mai chị ghé lấy, dạ rồi ok chị Hằng bảo mai chị ghé lấy, dạ. Mấy chị khách ghé là mai hốt giùm em nha. Chứ em nghĩ một phát là xong, mai thứ mấy? Mai thứ 6 rồi mấy chị tới lấy đi. Chứ coi chừng thứ 7 em nghỉ luôn á nghe. 6 bị lận, chị lấy 6 bị khăn ướt lận. Rồi chị nào lấy khăn ướt chốt đi cho em qua cái đi, cái khăn ướt cái coi. Rồi nha, không ai lấy nữa thôi đừng cứ nói em nữa nha. Rồi em đi tìm cái đồ khác em bán đây. Rồi chị Tiền ơi, lấy giùm em cái túi đựng chăn mền quần áo cái. Cái gì? Khăn ướt một hộp hả? Rồi ok ok. Nguyễn Dung hả? Đi rồi bà nhỏ ơi. Đi hết trơn rồi. Đi hết trơn, bưu tá nó chở đi hết trơn rồi. Diễm Nhung có rồi em ơi. Không thể tưởng tượng được là chị sale cái này còn có 80 ngàn á hả? Mà ế chừng nữ hũ đó. Thì bây giờ thà là mình bán rẻ còn hơn là ra Tết mình tự ăn. Đúng không chị Tiền hả? Đúng không? Thế bây giờ năm nay mình xác định là mình nghỉ Tết sớm thì mình cứ bán rẻ. Mọi người cùng nhau ăn rẻ còn hơn là ra Tết mình đem ăn à. Chứ giờ bán rẻ họ mua chết, ra Tết có cho họ cũng lấy luôn à, cho họ mới lấy. cho họ lấy mà thấy họ không xin luôn á. Má ơi, cái gì vậy? Khăn ướt Ngân Mai có. Chị Liên có khăn ướt rồi, Thảo Bé có rồi. Túi bóp ít chứ hả? Bóp ít chờ xíu nữa nha. Tôi tự đợi đợi đó, giờ mấy đứa nó đang bận hết trơn rồi. Đợi tí nữa có đứa nào rảnh sai nó lấy cái bị bóp ít ra. Ok chị Diệu Hiền. Một set kem xăm cô tiên cho Thảo Liêu. Thảo Liêu là dù của cô Loan luôn đó. Mi cứ ngồi đó chốt mít đến chiều luôn. Thảo Liêu hả? Thảo Liêu Thảo Liêu đó. Lấy em một hộp nha chị. Một hộp gì vậy? Hộp nho hả? Ok. Khăn ướt nha mấy chị, khỏi coi lại đi. Khăn ướt nha em nói thiệt mấy chị cho mấy chị hỏi nè. Đây, đây nè, đây là mấy chị cô giáo. Mẫu giáo là mấy chị biết là mấy cô là kỹ tính đúng không? Mà khăn ướt mà mấy cô còn chuộng nữa thì không có lý do gì mấy chị không mua hết. Đây là mấy cô giáo mầm non đó mấy chị nha. Ghé shop em mua đó mấy chị nha. Em nói thiệt chứ khăn ướt là vô địch luôn á. Khăn ướt là vô địch luôn á, rẻ cực kỳ luôn á. Nho thì em sale 80 ngàn đó, còn 2, 4, 6 mấy hũ nữa em không biết. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em đi, em sale có 80 ngàn hũ em nghỉ. Vì em nghỉ Tết luôn, cho nên là em phải xả luôn. Thành ra là em chấp nhận xả lỗ xíu cũng không sao, còn hơn ra Tết ế chết tổ luôn. Đây, nho Mỹ nè mấy chị nè. Em sale cho mấy chị nha, nho Mỹ. Rồi thôi em ăn miếng đã. Đó, 80 ngàn hũ luôn. Ok Thúy Nguyễn, ok Hoàng Thành Lan. Quá rẻ luôn mấy chị. Nho Mỹ mà em xả 80 ngàn hũ đó là em nói thật mấy chị ra chợ cũng không bao giờ mua. Ra chợ tự nhiên cái hộp nho màu vàng á, người ta đóng vô cái hộp cái xong người ta dán cái chữ chúc mừng năm mới lên, không có rõ nguồn gốc thương hiệu bất ớt à. Mà đâu phải rẻ đâu, cũng 200 mấy chục ngàn ký bộ. Ừ, cái hũ này chất lượng ngon như vậy mà nửa ký có 80 nghìn nha. Đúng không? Rất là ngọt mà nho này. Nho ở ngoài chợ không phải nó xả trên lên chỗ mấy bà xung bà đồ ướt kìm nhẹp à. Còn nho này khô rấm luôn. Ngon thiệt luôn á. Có 80 ngàn à, tào lao. Ok, cô Loan cũng lấy thêm hộp nho. Rồi, một hộp bánh xanh. Ủa, hộp bánh xanh gì vậy? Phân ô hả chị? Khăn ướt ok, Quý Phú Trần. Bánh gì nữa không Hoàng hả? Một hộp nho nữa, thêm một hộp nho. Mấy chị, em nói thật là em bán lỗ. Đó, em còn đúng nhiêu đó đó. Đó, mấy chị thấy không? Me thì mấy chị có mua thì mua, không mua em cũng chả sợ. Tại vì me á, của chị Ngọc Vân hồi sáng có nho rồi. Trúc Hương Kiều có nho, có nho. Biết sao, me thì em nói thật là bán quanh năm suốt tháng, me Lào á. Còn cái nho Mỹ này nè, là nói thật sự mấy chị á, là chỉ có, nó hơi, nói chung là nó cũng hơi cao tiền đó. Bình thường mà bỏ 85 ngàn mua hũ nho ăn thì cũng hiếm người mua. Thế bây giờ mình xả trước Tết. À chị Ngọc Vân là thêm ha. Dạ rồi, à chị Ngọc Vân là thêm. Rồi ok ok, cô nho là tổng cộng 4 hũ nho nha. Cô Loan có nói gì đó, cô tổng cộng 4 hũ nho nha. Mi chốt thiếu của Super Soy Mi nha, tao không biết nha. Cô thêm hũ nho nữa đó. Tổng cộng cô Loan là 4 hũ nho đó. Có 80 ngàn hũ à. Cái này làm quà cũng được mấy chị. Làm quà cũng được mà để dành ăn từ từ cũng được. Đáng là tới năm 2023 luôn á. Tha hồ mà ăn.
ba trà bông nha. Cô Loan là nói cô Loan là ba trà bông nha. Mi kiểm tra. Cô Loan là ba trà bông nha, kiểm hàng cho cô Loan cho đủ. Chị thêm một bị khăn ướt chị Hạnh Tuyết ha. Dạ nó lại trôi tin nhắn bên đây in không ra luôn. Rồi cái túi đựng chăn mền quần áo là còn chừng đi đây hả? 24.000 mấy chị. Còn có nhiêu đó đó, đằng sau đây ta mới có 8 cái gì đó em không biết. Trà bông 89.000 hí. Hí. 75.000. Một trà bông ok cho chị Linh Võ, còn bánh gì không hả? Dạ. Em biết là em bây giờ còn bán mình em không có không ai mua chi nữa em bán luôn ơi. Bánh hết trơn luôn tiên đó. Bánh dâu đi Dung ơi. Thảo ơi, thôi. Rồi chị lại chốt lại với Hoàng nha. Cái này là túi đựng chăn mền quần áo mấy chơi. Sale 24.000. Không lấy thì thôi, không lấy thì khỏi đựng đi. Thiệt luôn á, cái này test đẹp. Bỏ mặc cái đồ mặc vô đây à, không mặc vô đây. Kéo lại, không mua thì thôi. Mệt quá. Kim Kiều ok khách ghé hả? Ba cái giỏ ok, một hộp nho. Chị Diệu Hiền Hạnh Tuyết thôi. Em cũng lấy cái hả? Em bỏ cái đồ cũ vô đây coi. Lấy em một cái cây cọ nhà tắm tay cầm bằng sắt nhé. Ok ok. Ô, cái túi hết rồi, cái túi hết rồi. Rồi chị nào lấy chốt em là kem dâu sale mấy chị. Túi đâu, túi đâu, ai mua kinh đứa. Túi mua có, túi mua có. Hết túi rồi. Hết túi rồi mấy chị ơi. Túi đâu có đâu. Túi em không có. Trời ơi nghĩ sao trên đây á hả. Trên đây á hả, nghĩ sao comment nó dài xuống vậy nè. Dài vậy nè. Tại vì cứ rẻ là người ta thích. Rẻ là người ta thích á. Bí quyết mà để bán được nhiều hàng là cứ bán lỗ đây là tự nhiên khách. Thì đó, cái bí quyết mà bán được nhiều là bán lỗ á. Ba cái sách sách dưới đây hả? À, sắp quần áo đó ai mua? Tờ tờ lô. À, tờ thời mát tập hóa là chỗ dưới đó có rồi. Nhưng mà ăn thua chứ. Bây giờ mà đồ mà đụng vô hàng trăm cán vốn rờ một lần chạy. Gì mà chạy mất cái dép luôn. Rồi mấy chị kem dâu nha. Em sale luôn 52.000. Còn 4-5 hộp bánh kem dâu. Đây nè, bánh bông lan mềm của kem. Còn hộp bánh kia kìa. Thôi bây giờ đưa xuống đây đi. 52.000. Em còn 3 hộp sữa là 3 hộp vàng nha. 4 hộp sô-cô-la là 4 hộp nâu nha. 5-6 hộp là dâu nha. Rồi chị nào lái chốt đi các bạn. Ê bắt cái ghế đứng đây coi Thảo. Thảo thông thơ. Chị năm cái túi đựng chân mày lấy mất tiêu rồi. Sao nhiều chị chốt cái túi đựng chân mày. Túi đựng chân mày có tí ti à. Em bấm ra phiếu đài vậy đó. Chị nào chốt trước có trước. Chị nào chốt sau có sao. Chị nào không chốt lớn không có luôn á. Chứ em không biết nha. Rồi mấy chị chốt đi. 52.000 luôn mấy chị này em xả luôn. Đó là nhà em là cái tủ trống hết luôn. Là em sẽ về quê ngoại mang Tết với ông bà ngoại luôn. Rồi màu vàng, màu nâu, màu ớt với lột. Màu vàng, màu nâu, màu hồng. Màu vàng, màu nâu, màu hồng. Màu hồng, màu vàng, màu nâu. Rồi chốt. Màu vàng Phương Ngọc, cô Loan không biết màu chi. Diễm Huỳnh ok. Màu vàng, chị nào muốn lấy vàng thì chốt vàng. Muốn lấy sô-cô-la, chốt sô-cô-la. Muốn lấy dâu thì chốt dâu. Muốn ăn cái gì ăn, cái nào nó cũng ngon hết á. Cũng là một hãng mà. Nó chỉ khác nhau ở cái hương vị thôi, chứ còn công thức là nó giống nhau. Công thức thì nó cũng là dòng bánh bông lan cuộn. Nó khác là nó khác một xíu xìu xìu cái mít ở giữa này nè. Cái này nè. Chứ còn là nó cũng như nhau. Rồi ok, kem hồng. Cô Loan là lấy màu hồng nữa nha. Mấy người biết đó cô Loan cũng mua đến mai luôn á con à. Rồi chị nào lấy. Thôi cứ được nhiêu đi về trước nhiêu đi. Chiều lấy tiếp. Cô Loan còn lấy màu hồng á nha. Rồi ok 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 mấy chị. Là ba hộp chả bỏ không ánh. Nói chung là bấm đi từ lưa hết mấy chị, em không biết luôn. Bây giờ mấy chị chốt quá em cũng không biết cái gì luôn. Em cũng bán đại. Giờ nhiều chị khồ mấy của em biết luôn. Bây giờ có một cái món này em é được. Mấy chị cứu em đi. Mấy chị cứu em đi. Về trả xe cho người ta. Lấy xe. Đây nè. Rồi mỗi người bưng một mớ bị luôn nè. Đó hàng em là trả dài từ đây ra sân luôn. Mấy chị cái này là me lào é đây. Mấy chị của chị tiền 673 ngàn hả? Ghê vậy. Chị tiền xuống khốt phát ghê vậy. Dung Dung, tặng cho chị tiền ca nước giặt. Đúng rồi, mình chơi mạnh chứ, đội mạnh mà. Rồi, tặng chị tiền ca nước giặt về. Chị tiền sáng năm chị tiền mua nữa mời. Không vậy? 673 673
ai biết. Để đó đi, chị lấy cái gì đó, 7.000 rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoài nha. Me lào 49.000 một hũ, me lào nó không có chua, me lào là 70% độ ngọt, nó chỉ có 30% độ chua thôi mấy chị. Chị nào chưa ăn thử ăn đi cho biết với người ta gấp. Cái nghĩ sao, me thái nó tự nhiên đi mua 1 ký me thái về ăn Tết đúng không, me thái đâu phải rẻ đâu, mà về nào là vỏ, nào là sâu, nào là trái khô, trái hư, trái gì tùm lum. Còn cái me này nó đã làm sạch sẽ thành phẩm như vậy, trong đây nó còn tặng kèm cái gói muối nữa. Chu cha nói một phát là nó tứa mồ hôi lưỡi không có nói được nữa, tại vì nó mất nút nước miếng. Cái này mấy chị nè, rủ hai bà bạn tới nhà mình đổ ra lấy cái này chấm ăn nói chuyện đó. Phụ nữ là mình ăn cái này thôi, mình nói chuyện thôi, mà khỏi ăn cái chi đây. Bánh kẹo là mua về đơm cho con nhỏ, còn các chị nào lấy me chốt me đem 49.000 mệt quá. Rồi ok, bánh giao dạ rồi, ok mấy chị nào lấy me chốt me đem bán 49.000 là em bán lỗ để em nghĩ tới cái mấy chị thấy không. Bánh là hết rồi, bữa mua ăn ngon dạ. Cái me này là em bao ngon cái chị đứa. Rồi xe 40.000 luôn, cái đó phải kẹo xe cho ơi, cái đó là vitamin xe, kẹo xe đâu mà keo xe. Rồi gửi đơn chị mới biết đường lấy tiền nha. Ê Dung chụp hình lại đưa đơn cho cô Loan, chứ bây giờ nhiều người mua quá cô Loan không biết đường ai, cô Loan thu tiền về cho mày nha. Cái gì đồ kinh nữa hả, trời cô Loan mua nguyên đống đó hả, trời đất ơi gì ghê vậy. Cũng chưa hết luôn hả, máy thôi bây giờ kêu cái xe tải xuống chở hết đi, chứ bây giờ răng chở. Rồi chị nào lấy me hả, rồi mấy chị 49.000 nha. Em năm nay em làm bị lộn nhịp chứ còn không bình thường á, em nói thật mấy chị, chứ bán cho mấy chị online xong là em phục vụ cho khách ghé, tại vì khách ghé em rất là đông, nhưng mà xui bài là năm nay em bị rớt nhịp, thành ra em xả lỗ hết cho mấy chị online cũng như offline luôn là xong. Em với bạn em ăn lúc hết hũ me luôn, ngọt lắm hả, thiệt luôn á. Chị mấy chị em nè, em rủ nhỏ bạn thân qua, cái hai đứa ngồi nói chuyện tám tám lâu lâu chấm chấm đó, lâu lâu chấm chấm ăn chấm chấm hết trường luôn rồi nha. Ok Hoàn Thành Lam, rồi me Ngân Mai, chị Hạnh Tuyết là nho. Rồi chị nào lấy me lào, chốt me lào 49.000 một hũ, em xả lỗ để em nghỉ Tết sớm nha mấy chị, cho mấy chị coi nè. Đó, mấy năm em đâu có bán như năm nay đâu, năm nay cái em xả em nghỉ luôn à, thiệt chứ. Còn bình thường á, thành ra em phải kéo mấy chị khách ghé cũng mua ghé sớm luôn đi, chứ thay vì năm ngoái là em bán cho khách online xong hết là còn lại em trưng bày hết lên cửa hàng, em bán cho khách ghé cửa hàng á, em bán tới 30 Tết lận, chứ không phải đâu. Mà năm nay lỡ rồi thì thôi, khi nghỉ kênh online là em cũng nghỉ luôn mấy kênh cửa hàng luôn. Đây em dọn dẹp nhà cửa đồ đó, sang năm hẹn mấy chị sang năm nha, em nghỉ luôn, cho nên là khách ghé khách gì mấy chị cũng tém về một phía luôn giúp em ha. Em xả hết rồi, chị nào lấy me chốt me nha. Còn nho đó, nho là còn hai ba mấy hũ cuối cùng đó, hai ba bốn hũ cuối cùng đó mấy chị thấy đó, mấy chị biết là em về 50 thùng nho đó, một thùng nho là 12 hũ á, 600 hũ nho đó mà em bán hết như vậy đó, me cũng vậy mấy chị, mà đến thời khắc này là em xả hết cho mấy chị luôn á. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha. Cái này là me thì 49, nho thì 80, nho Mỹ thì 80. Rồi trà bông thì nửa ký là 89.000 đó. Như cô Loan đó là mua 4-5 hũ luôn mấy chị, rất ngon luôn. Chanh muối, kẹo xoài, muối ớt thì em bán cho mấy chị là 45 luôn. Bánh gấu kem thì cũng bán 45 luôn. Rồi ok đó, em xả hết. Mấy chị đi ra chợ là mấy chị em hiểu nữa. Cái này hay gì đó, cái miếng rửa xén silicone nó 12 ngày 2 miếng rửa đã lắm. Ừ mà ý là nhìn nó sạch sẽ đúng không, biết sao mình rửa bằng cái giẻ, nhiều khi là cái giẻ nó còn ẩm gớm gớm, còn này mình treo lên cái nó khô nó sạch sẽ lắm á, thích lắm á. Lai chim đi ha. Rồi miếng rửa chén silicone này mấy chị nè, chị nào lái chốt này giúp Hoài nha. 12.000 hai miếng, chốt từ hai miếng trở lên mấy chị nha, chứ Hoài không có bán một miếng đâu. Rồi cái này nè, miếng rửa chén bằng silicone, trời ơi rửa chén là nó sạch sẽ luôn, nó rất là vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không, nhất là mấy cái nồi chống dính á, lỡ mình ăn nó dính mình dài vậy nó cũng không tày xước đúng không, đã ha. Rửa xong cái mình móc lên phát nó khô ráo sạch sẽ, còn cái dẻ tự nhiên bỏ vô cái hũ nó cái chìm nhẹp trong đó mất cuốn à, đúng không, gớm dơ giấy. Đây mấy chị này, chốt em là miếng rửa chén nha, thích ha, vậy ha, rửa mặt luôn á. Ơi kỳ người thì cũng được. Rồi miếng rửa chén mấy chị chốt lên giúp em nha. Ok chị Linh Võ, ok cho chị Hằng Võ, Đặng Oanh, ok Hà Mười Út. Rồi ok chị nào lấy chốt em là miếng rửa chén nha. 12.000 hai miếng, mà chắc rửa nửa năm sau á nha, bằng silicone mà nó có cái đầu gai gai này nè, cái đầu gai gai này nè, rửa sạch chén lắm mà nó cũng vệ sinh sạch sẽ nữa, hiểu không. Mình rửa xong nó đâu có, tại vì nó đâu có thấm nước vô trong cái đây đâu, nó đâu như phải cái vải đâu, mình treo lên nó khô ráo sạch sẽ,
tự nhiên. Rồi chị nào lái chốt em là miếng rửa chén nha. Miếng rửa chén, chị nào lái chốt em là miếng rửa chén. Sale cho mấy chị đây. Rồi xong, 12 ngàn 2 miếng chốt từ 2 miếng nha. Một miếng thì không có bán đâu. Miếng không bán, nó một miếng mệt quá. Rồi em ơi, ok ok chị Hạnh Tuyết. Em ơi, cho chị cái khay làm đá đi. Giờ thấy cái chi thì em bán cái đó, thấy cái gì em bán cái đó mấy chị nha. Khay, ủa cái gì vậy? Dạ rồi, ok chị Linh Võ. Khay làm đá, đây. Không phải cái này không phải làm đá đâu. Cái này có cái hình này chắc làm rau câu cũng được quá. Dạ rồi, ok chị Linh Võ, chút chiều em báo đơn cho. Rồi cái này bình thường là em bán 29 ngàn, bây giờ em xem mấy chị 19 luôn. Khay làm đá 19 ngàn. Rồi ok Mai Nguyễn nha, chiều chị báo đơn. Rồi mấy chị khách ghé khách gì mấy chị mua đồ giùm em đi, em lại mấy chị luôn, em bán rẻ quá trời luôn. Khay đá nha, mà hoặc là mấy chị là cái hình mặt con cười dưới đây này, cái này chắc là làm rau câu nó cũng đẹp nữa, làm rau câu lấy ra nó cũng đẹp nha. 19 ngàn mấy chị chốt hoàng là khay đá 19 ngàn. Chị nào lấy khay đá chốt hoàng là khay đá 19 ngàn nha. Hoa trần ok. Hí hộp đó bao nhiêu gói? Nói chung là giờ chia giá ra thì 26 thì nói chung là giờ tính giá 7 ngàn á, không biết được, tính đại tao không biết nữa. Nhớ được cái chia giá ra là 6 ngàn mấy đó, thì giờ tao bán luôn là 7 ngàn á. Lời ăn lỗ chịu á, không biết được, lẽ muốn xỉu. Rồi chị nào lái chốt hoặc là khay đá nha, 19 ngàn một cái khay làm đá chốt đơn mấy chị ơi. Chốt đơn. Rồi cái bột thông cống em, à quên thôi, cái bột trà nồi đi, cái bột trà nồi đó là mấy chị mua giùm em đi, em lại mấy chị cái bột trà nồi em xả lỗ một phát, mấy chị không mua, mấy chị để cho cái nồi nó đen thui mấy chị ráng chị nha, tức rồi đó. Rồi mấy chị này, cái trà nồi này xả nửa, 25 ngàn hũ. Dạ giáo viên chưa về cô Loan ơi, đồ nhiều quá giáo viên đâu có về được đâu, bây giờ mấy bao đó, ngồi chốt miết không về được, giáo viên chưa về luôn cô Loan ơi. Về không được tại vì hàng nhiều quá, chốt mà kêu xe tải xuống chở chứ. Rồi mấy chị, nguyên cái tập thể mà giáo viên mua mà răng mà chở về được, mấy thôi để gọi thoại xe tải. Còn con Dung á, mi là phải tâm bất biến nha, mi tính tiền sai là tao từ lương mi nha Dung nha. Liệu hồn mấy ở đó mi cái cười hi hi tao. Rồi chị nào lái chốt em là trà nồi em xem với chị 25 ngàn luôn nha. Hũ trà nồi nè mấy chị lên coi mấy cái trang mà chạy quảng cáo á, không bán là 99 ngàn hai hũ trà nồi thiệt. Rồi này em xem với chị 25 ngàn, còn ít em xả với chị 25 ngàn. Cái này là trà son, trà nồi, trà cái đồ hút mùi, rồi trà bếp ga, nói chung là trà ở đâu là nó trắng bóng và sạch sẽ ở đó. Mấy chị muốn trà ở đâu là trà hả? Trà chân đèn hả? Đúng rồi, trà chân mình đúng rồi, mấy cái này người ta mua về người ta trà chân đèn hoặc là trà mấy cái nồi cái son lâu ngày nó bị vàng đó, ta trà. Rồi ok cho Tuyền Huỳnh nè. Rồi chị nào lấy chốt hoàng là trà nồi nha, 25 ngàn hũ trà nồi luôn. Tết chị nào cũng phải mua một hũ đến hai hũ tùy theo cái nồi son chén bát ở nhà mình nhiều quá mấy chị nha. Trà nó mới sạch được, cái nước rửa chén rửa không sạch được đâu. Nước rửa chén trà làm sao mà ra được mấy cái vết vàng vàng đó được, mấy cái vết ố đồ được. Chị nào lấy chốt hoàng. Rồi ok ok. Trời ơi, chị bốn bô hả? Trời, bốn ba rồi sao chở? Rồi chị nào lái chốt đi với Hoàng. Trời, bốn ba mà hai người sao chở? Ra thiết cái chân chồng đấy đổ tè le hột me nhiều quá. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là trà nồi nha mấy chị nha. Sale mấy chị luôn 25 ngàn. Chị nào lái chốt đi với Hoàng. Trà nồi 25 ngàn chốt đơn. Không lấy thì thôi, quá rẻ luôn. Chị nào lái trà nồi chốt trà nồi. Phương Ngọc ok. Chị nào lấy trà nồi mình comment trà nồi giúp em nha. Ok chị Bình. Em nói thật em xả hết nghỉ Tết luôn. Còn thấy chi em xả hết, thấy gì em xả hết sạch sẽ luôn. Rồi chị nào lấy trà nồi chốt trà nồi. Cái bột thông cống mang qua đây em. Bột thông cống em xem mấy chị 23 ngàn hũ luôn nè. 23 ngàn hũ bột thông cống luôn. Cái này còn 5-6 hũ nữa là hết. Chị nào chốt chậm thì chốt nha. Hũ thông cống là nhà chị nào lâu quá rồi mình chưa có xài là mình phải xài, đổ xuống nhà cầu một xíu nữa cho nó sủi bọt lên cái vặn nước dội nước cái ao một phát là nó sẽ trôi đi hết rong reo cặn bã phân hủy hết đó nha. Trà nồi ok cho Nhi Yến nè. Rồi chị nào lấy mình chốt lên giúp em nha. Cái này là bột thông cống hay xem mấy chị 23 ngàn luôn. Rồi em nghỉ Tết luôn mấy chị ơi nha. Mấy chị cố gắng mua được cái gì mua, vừa bán rẻ mà vừa tranh thủ ráng lấy cái đơn phát là hốt được tiền quà của em nữa. Em bán xả sạch thế em nghĩ. Chị nào lấy chốt em là bột thông cống em bán quá rẻ luôn á, bán quá rẻ luôn á mấy chị. Em xả hết mà thông cống ok 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 chị mấy chị nè. Chị nào lấy thông cống chốt em là thông cống. Em ơi kem đánh răng ông già đó còn ít đó, mang qua chị xem mấy chị chơi vui, với lại nước súc miệng luôn. Rồi nước súc miệng với kem đánh răng
có kẹo chuột không em? Dạ rồi, kẹo chuột tí nữa em xả rẻ cho chị luôn. Một hũ trà bông, ok Thúy Vi. Rồi mấy chị nè, cái nước xúc miệng nha. Hôm nay nè, bình thường em bán 75 đúng không? Nay em sale cho mấy chị nghe giá với chị xỉu luôn, 59.000. Là tính ra là có 30.000 một cái hũ này nè. 59.000 mà mình được một cặp xúc miệng Listerine. Test rồi chị nào cũng phải mua xúc miệng cho thơm tho sạch sẽ. Chị nào lấy chốt em là nước xúc miệng nha. Có 4-5 cặp thôi, chị nào nhanh mới được, chậm là hết. Rồi xem với chị là 59.000 một cặp luôn. Xúc miệng nha, em đang xài luôn trong nhà nè. Em đang xài luôn á. Rồi chị nào lấy chốt em xúc miệng nha, 59.000. Tính ra là nghĩ sao là một chai này mà có 30.000 thôi, nó quá rẻ mấy chị ơi. Em thật kim kiều ok, chị rốt cào ok. Rồi rồi mấy chị muốn mua gì mua, em xả hết hôm nay luôn. Hết hôm nay là hết luôn rồi mấy chị. Không còn cái livestream nào xuất hiện nữa. Bởi vì đồ đâu mà bán. Không ấy thì bây giờ bán thân đó chứ bây trừ mua bài bán chi đâu. Rồi ok ok ok, xúc miệng. Rồi chị nào lấy xúc miệng. Rồi thôi xúc miệng nó hết luôn rồi, em bấm phím tài le luôn hết luôn. Rồi bây giờ kem đánh răng ông già nè. Kem đánh răng ông già thì em sẽ cho mấy chị coi nè. Kem đánh răng ông già này á là cái bạc hà, xúc miệng. Xúc miệng hết rồi mấy chị. Cái này là bạc hà nha. Một hộp như vậy là nó có 2 tiếp với em. Một hộp là 2 tiếp mấy chị. Lên giúp em chia sẻ livestream giúp em. Chị nào hôm nay mua được đơn hàng 400.000 em tặng quà. Quà gì thì ai biết mấy chị nha. Nhưng mà nói chung lại là có quà, món quà về giá trị tinh thần thôi mấy chị. Mua rẻ là đã vui rồi. Nhưng mà em những ngày cuối năm này là em làm thêm chương trình mấy chị nè. Cái này á mấy chị là kem đánh răng. Một hộp như vậy là đó là 2 ống. Vì thằng Thái Lan nó tiết kiệm, nó thay vì người Việt Nam là một hộp một ống đúng không? Thằng Thái thì nó để tiết kiệm cái này thì nó sẽ rẻ xuống cho mình, nó kiểu vậy đó. Rồi cái này là hương bạc hà. Rồi tiếp tục cái hương này là hương mới mấy chị này. Bạc hà mới nha. Cái này là bạc hà mới. Rồi cái này là bạc hà chanh. Cái này là bạc hà kết hợp với chanh. Rồi mấy chị em xả rẻ cho mấy chị luôn, 43.000 một hộp luôn, là 2 ống nha. Rồi mấy chị chốt em là cái này là bạc hà chanh. Mấy chị chốt em là bạc hà chanh một hộp, bạc hà chanh ai hộp. Hoặc là cái này là bạc hà mới, đều là hương bạc hà hết. Cái này là lá bạc hà mà màu dòng mới nha. Giúp mấy chị thấy cái răng nó tỏa sáng không? Rồi tiếp tục cái này là bạc hà truyền thống, bạc hà tím nha. Rồi mấy chị chốt đơn lên giúp em mấy chị ơi, chốt đơn lên giúp em nha. Rồi 43.000. Nước xúc miệng ha, nước xúc miệng bây giờ em hết rồi mấy chị ơi. Rồi kem đánh răng mấy chị chốt đây. Mình không thích mua cái chi thì mình mua. Ai mấy chị comment càng rõ thì nhân viên nó soạn hàng cho mấy chị dễ ha. Kem đánh răng sale 43.000 hộp luôn mấy chị ơi. Kem đánh răng em sale mấy chị 43.000 luôn. Ok, Nhi Yến ok. Rồi, bạc hà chanh Thúy Nguyễn ok, bạc hà chanh mấy chị nè. Mấy chị chốt em là bạc hà nè, bạc hà tím là cái tia nè màu tím nha. Bạc hà chanh nha, cái này là bạc hà phối với chanh. Rồi, tiếp tục là cái này là bạc hà mới. Rồi nhà em là còn 3 món, mỗi món còn ít em sale nhanh cho mấy chị luôn 43.000. Hoàng Thành Lam ok, chị Linh Võ ok, mấy chị chốt lên. Hết livestream này sẽ không còn một cái livestream nào xuất hiện nữa. Và tất cả các đơn hàng em sẽ chốt vào chiều hôm nay hoặc là vào sáng mai đi hàng, là sau đó mình sẽ nghỉ luôn các chị nha. Em chỉ có thể dọn dẹp và phục vụ mấy chị khách ghé được cái gì thì ghé thôi. Riêng các chị khách mà ship là tới đây là mình ship tới đây là xong mấy chị nha. Rồi ok, chị nào lái chốt đi giúp Hoài nha. Một mình có đơn không, dùng chung hai đứa nghe rồi ok. Rồi mấy chị chốt đi giúp em 43.000 một hộp nha. Rồi chị nào lấy mình comment lên giúp em nha. Rồi mấy chị comment lên giúp em nha mấy chị nha. Rồi nước xúc miệng mấy chị ơi. Rồi 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 mấy chị nè, em bấm thí rồi chứ giờ em cũng không biết là ai có ai không nữa mấy chị ơi. Rồi rồi mấy chị nha, em sẽ bấm bill nhanh. À, sữa tắm em bé mấy chị ơi, sữa tắm em bé đi vô. Sữa tắm em bé em share cho mấy chị là 55.000 một chai sữa tắm em bé. Em sẽ cố gắng like hết, like xuyên trưa cho mấy chị, chốt cho đủ đơn luôn. Kết thúc là em sẽ đi hàng luôn bởi vì còn cái gì nữa đâu bán mấy chị, hết rồi đó. Mấy chị chốt lên giúp em nha, sữa tắm bé mấy chị chốt lên giúp em. Sữa tắm bé màu tím nè, sữa tắm bé màu đỏ nè, sữa tắm bé màu xanh nè, sữa tắm bé màu vàng. Tổng số là 4 màu mấy chị chốt lên giúp em. Cái này là xanh nè, là mùi sô-cô-la nha. Màu đỏ này cũng thơm, màu xanh
Ủa màu này màu tím, em so đây mấy chị màu tím. Rồi màu đó là màu vàng. Chị nào lấy chốt lên em 3 hộp kem đánh răng 43.000 hộp nữ. Rồi nữ, ngoài khoan rang á, nữ mua nho đi nữ ơi. Bữa trước chốt kem đánh răng còn không chị? Không biết luôn em, bây giờ chị không nhớ luôn em ơi. Màu vàng nữa nha mấy chị nha, chốt lên giúp Hoàng là sữa tắm bát kèm màu vô. Mình thích lựa màu thì lựa, còn không thì màu ngẫu nhiên vẫn thơm mấy chị. Bởi vì nhà sản xuất nó sản xuất ra thì mùi nào mà không thơm. Quá là không thơm rồi tự nhiên sao rồi người ta sản xuất ra chi? Sản xuất ra là tất nhiên mùi nào nó cũng thơm. Nhưng mà quan trọng là chị nào biết thì mình thích cái mùi đó thì mình lấy cái chai đó. Chị nào không biết thì mình lấy ngẫu nhiên nó vẫn rất là thơm nha. Chứ còn không thơm thì tự nhiên sao người ta sản xuất ra mà không thơm rồi sao ta bán. Rồi chị nào lấy chốt đi với em nha. Cái này là nho Mỹ nè. Ủa hết rồi hả em? Ok ok chị Hành Tuyết, hôm nay em xả hết luôn mấy chị nha. Rồi mấy chị nè, cái này nho Mỹ. Ủa hết rồi hả em? Nho Mỹ hết rồi hả? Nho Mỹ còn 2 hộp nữa mấy chị. 80.000 hũ còn 2 hũ nữa là hết. Chị nào lấy chốt em là nho Mỹ nha. 80.000 hũ nữa ký, còn 2 hũ cuối cùng nữa là hết. Chị nào lấy mình chốt nhanh giúp em mấy chị nha. Chốt nhanh giúp Hoàng mấy còn mấy chị. Rồi ok ok, sữa tắm bé màu tí. Rồi sữa tắm bé 55.000, kem 43.000, ok cho Lan Nguyễn. Rồi mấy chị chốt đi, hết cái livestream này là em sẽ nghỉ luôn á. Rồi dung dung dung, cái thảm chân hình thú á, vô lấy giúp chị. Thảm chân hôm nay em xả mấy chị luôn. Thảm chân là em xả hộp đồ ăn gì phía sau, lấy một hộp hả? Lấy một hộp nho hả nữ Nguyễn? Hai hộp kem răng bạc hà chanh, hộp đồ ăn hả? Hộp nho, nho Mỹ còn 2 hũ. Cái này là hộp trà bông, sale 89.000 hũ. 89.000 hũ trà bông nửa ký. Quá trời đất rẻ luôn. 89.000 một hũ trà bông nửa ký lô gam luôn. Quá nhiều luôn. Rồi mấy chị nè, cái này là thảm chân nha. Còn cỡ tầm mười mấy, 20 cái thảm nữa thôi. Còn 2 hũ để em nha chị. Rồi ok mấy chị, cái thay này là thảm chân nha. Em bây giờ là vì cái lượng khách hàng đặt quá nhiều nên em không biết khi xuống live em mới có thể là tổng hợp lại có những món có thể các chị có hoặc có thể là các chị không. Bởi vì là lượng hàng nó không đủ chia thì nhiều khi là sẽ có sẽ không thì em không biết. Hoặc là người nào không đủ đơn thì em sẽ bát qua cho người khác, rồi người khác không đủ đơn thì em sẽ bát qua cho người này. Nói chung là như vậy đó, chứ mà bây giờ thì em không biết chính xác là như nào nha. Mọi người thông cảm cho em, hàng Tết em xả rẻ rồi. Rồi mấy chị nè, cái này là thảm chân. Em xem mấy chị luôn. 35.000 hai tấm thảm chân. 35.000 hai tấm thảm lau chân. Ở dưới đây trống trơn trượt luôn. 35.000 hai tấm như vậy nè. Rồi chị nào lấy chốt em. Thảm chân hình thú, thảm chân hình thú. Quay phía sau lưng á, thảm chân ok. À me ha, me là 49.000. Me là 49.000 hũ luôn. Nữ nè, me là 49.000. Bây giờ chưa biết mấy chị. Gửi đơn cho chị hả? Dạ bé Dung nó có đưa đơn đem về luôn á. Có đưa đơn cho cô Loan không? Ủa sao không đưa đơn cho cô Loan? Bây giờ em đang livestream đợi em xíu cô Loan ơi. Rồi lúc nãy chị nói là rồi thảm chân em đang livestream á. Ừ, em lấy cái điện thoại. Ủa mà cái điện thoại này đang livestream luôn. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng là me lào là 49.000 hũ, còn nhiều hũ đó là hết. Còn nhiều hũ đó là hết á. Rồi xem mấy chị luôn nha. Thảm 35, 35 là 2 tấm. Thảm 35 là 2 tấm. Rồi nho Mỹ ớt quên lộn me là 49.000, me là 49.000. Cái này là xoài muối ớt sale 45.000 luôn. Xoài muối ớt là xả 45.000 luôn. Cái này là gấu kem xả 45.000 luôn. Gấu kem xả 45, xoài muối ớt 45. Rồi đây. Dạ rồi đợi em xíu cô lo. Rồi cái này mấy chị nè, còn hộp bánh này nè. Hộp bánh cuộn sô cô la 52.000, một hộp bánh cuộn sô cô la 52.000. Em ơi mình nhớ là chị có cái vitamin C ấy, nhiều khách hỏi lắm. Rồi ok nữ Nguyễn. Năm thảm chân hả? Rồi ok Hà Mười Út. Cái đơn cô Loan đây vô em gửi qua Zalo chị Dung. Gửi qua Zalo thì em vô em lấy cái điện thoại kia giúp chị đi. Điện thoại kia nó mới có Zalo chị mới lấy được cái phiếu đó mới gửi qua cho cô Loan được. Rồi mấy chị, cái này là giấy gấu nè, em còn mấy tờ nè. 9.000 hai giấy gấu nha. 9.000 là hai cái giấy gấu, gấu khô nè. 9.000 là hai cái cục giấy này nè. Hai cái này 9.000. Hai cái này 9.000 mấy chị chốt lên giúp em xả hết rồi em nghĩ luôn mấy chị thấy cái khó còn gì đâu. Rồi đây, rồi chị nào lấy chốt lên giúp em nha. Đây. Rồi, ok cho Đặng Oanh nè, chị nào có đơn 400.000 ngày hôm nay là em tặng quà rồi em nghĩ Tết luôn á. Rồi xong. Mấy chị chốt em là cái này là hai giấy, hai gói như vậy là 9.000. Hai gói 9.000 mấy chị chốt đơn lên giúp em nha. Hai gói 9.000. Hai cuộn giấy hả? Ok. Hai gói 9.000 mấy chị nha. Rồi mấy chị chờ Hoàng xíu nha. Rồi mấy chị chờ Hoàng xíu. Rồi xả lỗ luôn cho mấy chị luôn. Rồi mấy chị chờ Hoàng xíu đây. Đợi em xíu nè cô Loan. Đợi em xíu. Coi chị tiền là thanh toán rồi thì khỏi gửi đúng không? Rồi mấy chị nè, em không biết em gửi đại cho cô Loan nha. Rồi xíu nữa xuống like rồi em sẽ kiểm tra cho. Bây giờ thì nó lung tung rồi em không biết nữa.
Rồi mấy chị chốt đi nha. Em mà kết thúc like là em sẽ nghỉ luôn á mấy chị. Em sẽ nghỉ luôn á, nghỉ chốt đơn luôn và cho khách ghé cũng như là khách ship luôn á, là hết luôn á mấy chị nha. Em xả hết rồi là em nghỉ luôn á. Bây giờ á hả? Em ơi, bây giờ là cái chai cồn đi em. Chai cồn còn ít may cho chị xem mấy chị nè. Tết là mấy chị phải mua cái này nha. Tết là mấy chị phải mua cồn nhiều lên. Tết là mấy chị phải mua cồn nhiều lên mấy chị để dành mà xài Tết nha. Rồi ok mấy chị ok. Cái cồn này mấy chị nè, em còn cỡ 10 chai. 10 chai nha, xả mấy chị là 38.000 chai luôn. Giấy đó làm gì ạ? Giấy đó để lau miệng, lau tay, đo đồ em. Giấy khô á, giấy khô. Rồi mấy chị nè, cái này nè mấy chị nè. Cồn này em xem mấy chị 38.000 chai cồn lít luôn. 38.000 chai cồn lít, chị nào lấy chốt hoàng là cồn mấy chị ơi. Chị nào lấy cồn chốt cồn nha mấy chị nha. Chị nào lấy cồn mình chốt này giúp hoàng là cồn 38.000. Nay em không ghé được hả? Ồ, rồi ok Thanh Hậu Nguyễn ok. Rồi chị nào lấy cồn chốt cồn. Cồn xem mấy chị 38.000 chai luôn. Còn cái gì em xả hết rồi em nghỉ Tết luôn mấy chị ơi. Rồi nha, chị nào lấy chốt này giúp em là cồn nè mấy chị. Chị nào lấy cồn chốt cồn nha. Cồn là bán 38.000 chai quá rẻ. Tết nhà chị nào cũng xài cồn nhiều hơn hết á. Mình đi chợ về là mình phải xịt khuẩn toàn thân. Mình đi ra đường mình tiếp xúc về. Tại vì Tết là cái tỷ lệ mà mình tiếp xúc gần nó rất là nhiều. Rồi cái số bệnh dịch nó cũng dễ nhiều. Thì mình phải sử dụng nhiều cồn hơn bình thường nữa. Mình xịt sát khuẩn hết toàn thân toàn tay đi đâu mấy chị ha. Rồi còn ship được bữa nay nữa bà Hoa Lê. Nên mua cái gì mấy chị mua đi. Còn ship được bữa nay nữa là sẽ ngưng nha mấy chị nha. Hết ship được cái gì rồi em sẽ chốt hàng. Tất cả các chị em đều phải chốt hàng hết. Rồi chị nào lấy cái gì thì mình chốt nhanh lên. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp hàng là cồn 38.000 giúp hoài nha mấy chị nha. Cồn 38.000 mấy chị chốt đơn đi. Em ơi em có hộp bao tay ni lông á. Mang qua đây cho chị sell cho mấy chị đi em. Bao tay ni lông mấy chị em xả mấy chị luôn nè. 24.000 hộp bao tay ni lông luôn. Ok mấy chị nè. Rồi mấy chị, một hộp bao tay ni lông là 200 đôi bao tay em xem cho mấy chị luôn. Em xem mấy chị là 24.000 một hộp bao tay ni lông. Tết trộn gỏi xé cua xé thịt xé lộn làm cái gì làm. Nói chung là thích làm gì thì làm cái đấy. Rồi chốt đơn đi giúp em. 200 hộp bao tay sale mấy chị luôn. 24.000 bạc Tết là mình xài nhiều lắm nghe. Hàng này là em đã dự tính từ những năm ngoái là em biết cái mặt hàng này là hay bị cháy hàng lắm. Em ôm số lượng hàng mấy thùng để dành. Chứ còn bây giờ qua shop khác không bây giờ còn mấy chị ơi. Qua shop khác bây giờ làm gì còn. Rồi mấy chị khách mới là nhớ cho em thông tin số điện thoại đầy đủ thì nhân viên em mới chốt đơn được hộp bao tay bao tay. Rồi kẹo chuột đi em. Hồi nãy giờ kẹo chuột hình như cái chị kia hỏi kẹo chuột hay sao. Hộp bao tay 24.000 mấy chị. Mua để có mà xài, vắt chanh vắt đồ rồi đó ha. Rồi chị nào lấy bao tay chốt em bao tay 24.000 nha. Bao tay 24.000 một hộp luôn. Cái này kẹo chuột với chị một hộp như vậy là 300 viên nha. 300-400 viên. Hôm nay em xài sale cho mấy chị sao em nghĩ luôn. 27.000 hộp luôn. 27.000 hộp kẹo chuột. Chị nào lấy kẹo chuột chốt kẹo chuột đi giúp em. Ok cho cô Vân Trường nè. Chị nào lấy kẹo chuột mình chốt kẹo chuột đi giúp em với cho chị trai ok nữa em. Rồi chị nào lấy ok Đặng Oanh. Rồi kẹo chuột với chị nè. Tết rồi nhà chị nào cũng nhiều chuột hết trơn. Đây là kẹo chuột nè. 300-400 viên mua bị nè. Xài miết luôn, xài lâu lắm. Không cần trộn thêm thức ăn. Hàng của Thái là không cần trộn thêm thức ăn. Để ra đó là con chuột nó bu lại. Nó lẫm vô phát là nó liên hoan luôn. Rồi ok, hai hộp bao tay chị Bình Thảo bán. Rồi chị nào lấy kẹo chuột với chị comment lên giúp em là kẹo chuột nha. Rồi ok mấy chị. Rồi mấy chị cứ đặt hàng là mấy chị không cần em đọc tên nha. Không cần em đặt tên, mấy chị cứ đặt hàng là mấy chị cứ đặt hàng bình thường đi. Rồi chị nào cũng sẽ có hết. Kẹo chuột 27.000 một hộp chốt đơn. Cái này là hộp bao tay 24.000 một hộp chốt đơn. Cái tẩy ok này 45.000 giờ em sale mấy chị luôn. Tẩy ok này ha, em sale cho mấy chị luôn nha. 30.000. Còn có cỡ 10-10 mấy chai nữa là hết mấy chị. Em xả mấy chị là 30.000 một chai luôn. Bao giá toàn Facebook luôn. Đúng hàng Thái Lan xịn như của em mấy chị nha. Đúng hàng hai đôi nữa hả? Dạ rồi ok cô Loan Ngọc Huyền kẹo chuột. Chị nào mình lấy chốt này giúp em là tẩy nha. Tẩy hồng mấy chị. Kẹo chuột hai hộp ok chị Linh Võ mấy chị chốt em là tẩy hồng. Tẩy hồng này em xả mấy chị 30.000 luôn. 30.000 một chai tẩy hồng luôn. Chị nào lấy chốt hoàng là tẩy hồng 30.000 nha. Trời ơi em nói là rẻ ơi là rẻ luôn mấy chị. Rất là rẻ luôn. Xả luôn. Rồi tẩy hồng, chị nào lấy tẩy hồng mình chốt lên giúp em là tẩy hồng nha. Tẩy hồng nha mấy chị nha, tẩy hồng. Rồi em ơi, bây giờ em có một món này. Dạ rồi ok, chị Thu Trương múa gì đặt đi chị ơi. Múa gì đặt đi, hết like này là em hết gửi khách tỉnh được rồi mấy chị ơi. Rồi em cho chị cái tẩy giày đi. Cái tẩy giày này em bán tri ân cho mấy chị nè. Hai đũa hả, dạ rồi ok, hai đũa 49.000. Rồi bao tay ok mấy chị. Cái hôm nay riêng cái này nè, em bán tặng mấy chị giá biết nhiêu mấy chị. Gọi là mã này là mã cảm ơn. Em cảm ơn các chị với giá 9.000 đồng.
9.000 đồng mấy chị chốt lại giúp em. Cái này là 7 giày dép, nhất là mấy đôi giày thể thao. Mấy chị chà tới đâu là nó sẽ sạch tới đó, vết ố, vết bẩn, vết bụi, vết dơ dùng cho em này. Mấy chị chốt em là 7 giày ha, 7 giày 9.000. Mã này em cảm ơn các chị, em tri ân cho các chị chỉ 9.000 đồng thôi. Rồi chị nào lấy chốt lại giúp em. Tẩy hồng ok. Rồi mấy chị nè, cái tẩy hồng này mấy chị, tẩy hồng này hả, em sale 30.000, còn cỡ tầm 10-10 mấy chai nữa là hết lô. Chị nào lấy mình chốt nhanh mới có hàng nha mấy chị nha. Tẩy hồng này nè, giá ngoài thị trường nó sẽ rơi vào tầm 45-55.000 cái chai này. Mà mấy chị biết không, cái thằng tẩy này nè mấy chị nè, nó sạch vi khuẩn dã man luôn. Cái bồn cầu của mình nó thường vi khuẩn rất là nhiều đúng không? Cái thằng này nó diệt khuẩn á. Cái nhà công ty này nè, nó nói là diệt khuẩn đến 90% cái vi khuẩn ở trong đây luôn mấy chị nè. Bồn tắm nhà mình nó sạch sẽ luôn. Rồi tẩy giày mấy chị chốt lên giúp em là tẩy giày đi mấy chị, tẩy giày. Rồi mấy chị nè, tẩy giày nha. Mấy chị cứ comment là có đơn chứ giờ em không đọc tên mấy chị nha, em không đọc tên. Mấy chị em không đọc tên, tất cả các chị đặt hàng khách mới thì mình cho em số điện thoại thôi. Còn khách cũ thì mình cứ đặt hàng mấy chị, rồi nhân viên em nó ra đơn, tại vì cái lượng comment nó quá nhiều, em không thể nào đọc, mất thời gian đó mấy chị hiểu không? Em đọc rất là mất thời gian. Mấy chị cứ comment cho em và tất cả các chị đều có đơn hết, ok chưa? Rồi còn hàng thì em chốt hết, còn hàng thì em chốt liền mấy chị. Chỉ sợ không có hàng mà chốt thôi, chứ có hàng là em sẽ bán hết cho các chị để mà thanh lý nghỉ luôn. Rồi ok, chị nào lấy tẩy hồng nữa mình nhanh tay comment đi giúp em nha. Rồi nhanh tay comment giúp em. Còn cái này nè, tẩy giày nè, em tri ân cho mấy chị là 9.000 thôi. 9.000 nha, tẩy giày, tẩy dép á mấy chị. Sạch bóng luôn, cái này mấy chị lên mạng mấy chị gõ ra người ta bán nhiêu tiền, 20 mấy ngàn cho tẩy giày nè. Em tri ân mấy chị 9.000 là bán lỗ bộ. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em nha. Thêm một cái nữa đi em. Heo thả bồn cầu đi em ơi, heo thả bồn cầu đi nhanh lên em ơi. Heo thả bồn cầu em sẽ xem cho mấy chị luôn. Cái này nè mấy chị nè, heo tại bài trả nó đăng khách mới thì cho Hoàng số điện thoại địa chỉ mấy chị. Cái này là heo thả bồn cầu nha. Mấy chị nè, con heo thả bồn cầu này giá 35.000. Sáng hôm nay, trưa hôm nay em chỉ còn đúng 20 cái con heo tẩy nữa em bán cho mấy chị nghe giá xong mấy chị xỉu luôn. 23.000 một con heo thả bồn cầu, sử dụng được từ 2 đến 3 tháng nha. Thả cái tẩm vô cái bồn Labobo mà chứa nước sau cái bồn cầu mấy chị. Thì khi mà mình đi vệ sinh á, mình dội á là cái nước nó sẽ ra màu xanh, đồng thời nó diệt khuẩn và khử cái mùi hôi luôn. Rồi chị nào lấy chốt em là heo thả 23.000. Có nhiêu em xả hết cho mấy chị luôn. Heo thả 23.000 mấy chị nha, còn cỡ mười mấy 20 con heo thả này em xả hết mấy chị. Heo thả 23.000 mấy chị chốt đơn đi giúp em. Heo thả bồn cầu 23.000. Em băng giá toàn Facebook luôn mấy chị. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi. Nói chung là cuối cùng luôn á, cái like cuối cùng luôn á, hết rồi mấy chị. Nên em bán tặng hết mấy chị luôn. Chị nào được đơn trên 400.000 em kèm quà tặng cho mấy chị, coi như là quà tặng vui vẻ thôi. Rồi chị em mình hẹn sau Tết nha, em không còn live stream nữa đâu mấy chị. Hàng đâu mà like? Mấy chị coi cửa hàng nhà em đi, còn cái gì đâu mà like? Đó con cả chị đâu mà like đây em, nên là em mới xả hết luôn mấy chị, không còn gì like nữa đâu. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em, mình cứ đặt hàng là có hàng mấy chị. Khách mới cứ cho em số điện thoại địa chỉ, tự động nhân viên nó sẽ alo. Còn mấy chị mà khách cũ thì mấy chị cứ đặt hàng nghe em xả hàng nào mình thấy thiết thực cần thiết là mình đặt liền. Còn đừng bận tâm về giá nữa, bởi vì thời khắc này đối với shop em mà nói là chỉ là tri ân thôi, không bao giờ có giá nào rẻ hơn cái này. Mấy chị chốt em là heo thả bồn cầu nha, 23.000. Rồi em ơi, cho chị ủ tóc collagen đi em. Ủ tóc collagen còn mấy bị em tri ân mấy chị luôn. Tết là những cái thứ em bán cho mấy chị là những thứ cực kỳ thiết thực luôn mấy chị. Em nói thật luôn á, cực kỳ thiết thực luôn. Đây là ủ tóc collagen này của nước Ý nè mấy chị nè. Cái này là ủ tóc collagen rồi em, hello chị Hoàng Huy. Cái này là ủ tóc collagen của nước Ý, thị trường nó đang bán 65.000. Rồi em bán tặng mấy chị giá 38.000 mấy chị chốt đơn đi giúp em. Ủ tóc 38, ủ tóc 38.000 mấy chị ơi. Ủ tới đâu là tóc mình nó mềm mượt tới đó, giảm rụng nha, giảm rụng, giảm sơ rối, giảm gãy rụng nha, kích thích cho mọc tóc. Rồi chị nào lấy mình chốt nhanh lên giúp em là ủ tóc 38.000 mấy chị chốt đơn đi giúp em. Ủ tóc 38.000 mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Rồi em bán tặng hết mấy chị. Gạo lứt 47.000 em còn 2-3 bị đó là hết luôn á. Gạo lứt đó, gạo lứt đó, còn có 2-3 bị đó là hết bán, không có lời mấy chị ơi. Thiệt, ngày hôm nay em chẳng có lời ngàn nào hết á. Cái like cuối cùng mấy chị thấy không, khách ghé cửa hàng em mà phải chở lên máy bao là mấy chị biết rồi. Hồi sáng giờ khách ghé rất là đông luôn, tại vì giờ trưa đó thì giờ không có khách, chứ còn bình thường là khách ghé rất là đông mấy chị. Cho nên là thời khắc này em xả luôn rồi em nghỉ luôn. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em nha mấy chị nha. Cái này là ủ tóc 38.000, ủ tóc 38.000 mấy chị chốt đơn đi, cơ hội ngàn năm có một thôi, đát là siêu dài. Mấy chị đến với em mấy chị đừng bao giờ cái nào cận đát hết, nhà em có hàng nào cận đát hết, hàng nào cũng đát mới hết.
Rồi cái này mấy chị này, vitamin C, vitamin C nha mấy chị nha. Cái này là viên C sủi á, viên C sủi mấy chị, viên C sủi nha, bình thường là em bán 35.000 một ống. Bình thường em bán 35.000 ống. Ngày hôm nay nè, mấy chị này, ngày hôm nay em chỉ còn cỡ mười mấy 20 ống nữa thôi. Em tri ân mấy chị là 20.000 một ống vitamin C. Chị nào khách mới thì mấy chị nhìn đây nè, đây là công ty cổ phần dược phẩm giúp em nha. Cái này là công ty cổ phần dược phẩm giúp em mấy chị, khách mới mấy chị để ý nè, chứ khách cũ nhà em thì mấy chị mua hoài mấy chị quen rồi, không cần quan tâm nữa đúng không? Đây là công ty cổ phần dược mấy chị, chứ em không phải là bán của cái hãng tào lao mấy chị nha. Đây, đây nè, và đá hạn sử dụng số lô số đồ mấy chị nè, đám đến năm 2024 nha. Em nói về để cho mấy chị khách mới mình yên tâm. Còn đối với khách cũ nhà em là người ta mua quá nhiều rồi, người ta mua quá nhiều rồi, người ta không có bao giờ người ta coi nữa. Em không phải nhập hàng tào lao mà em bán mấy chị nha, mà cái này là của công ty cổ phần dược phẩm nha, hàng dược nha. Rồi Tết thì mấy chị nè, Tết là mình ít ăn rau, Tết là cơ thể mình nó thức khuya dậy sớm bất thường, kiểu gì kiểu mấy chị cũng sẽ mệt hơn bình thường, nên là mấy chị biết xong mình bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng vào những ngày đó. Thì sáng ngày dậy hả, ăn sáng xong cỡ 30 phút sau, 45 phút sau mình làm hũ vitamin C, pha viên vitamin C, con uống, chồng uống, vợ uống, và mình đi chơi đi nhở mấy chị, nó tăng sức đề kháng, nó giảm cảm, giảm mệt mỏi vào những cái ngày mà mình chơi Tết. Tại vì Tết là mình thức khuya, mình ăn uống mình nói chung là cái cuộc sống mình nó giống như là nó hơi bị đảo ngược một xíu, mình phải có cái này, không có cái này là nó say sẩm, nó chóng mặt, nó xỉu nha. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em. Rồi rồi mấy chị nhớ nha, nhớ là mua đủ 100.000. Ngày hôm nay là cái like cuối cùng. Chị nào mua không đủ 100.000 là em xả, cho nên là em bấm phiếu ngẫu nhiên cho tất cả các chị luôn. Chị nào không đủ em đẩy qua khách khác, chị nào không đủ em đẩy qua khách khác nha. Chứ em giờ em không đọc tên. Thế mà mấy chị thấy mình mua không đủ, không chốt đơn là cái đơn mình là em đã đẩy bán cho người khác rồi đó. Rồi mấy chị nha, cho nên là mình ráng mình chốt đủ đơn giúp em ha. Đủ đơn giúp em nha mấy chị nha, đủ đơn giúp em. Nên là em tri ân nhanh cho mấy chị luôn. Rồi em bấm phiếu vậy thôi, cho em không có. Cái này là C sủi 20.000 một hũ, em xả lỗ. Bình thường em bán 35, bình thường em bán 35, đát còn rất dài luôn. Em bán 3 năm nữa còn chưa hết đát mấy chị. Nhưng thích thì những cái like cuối cùng này em tri ân mấy chị thôi, cho em bán 3 năm nữa cũng chưa có hết đát luôn. Chưa có hết đát luôn. Mà em thích thì em tri ân cho mấy chị, đẩy cho cái đơn hàng mấy chị nó đủ luôn, để em dễ dàng mà kiểm soát đơn hàng, đi hàng cho nó dễ, và tri ân cho các chị luôn là xong luôn, nó kết thúc luôn. Chứ còn cái này á, cứ từ từ bán chứ mới đáp 2024 mà mắc mới gì hết đáp gì đâu. Rồi chị nào lái chốt lên giúp em nha. Rồi xe sủi lên giúp em. Em ơi, cái nồi hấp 2 tầng á, mình còn 4-5 cái nồi hấp mang ra giúp chị em. Cái nồi hấp 2 tầng mấy chị, em còn mấy nồi hấp 2 tầng. Em tri ân cho mấy chị luôn. Nồi hấp 2 tầng mấy chị nha. À vô ơi, cho chị cái đèn ngủ đi em. Đèn ngủ á, còn cỡ tầm 5-7 cái hoàng xe cho mấy chị luôn, giá sốc luôn. Rồi mấy chị nè, cái này nè mấy chị nè, cái đèn ngủ hình cái nấm nha, giá là 25.000. Ngày hôm nay còn cỡ 10 cái luôn, cuối năm bán tri ân cho mấy chị. Đèn ngủ 15.000. Cái đèn ngủ này cảm ứng mấy chị, cắm vô một phát là tự động nó trời sáng á, là tự nhiên nó tắt, trời tối tự nhiên những cái bông nấm này nó tỏa sáng ra. 15.000 một cái đèn ngủ mấy chị, chốt lên chứ Hoàng là đèn ngủ 15.000. Tôi là hai sủi ok. Đèn ngủ 15.000 mấy chị nha. Đèn ngủ 15.000 ok chưa? Quá rẻ luôn. Còn cái chi bán tặng hết cho mấy chị luôn. Cái shop mình có chi em bán tri ân hết mấy chị. Đèn ngủ 15.000. Ghê không? Cắm vô cái phát là để im vậy thôi. Dễ thương lắm. 25.000 á mấy chị, em bán luôn một phát là em khóc luôn nghe. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng là đây, đèn ngủ 15. Mỗi thứ em sẽ like nhanh cho mấy chị nha. Mỗi thứ em like nhanh. Rồi em có hai hộp bánh này, em cũng chưa biết là của chị mua luôn. Rồi chưa biết của chị mua luôn. Một bánh là sô-cô-la, một bánh là dâu mấy chị, chốt lên cho em là bánh hồng, bánh nâu. Bánh hồng, bánh nâu, bánh bông lan cuộn hàng Thái Lan. Một hộp nó free thêm hai cái, rồi xem mấy chị là 52.000 hộp luôn. 52.000 hộp, chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha, còn đúng hai hộp thôi. Bánh bông lan cuộn nha, đây, bông lan cuộn. Cái này là hồng, này là dâu, nâu này là sô-cô-la, mấy chị có hai hộp nữa thôi. Chị nào lấy mình chốt nhanh lên giúp Hoàng nha mấy chị nha. Chị nào lấy mình comment nhanh lên mấy chị ơi. Mới có hàng thôi, chậm là không có hàng đâu. Rồi mấy chị chốt lên giúp em bánh nâu đèn ngủ. Rồi mấy chị cứ thích chốt cái gì chốt. Em like nhanh tốc độ nha mấy chị nha, để cho đầy đủ hết hàng mấy chị. Chị nào muốn mua cái gì thì mình mua, muốn thích cái gì là mình nhích cái đó. Thích cái gì là nhích cái đó mấy chị nha. Rồi ok cho mấy chị nè. Rồi dầu gội Hà Thủ Ô còn mấy chai em tri ân cho mấy chị luôn. Rồi cái này là mấy chị coi nè, mấy chị ghiền luôn. Cái này là nồi hấp 2 tầng nha. Mấy chị biết là em thích nhất cái nồi hấp này là cái gì không mấy chị? Cái sự đơn giản của nồi hấp khiến em cảm thấy cái nồi hấp này là em thích lắm.
Cái nồi hấp này em cực thích là mấy chị biết sao? Nó hai tầng, nó đơn giản lắm mấy chị coi nồi hấp này. Xong rồi hả, nó có cái miếng hấp này lên trên này. Xong rồi mấy chị, xong rồi nó có nắp đậy mà bằng kính nha. Bằng kính giúp em mấy chị để ý nè, bằng kính nha. Rồi, trời ơi, hấp tôm nè, hấp xôi nè, hấp gà nè. Ví dụ như mình ăn còn thừa thịt gà, mình ăn còn thừa thịt heo, mình nói chung là mình ăn còn thừa cái gì bỏ tủ lạnh. Xong rồi chiều mình đem ra mình hấp. Thay vì mình làm cái nồi hấp lùm xùm nó mệt quá đây, còn cái nồi hấp như vậy này rất tiện lợi luôn. Chiều hồi sáng hôm nay này hàng xe mấy chị luôn, giá là 70.000 cái nồi hấp luôn, 69.000 luôn đây mấy chị. Rồi chốt em là nồi hấp 69, nồi hấp 69.000 cái nồi hấp luôn, em xả luôn nha. Còn ba món cá gì kệ nó, bình thường lại bán giá là 79.000. Rồi chị nào lấy chốt này giúp em là hả nồi hấp nha. Nồi hấp mấy chị chốt này giúp Hoàng là nồi hấp 69.000. Cái nắp này bằng kính nha mấy chị nha, bằng kính như vậy nè. Ví dụ như mình hấp tôm, hấp thịt gà, hấp cái quái gì mình nhìn vô mình cũng thấy bên trong này hết trơn á. Nó rất là thích luôn, hiểu không? Ví dụ như là mình hấp thịt gà, hấp tôm, hấp cá, hấp gì, nói chung là hấp gì kìa cha mình quá. Rồi chị nào lấy chốt này giúp em nha, nồi hấp nha. Nồi hấp ok, nồi hấp ok 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 mấy chị, nồi hấp nha, em bán xả luôn mấy chị ơi. Nồi hấp chốt lên giúp em, nồi hấp nha. Rồi có mấy cái thôi, chị nào chốt em cũng bấm phiếu hết trơn á. Nhưng mà chị nào được thì em cũng không biết luôn. Nói chung là chị nào có được được có thôi. Rồi em biết đâu, em không có đọc tên nữa, bây giờ đọc tên mệt quá. Rồi chị nào lấy nồi hấp chốt em nồi hấp nha. Chị nào lấy nồi hấp chốt nồi hấp lên giúp em. Nồi hấp nha, 69.000 cái nồi hấp. Vừa bán vừa trị ân mấy chị, chứ cái nồi hấp bán lỗ tem tua sờ mướt nha mấy chị nha. Chị nào lấy nồi hấp mình chốt lên giúp em là nồi hấp đi. Nghĩ sao cái 69.000 cái nồi hấp mà cái nắp bằng kính là em mê rồi. Không biết mấy chị có giống em không, chứ em thích cái nồi hấp bằng kính đó lắm. Nhìn vô có thấy hả xôi hay là tôm rồi thấy rõ ràng luôn, thích lắm. Rồi ok ok, tùy kim nha, tiếng kim nha. Rồi còn cái me lào này nè, chị mua mà mình mua sao đó, mình vô sao đó mấy chị, mình chưa có mua me lào mình hốt cái bay đây còn lên nữa nè. Em nói thật mấy chị chứ đó, đây em nhập với chị là một thùng me là tới 60 hũ nha, em nhập là 10 thùng me là 600 hũ me mấy chị để bán tết đó. Mà bây giờ em bán ế còn nhiêu đây nè, bình thường cái này ngoài thị trường bây giờ người ta bán 65 đúng không, em nói thật luôn là em bán 55, giờ em sale cho mấy chị luôn là 49.000 hũ me lào luôn. Thôi mình nói chung là tết em thấy mấy chị hay mua me thái đó, nhưng mà mua me thái về thì nào là trái hư, nào là vỏ, nào là sâu ăn, nào là bị khô, còn cái này là nó đã thành phẩm sẵn hết như vậy rồi. Trong đây nó có tặng kèm cho mình cái gói muối luôn. Cái xong mấy chị á hả, rồi mình lấy ra là mình ăn, lấy ra là ăn không có chua nha, 70% độ ngọt rồi có 30% độ chua thôi ha, chứ không có chua chi mấy chị nha, không có chua chiếc gì đâu, ăn rất là đã luôn. Rồi mấy chị em xe 49.000 đó, em ế nhiêu đó nữa mấy chị mua thì chốt nha. Chị nào chưa lấy me lào mình chốt me lào này giúp em, 49.000 hũ me lào nửa ký, không không có shop nào bán giống em đâu, tại vì ngày hôm nay mấy chị nhìn đi, tủ tiết của nhà em là hết rồi, hết luôn, hết luôn, em xả hết rồi, em ngủ nghỉ luôn chứ còn chi nữa đâu bán. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em nha, chị nào lấy mình chốt lên giúp em giùm em cái. Rồi nhanh nhanh lên mấy chị nha. Rồi em ơi, cái bộ rồi ok, cái bộ thớt á, cái bộ thớt mà ba cái đâu thả, mang qua đây chị sale. Cái này là thớt nhựa mà kháng khuẩn mấy chị, thớt nhựa cao cấp kháng khuẩn nha mấy chị nha. Rồi em sale cho mấy chị luôn nè, mấy chị nghe giá mấy chị ủng hộ luôn. Thớt nhựa, một bộ thớt nhựa ba cái, thớt nhựa cao cấp kháng khuẩn luôn mấy chị. Em sale cho mấy chị này, không mua không bao giờ có cơ hội mua nữa, 80.000 luôn, xả lỗ luôn nha, 80.000. Rồi đèn ngủ mấy chị cứ chốt đi, nói chung là mọi người cứ chốt thoải mái. Rồi chị nào lấy chốt hoặc là thớt nhựa này, nhưng mà thớt nhựa này là thớt nhựa kháng khuẩn nha mấy chị nha. Và combo này là ba cái thớt, thớt dĩ, thớt nhựa, thớt dĩ. Mình về này mấy chị biết không, một cái thớt là mình để mình cắt đồ ăn sống, một cái thớt là mình chỉ cắt đồ ăn chín thôi mấy chị. Đừng có nhiều chị này có mua có một cái thớt à, cái làm cá làm thịt sống mình cũng cắt bằng cái thớt này, xong rồi rửa xong rồi vô cắt thịt chín bằng cái thớt này. Trời ơi như vậy không có ổn mấy chị, như vậy là không bao giờ ổn, em khẳng định luôn. Như vậy là vi khuẩn nó bám từ cái thịt sống này nè, qua thịt chín hết, không có được đâu mấy chị. Nếu nhà có em bé ăn vậy là tào tháo nó ví chắc. Mấy chị này chốt lên giúp em mà thớt nhựa này là có độ kháng khuẩn và rất là xịn luôn. Mấy chị chốt em thớt nhựa nha, em xả mấy chị luôn. Rồi ok, xe cho mấy chị là 80.000 một combo ba cái thớt luôn, ba cái thớt luôn, xả luôn nha. Ngày hôm nay còn cái gì là em xả hết cho mấy chị luôn. Bộ thớt nhựa kháng khuẩn cao cấp xả luôn 80.000. Chị nào lấy mình chốt lên giúp em nha, ba cái thớt xịn sò như vậy này, đủ kích thước luôn mấy chị, thấy đẹp không? Rồi nha, kháng khuẩn luôn nha. Trời ơi, ở đâu mà có cái giá vậy? Rồi không bao giờ có, chị nào lấy chốt lên giúp Hoài nha. Đó là thớt nhựa nha, thớt nhựa 80.000. Đèn ngủ ok, mấy chị chốt thớt nhựa lên đây mấy chị ơi, 80.000 nha. Còn cái gì hồi xả hết mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy thớt nhựa mình chốt lên giúp Hoài là thớt nhựa. Rồi ok ok, ai chốt cũng có hết mấy chị. Ok ok, Tuyền Huỳnh nha. Rồi cái này mấy chị nè, cái này là dầu gội Hà Thủ Ô. Cái này dầu gội Hà Thủ Ô này, chống rụng tóc này,
rồi nắm tóc này, rồi giảm rụng tóc, giảm nóng tóc, rồi kích thích mọc tóc. Nói chung là từ tinh chất lá hà thủ ô nha, kết hợp với bồ kết xả chanh hoa bưởi nha. Hôm nay tại cái live stream này, mấy chị cho Hoàng sale mấy chị giá sốc này, giá 30.000 luôn. Cái này 55.000 chai nha, sale mấy chị 30.000 luôn. Chị nào lấy chốt đơn với Hoàng là dầu gội hà thủ ô, mấy chị chốt Hoàng là gội đi ha, gội hà thủ ô nha, 30.000 luôn. Gội hà thủ ô còn mấy chai thằng Trion mấy chị là 30.000, còn mấy chai Trion mấy chị là 30.000. Chị nào lấy chốt Hoàng là gội thủ ô 30.000 nha, dầu gội hà thủ ô 30.000. Chị nào lấy mình chốt lên với Hoàng mấy chị ơi. Còn cái gì em xả hết cho mấy chị luôn. Bột ngọt nha, bột ngọt Thái Lan, bột ngọt Thái Lan em còn nhiều đó nè, mấy chị đừng kỳ kỳ giúp em nha, bột ngọt Thái Lan em còn nhiều đây nè. Rồi em xem cho mấy chị luôn, giá 43.000 gói bột ngọt luôn, 43.000 gói bột ngọt hàng Thái Lan, bị này là nửa ký. Rồi chị nào lấy gội hà thủ ô mấy chị, em sau khi em live stream em xả như thế này rồi thì mấy chị hơi ghé shop nó cũng không có hàng đâu, mấy chị đặt mua ở đây ghé lấy rồi xong là hết luôn á. Rồi chị nào mình lấy chốt này giúp em là bột ngọt nha, một gói bột ngọt hàng Thái Lan nó tặng kèm một cái muỗng 43.000. Mấy chị ăn bột ngọt Thái mấy chị khỏi sợ hàng giả luôn. Vedan thì cái hộp nó bự quá, mình ăn nước mắm thì nó không tan kịp đúng không. Còn cái Ajinomoto thì em thấy cái hộp nó mịn quá. Còn cái này mấy chị hộp vừa rất là ngon luôn, 43.000 một bị bột ngọt nửa ký. Chị nào lấy chốt em nha, chị nào lấy mình comment lên giúp em là bột ngọt 43.000. Chị nào lấy bột ngọt mấy chị chốt em là bột ngọt nha, 43.000 nha mấy chị nha. Rồi kẹo nè mấy chị nè, kẹo nha, chị nào lấy kẹo thì mình chốt kẹo cho em, kẹo nha. Rồi, mấy chị chấm bài lên đi. Em like xíu nữa là em nghỉ hàng hết rồi. Em like xíu nữa là em nghỉ. Còn 2 bị bánh Finno nè. Rồi 2 bị bánh Finno nè, 2 bị bánh Finno nha. Rồi mấy chị nè, bột ngọt 43.000 mấy chị. Cái bánh này là bánh Finno nha, cái bánh này là bánh Finno. Một gói vậy em xem mấy chị 52.000 luôn. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Còn 2 bị, em nói chung là em cũng không biết, em nhìn thấy trên kệ còn 2 bị thôi chứ em không biết là hả, không biết đó là có ai chốt rồi nhân viên nó chưa soạn hay không, em cũng không biết. Giờ em cứ bấm phiếu trừ hao, người này không được thì người kia được, nói chung là như vậy. Chứ giờ em cũng không biết chị nào được chị nào không nha, tại vì đơn hàng nó ra quá nhiều, mấy chị thấy có 1.000 comment chứ nhiều. Nhưng mà hả, rất là nhiều comment đặt hàng chứ không phải là comment chấm vu vơ như mọi hôm, mấy chị hiểu không? Cho nên là nó rất là nhiều luôn, mấy chị chốt em nha. Bánh này là 55.000, 52.000. Rồi mấy chị nè, cái này là kẹo nha, 50.000 ba gói chốt em. Giờ kẹo chanh ha, kẹo chanh có còn không em ở trong kho á? Kẹo chanh hết trong kho luôn hả? Rồi mấy chị em cũng không biết luôn. Bây giờ thì nói chung là chanh với me lộn xộn ba gói nha. Ba gói em xem cho mấy chị là 50.000, mấy chị chốt em là 3 kẹo 50. Thì khi mà chút nữa em sẽ nói nhân viên nó phối ra cho mấy chị là ba gói, vừa có me vừa có chanh, vừa nói chung là vừa me vừa chanh, ba gói 50.000 em xả luôn. Vừa me vừa chanh mấy chị thấy ế có mấy gói me đó không? Với lại không biết nữa, có một số khách là em thấy chốt kẹo chanh nhưng mà em trừ hao những khách không đủ đơn á, em đẩy qua luôn cho. Rồi ba gói kẹo nha, ba gói kẹo 50.000 thôi. Mua ba gói kẹo Tết nè mấy chị, xài đủ rồi, thiệt sự luôn. Mà vừa ngon vừa chất lượng vừa bổ nữa mấy chị. Chị nào lấy chốt em nha, chị nào lấy chốt đi cho em là ba gói kẹo 50.000, ba gói kẹo 50.000 nha. Bánh thì 52.000 là hình như em còn một hai bị, em cũng chả biết chị nào nữa. Rồi chị nào, nói chung là ai biết đâu, em biết chị mua vô chị mua luôn á. Chị nào chưa có thì mấy chị cứ comment đại đi xíu rồi em chốt đơn cho. Rồi chị nào lấy chốt em nha, chị nào lấy chốt đi giúp em là kẹo. Rồi để em coi thử còn cái gì em xả luôn. Cái tẩy tế bào chết thì mấy chị nè, em còn 6-7 tiếp nha, em xả lỗ mấy chị luôn. Giá 32.000 luôn. Tẩy tế bào chết nha mấy chị, nên nhớ là giá ngày hôm nay sẽ không bao giờ lặp lại lịch sử lần thứ hai. Không bao giờ lặp lại lịch sử lần thứ hai mấy chị. Đây là cái livestream cuối cùng, nên là mấy chị thấy không, tủ kệ nhà em là trống sạch sẽ luôn. Cái livestream cuối cùng vừa bán vừa dọn luôn, sạch sẽ luôn mấy chị. Rồi like Trần là chị của chị á Hoàng. Ô vậy đúng hả chị? Rồi ok chị đó. ok chị Hằng bỏ. Rồi mấy chị chốt lên giúp em là tẩy tế bào chết nha. Tẩy tế bào chết mấy chị ơi, cái này là tẩy tế bào chết giúp em, xịt ra. Ê chị nào chưa tẩy tế bào chết thì mình em bày cho cách dài nè. Rồi là mình đó hả, mình đừng có làm ướt người nha. Mình vô nhà tắm á mấy chị, mình đổ ra một ít, mình massage lên mặt, tẩy tế bào chết nó đẩy ra, rồi massage lên da. Nó ha, Tết là mình tẩy tế bào chết đi, sướng lắm mấy chị. 32.000 chị nào lấy chốt em là tẩy tế bào chết nha. Hai hộp me có rồi Ngọc Vy ơi, 49.000 hũ me luôn, chị Hoàng xả luôn. Rồi chị nào lấy mình chốt lên giúp em tẩy tế bào chết nha. Tẩy tế bào chết mấy chị 32.000.
Rồi em nói là chị nào chưa mua thì mình mua những ngày cuối năm á mấy chị, mình lau dọn nhà cửa, mình làm công việc mồ hôi mà nó ra nhiều quá là tế bào chết nó cũng chết nhiều đúng không? Mà em nói thật luôn á, mình mà không có tẩy tế bào chết á mấy chị, người mình nó cứ sần sần xù xù kiểu gì á, chị nào chưa tẩy mình tẩy thử mà coi. Rồi em nói tẩy xong nó rất là sướng mấy chị, cảm giác như người mình nó nhẹ đi 1-2 kg luôn á, đã ghê lắm, da nó mịn luôn mấy chị, rờ lên mấy chị nghe cái da kiểu như nó có độ bóng mượt luôn, em nói thiệt luôn. Hồi đó em hay lúa lắm, em chưa bao giờ xài, giờ em xài rồi là mỗi tuần em xài là tuần 2 lần mấy chị. Chốt lại giúp em nha, tẩy tế bào chết 32.000 luôn. Tẩy tế bào chết 32.000 mấy chị, chốt đơn lên giúp em. Rồi chị nào lấy tẩy tế bào chết mấy chị chốt em là tẩy tế bào chết 32.000. Rồi tẩy tế bào chết 32.000 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy comment lên giúp em, bán lỗ muốn chết, bán lỗ xỉu luôn. Rồi em bán đại bán thí luôn, rồi nghỉ khỏe luôn. Em ơi, cái hộp viên giặt đây, cái hộp viên giặt nó còn 3 món hộp đó. Cái viên giặt Hàn Quốc mấy chị nè, chị nào mê thì xài nha. Rồi cái hộp viên giặt ở dưới kìa em kìa, cái kìa, cái kìa chị nhìn thấy kìa, còn mấy hũ đó đưa đây chị xe cho khách, rồi em xe cho mấy chị lỗ luôn. 24.000 hũ viên giặt luôn, một hộp viên giặt là 30 viên giặt. Cái này là viên giặt Hàn Quốc nha mấy chị nha, cái này là viên giặt xả Hàn Quốc, mùi là siêu thơm luôn, mùi là siêu thơm. Một viên thôi là giặt được một cái thao đồ chà bá lửa luôn, một viên là giặt được một cái thao đồ chà bá lửa. Trong đây là 30 viên giặt nha mấy chị nha, 30 viên giặt. Mấy chị đặt hàng, mấy chị cứ cho khách mới là đặt hàng cho số điện thoại, khách cũ mấy chị cứ đặt hàng, khách mới đặt hàng cho số điện thoại, thế là xong mấy chị nha. Không cần em đọc tên, tại vì hôm nay nó quá nhiều, em mà đọc thời gian mua mà em tư vấn, em đang tranh thủ xả nhanh mà mấy chị, còn làm đơn kịp đi, nếu như chậm trễ một xíu là không có kịp đi hàng cho mấy chị khách tỉnh đâu ha. Mấy chị khách tỉnh là bây giờ mấy chị thấy rồi đó, bây giờ là Tết sát đích rồi, em phải tranh thủ, tại vì like xong mình còn xuống mình làm đơn nữa mà, làm đơn hỏa tốc luôn, chứ nếu như chậm chạp một xíu là bưu cục nó hết nhận đơn là coi như xong phim mấy chị ha. Và để đảm bảo cái lượng hàng này phát trước Tết mấy chị là em phải chốt hết trong ngày nay và sáng mai, tất cả các đơn hàng là vào trưa mai là phải đi sạch cho mấy chị hết á, mấy chị mới nhận được trước Tết. Rồi chị nào lấy chốt em là viên giặt nha, sale mấy chị luôn. 24.000 bộ son hả? Rồi ok chị Hoàng Huy 4 hộp. Chị Hằng bỏ rồi, chị nào lấy chốt lên giúp em nha. Khách mới là mình cứ đặt hàng cho số điện thoại là được, còn khách cũ là mấy chị cứ đặt hàng và đặt hàng. Nhân viên em tự động dồn cho. Rồi em ơi, cái bộ son đùi á, mà cái bộ son mà ba đáy hàng hấp bi cúc á. Cái hàng đó là rất là xịn luôn mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em nha. Hộp viên giặt còn có mấy hộp thôi, hình như còn 2-3 hộp nữa mấy chị. Sale luôn cho mấy chị là 24.000 một hũ, 30 viên. Mấy chị giặt thử bằng tay coi, thơm ơi là thơm luôn. Bọt nhiều lắm, xài thích lắm. Ê, cái này là của Hàn Quốc, cái này là của Hàn Quốc mấy chị ơi. Mấy chị xài xong mấy chị mê mê luôn, em nói thiệt, thích lắm. Rất là thích luôn, cái này 35.000 á, giờ em xả với chị 24.000 luôn. Thích thì nhích thôi mấy chị, thích thì nhích, ngày hôm nay là cái gì cũng xả hết, vui là xả hết luôn. Rồi, bây giờ mấy chị đợi em xíu, em coi thử còn cái chi nữa em xả mấy chị nha. Rồi em ơi, cho chị cái dung dịch vệ sinh Hana màu hồng đi. Dung dịch vệ sinh Hana màu hồng nha mấy chị nha. Rồi em còn 3-4 chai nữa mấy chị nè, 3-4 chai nha, với lại một số khách không đủ đơn. Thành ra là em cứ bấm phiếu ngẫu nhiên hết, tại vì trừ hao một số chị không đại đủ đơn thì em đẩy qua những chị đang mua và đủ đơn. Rồi cái dung dịch vệ sinh Hana màu hồng nè mấy chị nè, em xem mấy chị luôn, 50.000 chai luôn, 50.000 một chai. Còn hiện tại còn ở kho là 3-4 chai, nhưng mà em trừ hao cho những khách không đủ đơn luôn. Rồi dung dịch Hana mấy chị 50.000. Dung dịch vệ sinh Hana màu hồng 50.000. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em nha. Rồi dung dịch vệ sinh Hana nha. Cái nào em cũng lai nhanh lai lẹ. Ôi ôi, cái bộ nồi này là 3 đáy. Dung dịch Thái hết rồi em. Cái bộ nồi này 3 đáy, cho chị mượn cái kéo miếng đen. Cái bộ nồi này là của hãng Cúc Green nha mấy chị nha. Hàng rất là xịn luôn, 50.000. Một chai dung dịch vệ sinh Hana giá 50.000 luôn mấy chị. Hộp viên giặt ok. Mấy chị nè ok mấy chị nha. Rồi dung dịch Hana mấy chị 50.000 luôn. Em bấm trừ hao hết cho tất cả các chị, em cũng chả biết cái chị mua vô chị mua luôn. Bấm thí bấm lụi đó chứ. Rồi mấy chị ok. Rồi mấy chị em không đọc tên nhưng mà đây mấy chị nè, cái bộ nồi này là 5 đáy. Bộ nồi là 5 đáy nha, y như trên hình luôn. Em xem cho mấy chị là 540.000 một bộ nồi. Rồi nó nặng lắm, nó nặng lắm, bưng ra không được luôn nè. Bưng ra không được, còn 2-3 bộ thôi nha, bưng ra không được. Nặng lắm, bưng ra không có nổi luôn mấy chị. Nói chung là đây mấy chị nè, bộ nồi nha, 3 đáy. Cái này như chị Bình là chị mua mấy bộ rồi chị biết, một cái nồi như vậy nè rất là nặng luôn, tại vì nó là hàng nồi tới 5 đáy luôn mấy chị biết không, hàng rất là xịn luôn. Em nói thật á mấy chị biết, nồi son nó mắc, nó hơn nhau là ở cái điểm nào em đố mấy chị,
nồi á mà càng xịn á là nó càng nặng. Và đặc biệt là mình nấu ăn á, đồ ăn mình nó ngon. Một phần nha, một phần là nó rất an toàn, bởi vì những cái kim loại này không bao giờ nó bị phân hủy dưới cái nhiệt độ cao được hết. Còn những cái nồi dởm thì sao? Nấu thì mình cũng vẫn nấu được với chị, nhưng mấy chị không hiểu rằng là đằng sau xa khi mình nấu ở nhiệt độ cao á, nó sẽ ra cái hợp kim này nè, nó sẽ phân hủy ra trong cái thức ăn của mình á, lâu ngày nó tích tụ dần, mấy chị không hiểu rồi. Em tìm hiểu rồi em mới nói, thà rằng mình mua một bộ nồi rất xịn mình nấu ăn còn hơn là mình mua hàng chục cái nồi mà không có cái nồi nào ra cái nồi nào hết. Mấy chị cho chốt lại giúp em nha, một bộ nồi, cái nồi bự nhất là cái nồi này, nó rất là nặng luôn, nó nặng lắm. Em nói thiệt luôn á, mấy chị nhận hàng xong mấy chị không thấy hài lòng em cho mấy chị trả lại luôn. Đây, mấy chị cứ lên mạng mấy chị gõ đúng cái thương hiệu này giúp em nha. Bộ nồi năm đáy nha mấy chị nha. Mấy chị lên mạng mấy chị gõ ra mấy chị tìm hiểu đi. Rồi đây, hàng đây nè, hộp full như vậy nè mấy chị nè, đúng chuẩn này nha. Rồi, 540 bộ mà có hai ba cái này dùng, cái này trộn kho mấy bộ nhớ để cho chị một bộ nha. Cái này chị đem lên nhà trai một bộ, cái bộ này rất là xong hả? Còn 4 bộ ha, rồi ok, chốt một bộ nồi Lan Hương, một bộ nồi chị Sang Trương. Còn một bộ nữa thôi mấy chị, còn em chiều một bộ em đem lên nhà mới em xài. Rồi em chỉ chốt được thêm cho một chị nữa thôi, 540 ngàn. Quá rẻ mấy chị thấy vậy thôi chứ rất là rẻ luôn. Em nói thiệt luôn, ở trong đây là nó chia vạch ra nè, nó chia vạch ra luôn nè. Rồi ok, chị Hằng bỏ nữa là hết mấy chị, hết nha. Hết là còn bộ nồi là em để em xài. Còn bộ nồi là em để em xài chứ đâu có đâu. Rồi mấy chị, nó nặng muốn điên luôn, nó nặng muốn xỉu luôn á mấy chị ơi, nó nặng muốn chết luôn á. Rồi bây giờ để coi thử coi, bộ nồi hết rồi mấy chị, còn có bộ nồi nhưng mà em để em xài, em xài chứ mấy chị em bán hết rồi, em lúc này em cũng ưu tiên khách á, mà năm nay em khô rồi, em ưu tiên khách được đâu. Mấy chị em ưu tiên khách rồi lấy chi em xài, em chết luôn. Em có bộ nồi không? Ok, like thương có thì thôi. Rồi cái xà phòng vẹt rồi mấy chị nè, bây giờ em mới chơi lớn cho mấy chị luôn, cái xà phòng vẹt nha. Cái xà phòng vẹt này mấy chị em bán đó giờ đúng không, mà quên đăng bài mà cũng không có live stream luôn, chắc 2 tháng rồi em quên mất cái thằng này luôn. Rồi mấy chị, xà phòng vẹt nha, rồi em sale cho mấy chị luôn, 19.200 cục xà phòng vẹt, 19.200 cục xà phòng vẹt, mấy chị chốt lên giúp em nha, 19.200 cục xà phòng vẹt. Trời ơi, em nói thì các chị nào chưa biết cái hàng xà phòng vẹt này nha mấy chị, mấy chị mua thử mấy chị nghe thử coi, hay ghê lắm. Nó thơm mà nhiều chị mua về bỏ tủ quần áo không có dám tắm, tiết kiệm không dám tắm. Đây là xà bông tắm mấy chị nha, mà nó thơm còn hơn là cái túi thơm nữa. Em nói thiệt, đây 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 nè, cái xà phòng vẹt này mấy chị nè, thơm còn hơn cái túi thơm nữa. Tắm xong rồi da nó thơm ghê lắm. Rồi chị nào lấy chốt em, 2 xà phòng 19 ngàn, 2 xà phòng 19 ngàn, em xả luôn. 2 lóc ok, chị Hoàng Huy, như chị Hoàng Huy này chị biết nè. Rồi mấy chị nè, chị nào lấy chốt em nha, 1 lóc đúng không, 19 rồi, 1 lóc em xe cho mấy chị là 55 ngàn luôn. 1 lóc 55 ngàn, 2 xà phòng, 2 xà phòng như chị Hoàng Huy chỉ xài là chị biết rồi. Nhiều khách nhà em xài biết rồi mấy chị, em khỏi cần tư vấn nữa đi. Nồi gì về Hoàng chơi hứa, dạ em bị hết rồi chị, cái nồi đã bị hết rồi, còn sót kho có 1-2 bộ, chị nào hỏi thì em đưa ra thôi chứ hết hết mấy chị. Rồi xà phòng vẹt là 2 cục thì 19 ngàn, 1 lóc thì 55 ngàn, 1 lóc là 6 cục 55 ngàn. Như chị Hoàng Huy chỉ mua lần 4-5 lóc luôn á chứ, bây giờ chỉ mua vậy chứ hồi đó chỉ mua lần 4-5 lóc luôn, thơm ơi là thơm luôn. Để dành tắm từ 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 từ. Rồi mấy chị nè, thôi thôi. Rồi bây giờ nè, em ơi, còn cái túi thơm á để phòng tắm, để nhà đò đâu em, túi thơm Thái Lan á, em ơi chị xe cho khách luôn. Em có cái chị em bán hết cho mấy chị luôn rồi, em nghĩ luôn. Cái giấy lao đa năng ok ok ok, chị Nguyệt Cương Trương. Rồi ok ok, Hà Mười Út nha. Chị nào muốn lấy 2 cục thì 19 ngàn, 4 cục thì lên lên. Mấy chị coi cái tủ em bán sạch trơn luôn, em nghĩ luôn. Cái này là cuộn giấy lao đa năng nha, cái này mình còn ít chạy. Cái cuộn giấy lao đa năng, cái này Tết mình sử dụng ok lắm mấy chị, và mình có thể tái sử dụng lại được giúp em nha. Cái giấy này mình có thể dùng dưới nước và tái sử dụng lại được giúp em nha. Trời ơi, cái cuộn giấy lao đa năng này, em xem mấy chị nè, mấy chị ơi, em xem luôn nha. Rồi, 20.000 cuộn luôn, 20.000 cuộn luôn mấy chị, 20.000 cuộn luôn. Đây, giấy lao đa năng nha. Đây nè, đồ ăn, đồ uống đúng không? Lao xong nó sạch bóng luôn mà, giặt dưới nước được, tái sử dụng được luôn. Lao bếp, nói chung là giấy này mấy chị nè, mình để mình lao bếp ga, lao tủ kính, nói chung là lao xong mình dục luôn cũng được, thậm chí là mình tái sử dụng lại. Xong rồi 1-2 lần thôi mình dục luôn cũng được. Siêu sạch luôn, một cuộn nó rất là nhiều luôn. Cái này về mấy chị lao mấy cái kính nhà mình, nó có mấy cái kính cửa sổ này, kính nè. Nói chung là những cái tủ kính chén nè, rồi nói chung là bếp ga nè. Rồi mấy chị bàn ông thờ, ông địa, Bồ Tát gì đó, mình lao tới đâu là dục luôn cái này luôn. Mà mình cũng có thể tái sử dụng được, nhưng nó rất là ngon luôn, rất là xịn luôn. Đây là giấy lao đa năng này em xả mấy chị luôn. Rồi để em hết luôn á.
Rồi ok 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 mấy chị nha. Giấy lau em bán 20.000 cũng lắm. Bình thường em bán 25. 25 cũng chỉ lời được có chưa được 1.000 đâu mấy chị ơi. Ba cái đồ quỷ này em lời ít lắm. Cái này em để dành em đem ở nhà tre em chùi nè. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em nha. Giấy lau đa năng nha. Rồi em sale mấy chị 20.000 luôn. Giấy lau đa năng sale 20.000 luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào mua cái gì chốt nhanh nha. Kết thúc hôm nay là em chốt hết đơn rồi em đi hàng rồi em nghỉ luôn á. Đây là em xả hết luôn mấy chị ơi. Em xả hết luôn. Rồi mấy chị em xả hết luôn. Cái này nè mấy chị nè. Cái này nè mấy chị, cái này là túi thơm. Cái này là túi thơm của Thái Lan. Cái này là túi thơm của Thái Lan mấy chị nè. Mấy chị đây nè, túi thơm này có cái sợi dây đây mấy chị. Cái mình treo ở trong nhà tắm, mình treo ở trong nhà vệ sinh trời. Mấy chị em nói láo mấy chị em làm con gì luôn chứ em phải làm con người đâu nha. Túi thơm này rất thơm luôn mấy chị. Thơm ơi là thơm luôn mấy chị, thơm không chịu được luôn mấy chị nè. Rồi mấy chị, em không đọc tên, tất cả các chị chốt đều có hàng hết, em không đọc tên mấy chị nha. Rồi túi thơm này em xem mấy chị là 35.000 hai túi. Cái này em bán bình thường là 25.000 một cái túi thơm nha. Giờ em sale cho mấy chị luôn 35.000 hai túi thơm. Mấy chị để ở nhà vệ sinh nha, để ở tủ quần áo nha, mấy chị để ở xe ô tô nha, mấy chị để ở phòng khách mùi thơm ngào ngạt luôn. Đây là những hạt tinh dầu thơm nó ở trong đây mấy chị. Đây là những hạt tinh dầu thơm nó ở trong đây. Em bao cho mấy chị là thơm ơi là thơm luôn, thơm dễ thương lắm. Rồi chị nào lấy chốt này giúp em, tất cả các chị em đều không đọc nha. Tại vì bây giờ nhiều chị chốt quá em đã đọc xong đọc nổi. Em không có đọc mấy chị nhưng mà tất cả các chị đặt hàng là đều có hàng hết. Chị nào lấy túi thơm chốt lên giúp em là túi thơm nha. Chị nào lấy túi thơm comment lên giúp em là túi thơm hàng Thái Lan nha. Em bán xả nghỉ luôn. Chị nào lấy chốt này giúp em là túi thơm nha. Em đang lo nhoi nhoi thử là nhà em còn cái hàng gì. Em ơi, cho chị cái ống đựng đũa muỗng inox đi. Em xả cho mấy chị cái ống đựng đũa muỗng bằng inox nè mấy chị nè. Chị nào lấy chốt này giúp em là túi thơm nữa đây mấy chị nè. Cái này nhà chị nào cũng mua Tết rồi mình sẽ mua. Mua xong rồi mình để ở nhà tắm, nhà vệ sinh. Nói chung là mình muốn để ở đâu không gian nhà mình là mình mấy chị để nha. Rồi mấy chị chốt này giúp Hoàng đi. Cái này mấy chị đặt hàng đi chứ cái này sợ chốt còn một chút nữa không có đủ hàng chia. Cái này là ống đựng đũa muỗng mà bằng inox mấy chị. Cái này là ống đựng đũa muỗng mà bằng inox nha. Rồi Hoàng sale cho mấy chị luôn. Mấy chị 35.000 một ống đựng đũa muỗng bằng inox nha. Bằng inox giúp Hoàng mấy chị, không phải là nhôm, cũng không phải là nhựa như ngoài thị trường đâu mấy chị ơi. Rồi tri ân cho mấy chị nè. Chỉ là 35.000 thôi mấy chị chốt Hoàng là ống đũa 35 bằng inox nha. Mà mình để cố định đây nè, mình để chỗ bàn ăn luôn cũng được. Mình để cái chỗ bàn ăn luôn cũng được mấy chị, để ngay chỗ bếp mình để ba cái muỗng dài, cái đũa dài, cái môi, cái vá gì cũng được ha. Rồi mấy chị chốt này giúp Hoàng nha. Rồi ống nha, ống được đũa, ống đũa 35, ống đũa 35. Hết đây solder có còn không em? Hết đây solder á. Rồi chị nào lấy chốt này giúp Hoàng rồi hết. Hết đen solder hết rồi mấy chị ơi, hết đen solder hết rồi, bây giờ Hoàng có clear mấy chị. 35.000 mấy chị, ống đựng đũa này 35. Ống đựng đũa này em sale 35 nha. Hàng này là 45.000, giờ em xả mấy chị 35, 35 nha chị băng tâm ơi, không phải 25 mấy chị nha. 35.000. 35.000 nha mấy chị nha. Clear bạc hà đó, mình còn cái chai nào không mấy chị ơi? Còn cái chai nào không? Còn mấy chai bạc hà đó thôi luôn hả? Còn 4 chai bạc hà hả? Rồi xả luôn mấy chị nào lấy ống đũa, mấy chị chốt ống đũa nha. Mấy chị mua các inox là mấy chị biết làm sao. Inox nó có cái sướng là không bao giờ nó bị rỉ sét và ra ten. Nó không phải là bằng sắt. Ví dụ như bình thường mấy cái kia mấy chị mua thật ra nó bằng sắt thôi, nó phủ có lớp sơn ở ngoài thôi. Khi mà mấy chị rửa chén, rửa dao lâu ngày nó ra nước là nó sẽ bị rét ở trong đây. Còn cái này của mình là bằng inox mấy chị. Cái này là bằng inox, nó khác mấy chị ơi. Rồi, dạ không chị Ngọc Huyền ơi, ống đũa ok ok. Rồi mấy chị nè, cái này là clear bạc hà, còn 4 chai xe mấy chị 75.000 luôn. Cái hàng này 89.000 đó. Sale mấy chị 75.000 clear bạc hà nha mấy chị, chốt hàng là 75.000, còn có 4 chai thôi nha. Cái này có số lượng rõ ràng luôn, còn đúng 4 chai. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Cái này mấy chị lấy chốt hàng là clear bạc hà 75.000. Clear bạc hà 75.000 mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng. Ờ cái gì về sữa tắm hả? Sữa tắm còn cái loại mô không em? Còn cái loại mô ngoài kho mình không mang hết vô đây cho chị xả. Còn một hai loại gì đó mấy chị, còn một hai loại có cái gì em xả cái đó hết cho mấy chị nha. Chị nào lấy clear mình chốt đi giúp em. Clear bạc hà 75.000 chốt đơn. Clear bạc hà là 75.000 nha. Clear bạc hà ok 75.000. Đó, clear bạc hà là chị nào bị gầu là mình xài quá ok luôn. Cuộn giấy đa năng ok cho cô Loan 20.000 luôn. Chị nào mà bị gầu là mình xài quá ok cho cái sản phẩm này luôn mấy chị. Quá là ok luôn chứ không phải là ok nha. Chị nào lấy mình chốt lên giúp Hoàng nha. Rồi chị nào lấy comment lên giúp Hoàng. Rồi cái đó là clear bạc hà nha. Clear hồng này nè là clear từ hoa anh đào, sale mấy chị 75.000 luôn. Sale mấy chị 75.000 còn 2 chai. Clear hồng là clear
hoa anh đào cho nữ. Nó có cái thành phần dưỡng tóc trong đây, xem mấy chị 75 ngàn luôn. Chị nào lấy chốt đi chú Hoàng. Dạ rồi, ok cô ơi, chị nào lấy chốt đi chú Hoàng nha. Còn cái này là clear tím, còn đúng một chai clear này là dưỡng tóc luôn, 75 ngàn. Rồi cái sữa tắm này còn mấy chai vậy? Còn một chai sữa tắm này hả? Sữa tắm này xem mấy chị này, ống đũa có rồi. Rồi bạc hà ok cho chị Hiền Nguyễn rồi, ok ok. Rồi ok, bột giấy đa năng chị Tâm Huỳnh ok. Rồi mấy chị này, cái này là sữa tắm Dubai nha, hàng bán 49 ngàn đúng không? Giờ còn chai xem mấy chị luôn, 35. 35 ngàn, mấy chị chốt hoàng là sữa tắm vàng 35, tại vì còn có một chai à. Sữa tắm vàng 35 ngàn, mấy chị chốt đơn đây. Sữa tắm này từ tinh chất Dubai nha. Rồi tinh chất Dubai. Sữa tắm ok cho chị Mỹ Linh Phan này, Mỹ Linh Phan sữa tắm vàng này. Nè em ơi, cái này em bỏ phiếu cho chị Mỹ Linh Phan trước chứ, tại có một chai chỉ hờ men sữa tắm này chút nữa nó bị lộn á. Mấy chị nè, cái sữa tắm con né này còn mấy chai thả? Cái đó mấy chị, sữa tắm con né này là của khách không đủ. Còn 5 chai mấy chị, em sale mấy chị giá sốc luôn 40 ngàn. Mấy chị chốt em là con né 40 nha, con né 40 còn đúng 5 chai thôi. Con né 40 ngàn, chốt đơn vậy rồi. Ok chị Hiền Nguyễn, chị Bình chưa tới lấy đồ nên em sẽ dồn cho. Em dồn chắc nhiều chị Bình ghé lấy á. Chị nào lấy mình chốt lên giúp em là con né. Cái này là sữa tắm của thương hiệu của công ty con né luôn mấy chị này. Nó bổ bung sung vitamin C luôn, con né nha. Rồi 40 ngàn còn đúng 5 chai. Chị nào lấy chốt em là sữa tắm con né nha. Mấy chị nhớ ghi con né, ghi con né giúp em xả 40 ngàn luôn mấy chị nha. Chứ mấy chị không ghi vô là chút nữa mấy đứa nó không biết soạn cái mẫu chi luôn á. Nó tại vì còn một hai loại sữa tắm. Rồi ok em xả tùm lum tà la hết mấy chị. Nên là mấy chị nhớ comment cái tên của sản phẩm vô giúp em. Cái phiếu in nhiều quá mấy đứa nó không biết đường mà soạn luôn. Rồi chị nào lấy chốt em là sữa tắm con né nha. Rồi mấy chị ra 40 ngàn luôn. Sữa tắm con né 40 ngàn luôn. Sữa tắm hoa hồng mấy chị nè. Sữa tắm hoa hồng này em xem mấy chị 45 ngàn luôn. Sữa tắm hoa hồng 45 ngàn. Con né là bị hết rồi mấy chị. Cái này hoa hồng nè, sweet hoa hồng. Chị nào lấy chốt em là sữa tắm hoa hồng xả 45 hàng luôn. Cái hàng này là 100 bao nhiêu ta? Cái này hình như là 120 ngàn hay mấy đó. Rồi xe cho mấy chị luôn. Ống đũa ok cho bà Hoàng Lê. Ống đũa bà Hoàng Lê. Cái chai nước lau sàn á, mình còn mấy chai mang qua đây cho chị xả cho khách đi. Rồi mấy chị ơi, em xả hết rồi em sẽ nghỉ nha. Em cố gắng like thêm một xíu 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 nữa. Chị nào cần cái gì thì còn, không cần cái gì em cũng xả theo cái yêu cầu của em, xem nghỉ luôn. Chị nào lấy chốt em là sữa tắm hoa hồng thơm như một đóa hồng luôn mấy chị. Chị nào biết hoa hồng rồi, nhắc đến sữa tắm hoa hồng là nó thơm vô đối luôn. Cái này còn 4-5 chai gì đó. Chị nào lấy chốt em là sữa tắm hoa hồng nha, hoặc là sữa tắm 45. Cái này em xem mấy chị 45 ngàn. Em nhập vô 49 ngàn, em xả mấy chị 45 ngàn. Trời ơi, lỗ muốn chết luôn mà. Cái chai bự khổng lồ luôn mấy chị. Cái chai này đến 1.200ml luôn. Mà đát thì tới năm 2024 mấy chị. Đến với em Hoàng là mấy chị đừng có sợ đát gì hết. Trời ơi, em không bao giờ bán cho mấy chị cái hàng cận đát nha. Mắc in Thái Lan này, đát này mấy chị nè. Ha, em bán cái 3 năm sau em còn chưa hết đát nữa. Nhưng mà cái like cuối cùng là em tri ân mấy chị ha, cái like tri cuối cùng. Rồi ok cho chị Vân Trường ok like chút ok. Dương Phương khách mới là mấy chị nhớ cho em số điện thoại địa chỉ mới có đơn nha. Mấy chị không cho là không có đơn đâu. Rồi mấy chị không cho số điện thoại địa chỉ là không có đơn. Cái này lao sàn của Thái em xem mấy chị luôn nè. 32.000 chai nha. 32.000 chai lau sàn. Em nhập vô 34.000 rồi mấy chị. Xem mấy chị 32.000 một chai lau sàn 4K hàng của Thái Lan. Siêu đậm đặc và siêu thơm luôn mấy chị. Không tin mấy chị mua thử chai về mấy chị xài, mấy chị ghiền luôn. Sang năm tự động mấy chị hỏi mấy chị mua. Như khách nhà em là không bao giờ chị có sữa tắm không? Dạ có hay sao chị ạ? Rồi mấy chị, bây giờ là do là cái like cuối cùng nên em sẽ bóng phiếu ngẫu nhiên luôn. Em cũng không biết chị nào đủ đơn thì đi hàng, chị nào không đủ đơn em sẽ bát qua cho người khác. Cho nên là tất cả các phiếu hàng đều được in ra hết á. Tất cả các phiếu để in ra hết. Rồi mấy chị chốt lên giúp em là lau sàn 32, lau sàn 32, lau sàn 32 ngàn thôi. Còn mười mấy chai nữa em xả luôn để nghỉ Tết luôn. Lau sàn 32 ngàn mấy chị. Hàng Thái Lan siêu thơm luôn. Siêu thơm và siêu đậm đặc đuổi côn trùng luôn. Giá hủy diệt luôn, ngày hôm nay là gọi là giá điên giá khùng luôn mấy chị. Không bao giờ có một ngày nào nữa. Áo ngực bây giờ mấy chị này, áo ngực bây giờ hàng xả luôn. Mang áo ngực qua đây giúp chị em, cho chị mấy cái thôi. Thuốc khớp chưa em, thuốc khớp về chị sẽ báo em lấy sao ha. Thuốc khớp về chị sẽ báo lấy sao. Chị đang tranh thủ chốt cho khách ship trước đã. Còn khách ghé thì mình vẫn còn bán thêm mấy ngày nữa, 1-2 ngày nữa, nên mấy chị cứ yên tâm. Bây giờ là sẽ tổng hợp chốt cho khách ship tỉnh trước mấy chị. Tại vì khách ship tỉnh là bưu cục nó hết nhận hàng. Còn các chị trong tỉnh Bình Thuận và các chị khách ghé thì mình từ từ Hoàng sẽ còn hàng tiếp cho mấy chị. Không có hết đâu, chưa hết. Rồi hàng sao hết được, nhập cả mấy tỷ bạc bán sao hết được mấy chị. Còn lâu mới hết, còn lâu mới hết nha. Rồi chị nó lấy chốt lên với Hoàng là lâu sàn
32.000 sale luôn cho mấy chị này. Có những mặt hàng là mình cần sale bớt, có những mặt hàng là mình cần sale bớt mấy chị. Rồi, chị nào lấy chốt này giúp Hoàng nha. Lau sàn 32.000. 32.000 nha. Em nói thật, còn gì em tri ân hết mấy chị nghĩ luôn. Rồi, cái này áo ngực nè mấy chị này. Hoàng nói thật là áo ngực là chị nào mua rồi, chị nào ghé shop mua và lựa là mấy chị biết rồi. Bây giờ áo ngực mấy chị nè, em sẽ xả lỗ cho mấy chị luôn. 80.000 ba cái áo ngực, chốt size đừng chốt màu. Size 34, size 36, size 38. Đừng chốt màu và không chốt mẫu luôn nha. Em xả lỗ 80.000. 80.000 ba cái áo ngực xả lỗ luôn mấy chị nha. Mấy chị nhớ là đừng chốt màu cũng không chốt mẫu được. Mẫu với màu thì nó chỉ có lanh quanh lãnh quẩn như vậy thôi nè. Nhân viên nó đã phân thêm một bao một size rồi. Cho nên là em chỉ có thể cái áo ngực này em đang mang luôn mấy chị nè. Áo ngực này nè, Hoàng đang mang ở trong người luôn á. Hoàng đang mang luôn mấy chị nè. Đó, áo ngực này Hoàng đang bán mà cũng đang mang luôn á. Đang bán và đang mang trong người luôn nè. Rồi đây nè, mấy cha ơi. Rồi lau sàn ok chị Hạnh Tuyết, ok. Rồi mấy chị chốt Hoàng là áo ngực. Ba cái áo ngực là 80.000. Hàng này là hàng Thái, rất là ok luôn nha. Rất là ok luôn mấy chị nha, áo ngực nha. Chị có thể lựa cho mấy chị cái size thôi chứ lựa màu mà bây giờ like biết khi nào cho xong. Rồi size 34, size 36, size 38 chốt đơn, cuối năm xả hết cho mấy chị luôn. Rồi ok chị Thu Trương. Bây giờ thời gian nó không có mà mấy chị kêu lựa từng cái nữa thì chết, thành ra là bán lỗ cho nhanh đó. Ha. Sale cho mấy chị luôn, ok, toàn bộ là có mút hết mấy chị. Đa số là có mút hết á, không có cái nào không mút. Không có cái nào không mút hết. Rồi, ba áo ngực là 80.000 mấy chị chốt đơn đi giúp em nha. Ba áo ngực là 80.000 mấy chị chốt đơn đi giúp em. Ba áo ngực là 80 nha. Ba áo ngực 80.000. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em. Đây. Rồi chị có thể lựa size cho mấy chị thôi, size 36, size 38, size 34. Chứ còn bây giờ mà lựa đã xả lỗ rồi, lựa muốn chết luôn á. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em áo ngực kèm size đi. Rồi bây giờ để em coi thử còn cái gì em sale lỗ cho mấy chị luôn, cho cứ hết mẹ nó luôn đi. Nghĩ khỏe đâu mấy chị. Chắc thịt bưởi nè mấy chị nè, em còn khoảng 8 chai. Cái này là của khách sĩ nó dặn mà nó lâu lấy của em bán cha nó luôn đi. Rồi ok cho chị băng tâm. Ok chị Yến Thanh. Rồi 40 size 40 thì cũng có, size 38 là bự nhất rồi. Rồi mấy chị nè, cái này là tinh dầu mập tóc của bưởi nè. Giá bán của công ty mấy chị thấy không? Giá niêm yết của công ty 120.000 nè. Ha. Rồi, Hoàng cái này là Hoàng bị bơm. Hoàng bị bơm về 10 chai. Bán lấy lọc cho xã xui luôn. 20.000 chai. Mấy chị chốt Hoàng là xịt bưởi 20.000 chai. Cái này để làm gì mấy chị? Xịt mọc tóc. Mọc tóc nè, giảm rụng tóc nè. Nói chung là mình gội đầu khô sạch sẽ đúng không? Xịt ra cái tay xong mình tung lên. Mình xịt ra cái tay xong rồi mình tung lên ha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là xịt bưởi 20.000. Giá 120 bán 20.000. Giá 120 bán 20.000. Muốn chết luôn. Rồi ok. Dạ. Rồi xịt bưởi giá 120 bán 20.000. Bị bơm, hàng bơm. Bơm mấy chị ơi, bơm là em bán luôn à. Bơm là giá nào cũng bán, giá niêm yết của công ty mấy chị thấy đó chứ em đâu có nói láo gì đâu. Rồi, cái em bán luôn. Em ghét quá em bán luôn. Rồi hễ mà ai bơm cái em bán. Ai mà bơm cái em bán rẻ luôn cho hết luôn. Hễ mình mấy chị đừng bơm nha. Bơm cái là em bị thúi quắc, cái em bán xả lỗ luôn. Hễ ai bơm cái em bán xả lỗ, xả xui. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em nha. Rồi, cái tan mỡ này nè. Chế độ ghê mấy chị ơi. Cái tan mỡ mấy chị chốt đi giúp em. Rồi tan mỡ chốt lên giúp em nha. Nước hoa vùng kính mấy chị ơi. Nước hoa vùng kính luôn. Rồi tiếp tục cho em nè mấy chị nè. Rồi xịt bưởi nha, có ít thôi, có bơm 10 chai mà mấy chị chốt ra mấy chục chai luôn. Rồi cái này là tan mỡ. Cái này là tan mỡ cao nóng lá rừng mấy chị. Rồi, cao nóng lá rừng nha. Rồi còn này mấy chị nè, cái này là xót kho. Xót kho nha. Đây cao nóng lá rừng nè mấy chị nè. Cao nóng lá rừng, trời ơi, thoa tới đâu là nó nóng tới đó mấy chị nha. Thoa tới đâu là nó nóng hổi, nóng rang tới đó nha mấy chị nha. Thoa bụng này, massage này. Đó, ăn xong rồi thoa bụng massage nha. Trời ơi, cái gì em mở ra mạnh quá, nó bị đem ra xíu rồi. Rồi, chị nào lấy chốt với em là tan mỡ nha. Xe mấy chị 30.000 luôn. Tan mỡ xe mấy chị 30.000 luôn. Còn 6-7 hũ cuối cùng em xe mấy chị luôn. 30.000 hũ tan mỡ. Chị nào lấy tan mỡ chốt em là tan mỡ 30.000 nha. Rồi còn mấy hũ em xả rẻ mấy chị 30.000 luôn, đã hết lô luôn. Nhưng mà bây giờ em xả nữa thôi chứ ra Tết cái hàng đó là hiếm đó mấy chị. Tại vì ra Tết chị nào cũng hỏi tan mỡ hết á. Ra Tết chị nào cũng hỏi tan mỡ. Bây giờ thích thì sale mấy chị thôi chứ cái hàng đó thực ra là ra Tết nó mới là đỉnh của nó mấy chị. Em nói thiệt, ra Tết á, tan mỡ bán đỉnh lắm.
Cho nên là em là em bán livestream là kinh nghiệm nhiều năm rồi. Sau Tết là mình sẽ bán nè, trà giảm cân, cà phê giảm cân, tan mỡ, đai nịt bụng, các kiểu con đà điểu. Thiệt. Đó. Rồi chị nào lái chốt em tan mỡ em, nhưng mà em thích thì em xả luôn. Cái livestream này thích thì em xả luôn mấy chị. Cái gì ghê vô mới tính vả vô mặt chị hay răng mới nói. Mày thấy tao bắt mày làm luôn chưa mày nói. Quăng. Rồi mấy chị nè. Rồi chị nào lái chốt em nha. Cái này là nước hoa vùng kính. Trời ơi, thiệt luôn á, nước hoa vùng kính mấy chị, em thề mấy chị nha. Nếu không thơm, mấy chị hãy bắt đền em. Một em đền cho mấy chị 10 cũng được. Em share cho mấy chị là giá 30.000. 30.000 một chai nước hoa vùng kính. Nhà nếu mấy chị nhận hàng này không thơm nè, xài không hiệu quả nè, 300.000 em đền cho mấy chị 300.000 luôn. Nước hoa vùng kính này mấy chị biết để làm gì không? Cái thương hiệu filler này nha. Mấy chị nè, cái này nè mấy chị, mình hãy tắm rửa sạch sẽ, sáng ngày mình đi chơi mình về tắm rửa sạch sẽ nhỏ vài ba giọt lên quần chip, tối tắm rửa sạch sẽ nhỏ vài ba giọt lên quần chip, mình mặc đồ vô lúc nào cái vùng kín mình nó cũng sạch sẽ và thơm tho hết á các chị nha. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha, nước hoa một kính xả còn 30.000 luôn, giàu thơm kỳ lân thơm da không em? Dạ kỳ lân thơm da cô Loan có xài mấy chị. Nước hoa vùng kính Tết mình đi chơi nhiều mà phụ nữ là lúc nào phải thơm, đụng đau là xử nó luôn, đụng đau là quất nó. Rồi, hàng đây là bí kíp phòng the, mình không xài thì thằng chồng nó cũng hốt con khác, mình xài cho nó thơm đi. Rồi, chị nào lấy chốt lên dưới hàng mà ha. Rồi, nước hoa vùng kính xả 30.000 luôn. Mấy chị, nếu mấy chị nhận hàng không đúng như em tư vấn, không xài, không ngon, không xịn đúng không? Rồi thì 30.000 em trả cho mấy chị 300.000. Em ngồi đây em tự tin em nói vậy luôn á. Chứ còn nếu em nói láo mấy chị thì sao em dám bán livestream nữa. Trong khi đây là cái nghề cơm gạo của em và mấy chị, em xem mấy chị 30.000 nha. Sáng cũng như tối, mình không có đổ trực tiếp vào vùng kính đâu mấy chị, đổ trực tiếp lên cái đáy quần chip thôi, đừng đổ trực tiếp lên vùng kính, tại vì đổ trực tiếp lên vùng kính nó ảnh hưởng đến độ pH với độ kiềm của vùng kính thì nhiều khi nó sẽ bị nấm ngứa đó. Mấy chị hãy đổ vài ba giọt trên cái quần chip này, cái đáy quần chip đây đúng không, nhỏ đây nè, hai ba giọt lên cái đáy đó, sau rồi mình mặc vô, mình mặc cái quần chip vô tự động nó xông lên. Màu trắng này thì không thơm bằng mấy chị nha. Màu trắng này thì em thấy là nó không thơm bằng mấy màu kia. Cho nên là màu trắng thì chị nào yêu cầu thì em mới lấy, còn không thì em sẽ lấy cho các chị mùi thơm. Ok chưa? Em sẽ lấy cho các chị mùi thơm. Còn mùi nào mà em sẽ test hết. Em là em test, em là đang dùng màu đen. Em thấy màu đen thơm. Em thấy màu xanh thơm, em thấy màu hồng thơm, em thấy màu đỏ thơm. Riêng cái màu trắng này em nói thật luôn là thơm ít. Thơm ít thì em sẽ không lấy. Và em sẽ có thể là để cái này làm một cái quà tặng cũng nên à, nói thẳng luôn là như vậy đó. Tính em mà cái nào em đổ ra ngửi hết á, cái gì em ăn hết á mấy chị. Rồi ok chưa. Nước hoa vùng kính chốt. Em ơi, nước hoa kỳ lân á em. Nước hoa kỳ lân á, còn mấy chai mang xuống đây chị xem. Nước hoa kỳ lân kia kìa, là cái chai màu xanh đó, nước hoa kỳ lân đó, cái đó là nước hoa kỳ lân đó. Hàng đó á mấy chị, em nói thật luôn á, sale muốn chết luôn á. Sale lỗ te tua tơi tả tùm lum tà la hết. Không, cái màu trắng thì thực sự là cái mùi nó thơm dịu chứ không phải là không thơm, đúng không? Cái màu trắng là thực sự cái mùi nó là thơm kiểu cái dịu chứ không phải là không thơm. Cái mùi nó là thơm dịu thôi, thơm vừa thôi. Cái nước hoa màu trắng này thơm dịu, màu trắng mà. Rồi ok ok mấy chị. Cái này là nước hoa kỳ lân này, nước hoa kỳ lân nha. Rồi mấy chị ơi, cái này là 115.000 đúng không? Rồi còn mấy chai vậy em? Em thử mấy chai, em sale mấy chị luôn. Nước hoa kỳ lân nha, cô Loan đó. Mấy chị là cô Loan đang xài đó mấy chị. Nước hoa kỳ lân nha, còn mấy chai? Thôi cái chai này để chị xài là còn 6 chai đúng không? Rồi mấy chị, nước hoa kỳ lân này nè. Rồi, em sale cho mấy chị nghe giá xong mấy chị xỉu luôn. 99.000. 99.000 mấy chị chốt đơn lên giúp em. Nước hoa 99.000, nước hoa cái câu kỳ lân nha. Cái hộp nó như vậy nè, sang chảnh không mấy chị? Mấy trăm ngàn chai nước hoa nha. Rồi em xem mấy chị 99.000. Còn mấy chai em xem mấy chị 99.000 cái chai này của em, để Tết em xịt cho nó thơm. Chị nào lấy chốt em là nước hoa kỳ lân, bao giá toàn Facebook, bao giá sỉ, bao giá hết. Đã xả rồi lên mấy chị đừng bận tâm về giá nữa. Giá em không đẹp thì không có ai đẹp hơn giá em hết. Đây là nước hoa kỳ lân đây nè. Đó, hàng của mấy chị là nó sẽ bao gồm là màng co đầy đủ hết. Cái hộp đây là em làm mẫu thử, đồng thời là em cũng để em xài luôn. Tết mà cũng phải có miếng nước hoa thơm thơm với người ta chứ mấy chị. Và đặc biệt em biết mấy chị sao chứ, tính em là em thích như vậy nè. Em thích á là kiểu như Tết á, là kiểu như á là, hoặc là em thích gì mấy chị nè, không biết là mấy chị giống em không. Em thích là có một cái bàn trang điểm, rồi em thích là có ở đó có những cây son môi, có những lọ kem dưỡng, có những bông tẩy trang, có những lọ nước hoa. Đôi khi chỉ là ngắm thôi thấy cũng vui lòng nữa. Rồi kỳ lân ok cho Võ Hồng Ánh, ok ok cho chị My Thảo, ok chị Hoàng Huy. Em còn 2 chai nữa mấy chị. Em còn 2 chai
nước hoa kỳ lân nữa. Chị nào muốn lấy kỳ lân thì chốt em nước hoa kỳ lân 99.000. 99.000 nha. Em xả đó bình thường em bán cho khách như cô Loan. Năm trước cô Loan mua là 125.000 đó mấy chị. Em xả là lỗ te tua tơi tả đó chứ phải giỡn mấy chị nha. Chị nào lấy chốt em là nước hoa kỳ lân nha. Rồi mấy chị chấm bài lên giúp em. Rồi cái phấn hồng này coi còn mấy cái xả luôn mấy chị này. Hàng phấn hồng dưa hấu này mắc tiền lắm, 60,000 á. Giờ xả luôn mấy chị luôn, còn nghĩ khỏe luôn. 39,000 luôn mấy chị, 39,000 nha. Một hộp phấn như vậy nè, một phấn hũ. Phấn này phấn nhũ nè. Phấn nhũ nha, hàng cao cấp mấy chị ơi, 65,000. Em bán 65,000. Giờ em xả mấy chị là 39,000 luôn. Mấy chị này, má hồng nè, rồi má mắt nè, cái chỗ này nè. Rồi má hồng nè. Đó mấy chị nè. Mà hàng này là mấy chị nhìn đi, nó có cái ánh nhũ. Mấy chị tô lên ánh nhũ nha. Hàng này rất là xịn luôn mấy chị, 65,000 á. Em xem mấy chị 39,000. Chỉ còn có 2-3 cái thôi mấy chị, chốt em là phấn 39,000. Phấn 39,000, còn 2-3 cái thôi. Em xả lỗ mấy chị, cái phấn này của Hàn Quốc nha. Mấy chị nhìn đi, nó có cái ánh nhũ lên nha. Bao xịn sò luôn. Chị nào lấy mình chốt lên giúp em nha. Phấn nha, dép thì không like được đâu em. Giày dép chị không có like em. Giày dép mà bây giờ like cái thí mẹ luôn. Rồi ok ok, 39,000 mấy chị. Em thấy cái gì còn cái gì em xả mấy chị cái đó luôn ha. Tại vì shop của Hoàng là shop là kể cả mỹ phẩm luôn. Mỹ phẩm rồi đồ ăn, đồ uống, quần áo đầy đủ hết mấy chị. Rồi xem mấy chị nha, cái này ra năm mình làm shop có bán 65,000, giờ xem mấy chị 39,000. Cái này mấy chị nè, mình đi chơi Tết á, mình lấy cái cọ này mình tô nhẹ nhẹ góc đây nè, cho con mắt mình nó nhũ lên. Tô tô ở đây nè. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là phấn 39,000 nha. Quá trời đất rẻ. 65,000 xả 39,000 chứ nhiêu. Rồi bây giờ Hoàng coi thử cái body coat nè. Còn cỡ 10 hũ body coat nữa xả luôn. Bà nào muốn dưỡng thì thời khắc này dưỡng đi, vẫn còn kịp. Ok con dê không có vấn đề gì hết. Cái này body coat xả luôn mấy chị luôn. 29,000 hũ. Sỉ của Hoàng á, nhập 50 hũ cũng không có cái giá này luôn mấy chị. Mà Hoàng sale mấy chị là 29,000 hũ body coat. Body coat collagen 2 tầng nha. Cái lớp này ở dưới là lớp collagen, còn lớp ở trên này lớp kem body collagen cộng kích trắng. Mấy chị lấy cái mũ mấy chị trộn lên, xong rồi mình xài. Nếu như mấy chị nhận hàng mấy chị xài này, thứ nhất là mùi nó thơm như cái mùi nước hoa, như cái mùi nước hoa luôn mấy chị nha. Mùi rất là thơm và xài tới đâu là thẩm thấu tới đó. Và đặc biệt là bao trắng da luôn. Xài 5-7 ngày là mấy chị đã thấy cái sự khác biệt của làn da rồi. Chị nào lấy chốt đi giúp em nha. Chị nào lấy comment lên giúp em. Rồi body nha mấy chị nha. Còn 10 hũ em xả luôn. 10 hũ em xả mấy chị 29,000 luôn. 29,000 luôn mấy chị nè. Chị nào lấy chốt em là body nha. Body 29,000. Chị nào lấy chốt đi giúp em. Còn có 10 hũ này em xả luôn. 10 hũ này chắc ai ăn xả của mình hay bơm hay chi ông nội ơi. Trời ơi bắt ghét coi. Trời ơi thơm muốn xỉu. Rồi chị nào lấy body chốt em. Ok Huỳnh Gia Hân body 29,000 chốt đơn đi giúp Hoàng mấy chị ơi. Xả luôn 29,000. Chị nó lấy body mấy chị chốt body để không thơm không lấy tiền, không đẹp không lấy tiền luôn. Rồi chị nó lấy body chốt body mấy bà ơi. Còn lắp sắc dạo đây hả má? Còn lắp sắc dạo má ơi. Cái dầu nước vàng ông già này má ơi. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nè. Còn có lắp sáp gạo má ơi. Còn lắp sáp, lắp sáp nghề sale luôn 80,000. Chị nào lấy nguyên lắp thì sale luôn 80,000. Còn đúng một lắp cuối cùng. Me hũ giá sao 49,000 em ơi. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Còn đúng một lắp cúng cùi cuối cùng. Sale cắm cái sáp nghề. Rồi cái dầu gió vàng này là, ủa cái này là, cái chai này là chai nguyên. Còn chị còn một chai lẻ nữa mua mất tiêu ta. Hai hũ body vậy rồi ok. Ok, cẩm hàng khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ đi mấy bà ơi. Khách mới đặt hàng cái cho số điện thoại địa chỉ, đừng hỏi gì thêm, tự động nó sẽ có hàng, sẽ có nhân viên chốt đơn. Rồi cái này là dầu gió nước vàng nè. Giờ bán luôn. 2 chai 23,000. 2 chai dầu gió nước vàng, cái tem là tem đỏ này nè, mấy chị mua cái hàng xịn là mấy chị biết lúc nào nó không có cái tem đỏ này nè. Là tem hàng chuẩn đó. Rồi hàng Thái mấy chị nè. Rồi 2 chai 23,000 luôn. 2 chai dầu nước vàng 23,000. Thôi mấy coi mệt quá, chưa ăn cơm đâu bụng muốn chết luôn. Eo trời đất ơi. Rồi chị nào lấy chốt đi chứ Hoàng. 23,000 2 chai. Còn gì xả lỗ hết. Còn gì xả lỗ luôn. Rồi sau đó về má quýnh chết. Rồi mấy chị ơi, xả lỗ về má quýnh. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng. 2 chai dầu 23,000. Má quýnh mày sao mặt mày sụi lơ vô. Chị nào lấy chốt Hoàng 2 chai dầu 23,000 mấy chị nha. Chị nào lấy chốt Hoàng là 2 chai dầu 23,000. Ê đưa cái xe tỏi hả? Mệt quá hả? Trời đất thiên thần ơi. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là dầu gió nước vàng. Mila đến khỏe lắm.
nó khỏe kinh lắm. Dạ bây giờ em xả như vậy là mua lốc hay mua lẻ gì cũng giống nhau chị Hoàng Huy. Em còn ít em xả lỗ luôn á, em nói thiệt luôn á. Cái đó nhập vô là 12 ngàn mấy luôn á, chia giá ra 12 ngàn mấy á, mình bán cỡ 14 ngàn một chai là nó rẻ hơn thị trường, và lúc đó là mình mới có lời cỡ được tầm 1.000 đồng chai. Nhưng em xả mấy chị vậy là lỗ, tại vì ba cái dầu này ngoài thị trường nó sẽ bán 15-17 đúng không, tùy chỗ đúng không. Mình cạnh tranh, mình bán livestream là mình bán cỡ 14 ngàn thì mình mới có lời gần ngàn. Chứ giờ em xả mấy chị hai chai là 23 ngàn, là chai có 11.500, em lời em chết liền. Em lời là em chết liền, không có lời 1.100. Giờ bây giờ cuội livestream rồi xà rồi nghỉ rồi lời chí mô. Rồi mấy chị ơi, cái này là xay tỏi mấy chị nè, em sell luôn 25 ngàn mấy chị, chốt em là xay tỏi 25 ngàn. Dầu chai bao nhiêu ml em, nó cỡ 3 ml hay sao chị? Nó 3 ml chai nhỏ mà. Chai này chai nhỏ mấy chị, nói chung là ngoài tạp hóa đồ hay là tiệm thuốc tây nó có bán thì nó bán cỡ 15 ngàn á mấy chị nè, chai nhỏ vậy nè. Đó, như vậy đây nè. Đó, còn cái chai nguyên của nó là như vậy nè. Là nó có tem đỏ vậy á, còn cái chai này là chai em đang xài mấy chị ơi. Nói nhiều quá cái mỏ em nó cũng mệt em xài. Đó, mỏ mệt quá xài chứ không có gì hết trơn. Rồi mấy chị chốt đi giúp em. Rồi mấy chị ơi, em hỏi chị cũng không biết luôn em ơi. Rồi mấy chị, cái còn lóc sáp nghệ này 80 ngàn, chị nào lấy chốt em sáp nghệ đi, một lóc 12 cục sáp nghệ nha. Trời ơi, còn một lóc sáp nghệ nó ê quá. Bán 80 ngàn chị nào lấy giùm em cảm ơn mấy chị. Rồi em xuống livestream nha, chứ mấy nhỏ kiến biểu tình quá. Nó nói mệt quá, đói quá, mệt quá, đói quá. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em. Rồi thôi, chồng con rồi nó chửi em. Chồng thì nó bỏ nhà đi luôn rồi. Nhân viên thì giờ nó biểu tình em. Chắc em xuống livestream mấy chị không có ai còn ai chơi với em nữa. Có mỗi mình em livestream em nó thiệt luôn á. Mấy chị xay tỏi em xả mấy chị 25 ngàn nha. Chị nào mà nhà mình chưa có xay tỏi thì mình mua đi. Cái xay này là xay tỏi, xay ớt, xay tỏi. Em thiệt, nhân viên làm 12 giờ em bắt nó nhịn đói, nó làm thêm tiếng máy đồng hồ, nó chửi em hồi nãy trừ đó mấy chị. Rồi cái xay tỏi này mấy chị nè, bỏ tỏi bỏ ớt vô đây đúng không. Cái mình xay nè, mình xay để mình úp thịt úp cá, chứ mà mình giả thì nó văng lên con mắt mình sao. Rồi mấy chị kéo như vậy nè, bỏ tỏi bỏ ớt vô xay. Rồi chị nào lấy chốt em là xay tỏi 25 ngàn mấy chị chốt đơn đi giúp em. Nó còn có mấy cái xay tỏi em xả luôn mấy chị. Chị nào chưa mua mình chốt. Rồi bây giờ là em xuống livestream nha mấy chị nha. Chúc các chị một mùa xuân vui vẻ. Rồi tất cả các đơn hàng em đều phải chốt hàng và đi hàng nha mấy chị nha. Bởi vì đây là live cuối cùng rồi, bưu điện nó hết nhận ship rồi. Tất cả các đơn em đều phải chốt và gửi hàng cho các chị ha. Có giao cho khách nha chị, rồi ok thêm trần. Tất cả các đơn hàng em đều phải chốt đi hàng á mấy chị. Và nói chung là đơn hàng ngày hôm nay nó hơi nhiều, em sẽ chốt từ chiều cho đến sáng mai. Tất cả phải xong. Có thể là em sẽ alo cho mấy chị để cho nó nhanh kịp đơn hàng đi hỏa tốc, chứ vì em là một phát như nên mấy chị nhớ là chiều nay hoặc là sáng mai nhớ xem chừng tin nhắn nha. Có tin nhắn em báo qua các chị kiểm tra ok báo em đi hàng nha. Chứ mà bây giờ là dạ không chị ơi, đơn hàng em quá nhiều luôn chị. Chiều mà em live tiếp nữa nhà em đâu còn gì lao đây. Tất cả các đơn hàng em đều chốt đi mấy chị. Nhà em bây giờ cũng không còn gì để live nữa. Không có còn gì để like nữa mấy chị. Thứ nhất là không còn gì, và thứ hai nữa là em còn phải có cái khoảng thời gian để em làm đơn cho khách đó kịp đi. Vì ngày mai là ngày cuối cùng bưu điện nó không đi hàng nữa rồi, việc theo không đi hàng mấy chị nha. Rồi ok cho mấy chị. Rồi kéo cửa lại cho mấy nhỏ nhân viên nghỉ xíu mấy chị. Rồi sau đó mấy chị là nó sẽ hỏa tốc chốt đơn. Không đợi phải không? Phải nha chị, không đợi ok nha chị. À rồi ok Trương Trọng Khánh là cái đơn hôm qua thì đi rồi, cái đơn mới này chị chốt đi luôn kệ cha nó em, cái tốn 10.000 tiền ship kệ cha nó em nha. Chứ mà bây giờ em đừng nói chung là kệ cha nó đi, nói chung là kệ cha. Rồi bây giờ em sẽ xuống livestream mấy chị nha. Em mệt quá em xuống livestream đây. Rồi em giờ em xuống là chồng nó cũng đuổi em đi luôn rồi, con thì cũng đi luôn rồi, không còn ai nhà với em hết. Rồi mấy chị nha. Rồi còn chị nào mà không thì em sẽ alo hết tất cả. Cái gì vậy? Ủa trái phiếu đó mày chưa soạn xong hả? Nhân viên nói còn một đống phiếu đưa đây coi. Hắn nói còn một đống phiếu chưa soạn xong. Hắn nói là mấy chị đặt hàng mà hắn còn chừng đống phiếu này chưa soạn xong. Mà hắn đuối quá. Hắn nằm bò lết rồi đó. Mới rảnh quá. Có chừng này phiếu này chứ có nhiêu. Mà mấy soạn cũng không được thì thôi tao đuổi việc vô. Bye bye mấy chị nha, em mệt quá. Để em xuống livestream chị cũng làm đơn cho mấy chị. Lấy máy xay tỏi ok. Hên xui em ơi, hên xui nha em ơi. Dạ không mấy chị, đừng có ố quần gì. Ố quần gì, không có áo quần gì trơn ấy. Nó đang in nữa kìa.